đến tận lúc này vẫn chưa thấy quả thiên linh đâu. Sư huynh, hay là chúng ta về thôi, Liễu Như Nguyệt khẽ nói. Sư huynh đã hứa thì nhất định sẽ giúp muội tìm được, thanh niên áo trắng cười như gió xuân, nhưng sâu trong ánh mắt lại chất chứa ham muốn, cơ thể thiên linh vẫn rất đẹp. Nói xong mọi thứ lại tìm vào yên tĩnh. Liễu Như Nguyệt thì không sao, cô ta cảnh giác nhìn xung quanh. Thanh niên áo trắng lại nao nao trong lòng, sau khi đứng đó một lát thì hắn ta đã mắng được trăm ngàn lần rồi, mắng ai hả? Tất nhiên là mắng kẻ ném con mãng xà khổng lồ tới rồi, Cũng chính là Triệu Bân. Hắt xì. Tiếng hắt xì của Triệu Bân cực kỳ lặng lẽ. So với bọn Liễu Như Nguyệt thì hắn còn thảm hại và nhếch nhác hơn nhiều, đi dạo trong bụng con mãng xà khổng lồ một vòng, có khác gì đang dạo qua quỷ môn quan đâu, yêu thú nơi này không nên trêu vào một tí nào. Hắn cũng không dám mạo hiểm, nấp trong một hang động tĩnh tâm chữa thương. Đêm khuya, sương mù trong rừng ngày càng dày đặc, chẳng những có độc tính mạnh mà còn có khói độc mê hoặc lòng người, vì thế nó mới được gọi là rừng sương mù, tâm người không đủ tĩnh rất dễ rơi vào ảo ảnh. Chờ đến khi ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, Triệu Bân mới mở mắt. Nửa đêm chữa thương thế này chẳng gặp chút trở ngại nào, hắn cầm tuệ tâm châu đặt giữa lòng bàn tay quan sát, hắn chưa từng thấy vật này bao giờ, cũng chưa từng nghe qua, thấy vẻ mặt của dâu chữ bát lúc đó chắc vật này không hề tầm thường tí nào, có lẽ nó có năng lực đặc biệt nào đó, mang đi bán chắc cũng đáng giá. Cất tuệ tâm châu đi, hắn ra khỏi hang động. Dù đang là ban ngày nhưng khu rừng vẫn đầy sương mù dày đặc. Sương mù dày, linh khí cũng nồng đậm. Hắn rất tự giác lấy hồ lô tím vàng ra, đi tới đâu hút tới đó, hắn khẽ gọi dâu chữ bát, đêm qua vật vã một hồi, không biết lão ta đã chạy đi đâu, lại càng không biết lão ta sống hay chết. Nửa ngày sau, hắn đã quay lại hồ nước hôm qua. Chủ yếu là muốn tìm thử xem có viên tuệ tâm châu thứ hai hay không. Tiếc là không có. Lão già. Triệu Bân khẽ gọi, tiếp tục đi sâu vào trong. Nếu dâu chữ bát còn sống thì chắc cũng sẽ đi về hướng này, dù lão già đó không đáng tin lắm nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục tìm quả thiên linh, có một đoạn duyên với nhau nên hắn cũng không muốn dâu chữ bát chôn thân ở nơi này. Thật ra hắn cũng khó hiểu. Hoa cỏ cây cối trong rừng sương mù đều có độc rất mạnh, thế quả thiên linh mọc lên ở đây chắc cũng có, 30 năm mới kết quả một lần. Độc tính sẽ mạnh đến mức nào, nuốt bừa vào bụng có khi còn chưa tăng cường huyết mạch thì đã bị độc chết. Suốt một đường hắn tìm mãi vẫn không nghe tiếng dâu chữ bát đáp lại. Trên thực tế, dâu chữ bát đang tìm hắn, cũng gọi Lý Nhí trong miệng như thế, chẳng có ai dám gào cho to, yêu thú nơi này đều không nên nghe thấy tiếng động, càng náo nhiệt. Chúng nó càng chạy về phía đó. Triệu Bân lại dừng bước, vẫn là hồ nước đó. Không phải hắn cố tình quay lại. Mà đi lòng vòng một hồi thì lại về đúng chỗ này. Vẫn là mê cung trận của tự nhiên, không phải là mê cung, nhưng vượt xa mê cung, dù hắn có thiên nhãn cũng rất khó nắm bắt, chẳng hạn như hồ nước này, hắn đã trở về vài lần rồi, cả hắn còn như thế chứ đừng nói tới ba người khác, cứ như một con ruồi không biết đâu là phương hướng, cứ dạo quanh trong sương mù. Lão ta đâu rồi nhỉ? Triệu Bân nhảy lên một tảng đá lớn, dõi mắt nhìn ra xa. Lọt vào mắt hắn chính là mây mù mờ ảo, có tác dụng ngăn cản tầm nhìn và khả năng cảm giác. Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên, Triệu Bân bèn liếc sang. Có người đến, lấp ló trong làn sương mù chính là một bóng người mờ ảo. Đó không phải là dâu chữ bát mà là một ông lão mặc áo bào đen, chống một cây gậy đầu rồng, hốc mắt hõm sâu, con ngươi lồi ra ngoài, có màu của máu, có lẽ là một người đã nhuốm máu tươi. Còn nhóm ba người nữa, Triệu Bân khẽ nhíu mày, thì thào. Từ trên người lão già mặc áo bào đen, hắn ngửi thấy mùi sát khí thoang thoảng, theo hắn thì lão ta đã giết khá nhiều người, hơn nữa sát khí có quấn thân, tu vi ấy hả? Huyền dương tầng cao nhất, khí huyết có độc lực quanh quẩn, có lẽ là một kẻ thích dùng độc, một là tới tìm quả thiên linh, hai là mượn khói độc để tu luyện, rừng sương mù đâu đâu cũng là độc, chắc chắn là thánh địa với những kẻ luyện độc. Khi hắn đang nghĩ thì lão già áo bào đen đã đi tới, liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không ngờ một tiểu bối cảnh giới chân linh đi vào sâu như thế lại không mất mạng trong rừng sương mù. Giao hết tất cả những thứ đáng giá ra đây, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái hơn một chút, lão già áo bào đen thản nhiên mở miệng,
có lẽ đã quá quen rồi. Nhưng lời dạo đầu của lão ta ấy à, ai nghe xong cũng sẽ thấy khó chịu. Triệu Bân chính là một trong số đó. Thời buổi này, Trấn Lột mà cũng hống hách ngang ngược như thế, chẳng kín đáo tí nào. Ngẫm lại thấy cũng đúng, lão già áo bào đen là huyền dương tầng cao nhất, hắn chỉ là chân linh tầng cao nhất, thua cả một cấp cơ mà. Chênh lệch như thế chỉ là chuyện của một cái tát mà thôi, hơn nữa nơi này còn là khu rừng sương mù. Không có tiền, không có bảo bối. Triệu Bân nói xong bèn xoay người bỏ đi, không phải hắn sợ lão già này mà là không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn. Nếu không đưa thì để lão già này tự lấy vậy, lão già áo bào đen lướt đi như một cơn gió, xuất hiện trước mặt Triệu Bân, một trường như vuốt ưng, những ngón tay đó có khí đen quấn quanh, đó là khí độc, lão ta chính là độc thể. Triệu Bân vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khi tay của lão ta chỉ cách hắn khoảng 3 tấc thì mới độn thổ. Độn thổ. Lão già áo bào đen giật mình, đó là một bí thuật rất tốt. Sau một thoáng hoảng hốt, Triệu Bân đã xông ra từ nền đất, vòng sang sau lưng lão già áo bào đen, dùng thể kỳ lân, một trưởng uy long mạnh mẽ, dù là huyền dương tầng cao nhất như lão ta cũng bị đánh ho ra máu. Chỉ vì xem thường Triệu Bân, tưởng một trưởng có thể giải quyết hắn nên thậm chí còn chẳng thèm dùng chân nguyên hộ thể, vì thế Triệu Bân mới có thể chui vào lỗ hổng, dùng một trưởng thật mạnh đánh lão ta ngu người. Từ khi nào mà, cảnh giới chân linh lại trở nên mạnh như thế? Tiểu bối khá lắm. Khiến lão già này phải nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Lão già áo bào đen tức giận bật cười, vung tay lên, rất nhiều phi châm lông châu bắn ra, mỗi lông đều có sức công phá mãnh liệt, nhuộm kịch độc, những người dùng độc thì từ trên xuống dưới toàn là độc. Soạt, Triệu Bân nhanh chóng độn thổ để né tránh phi châm. Người nghĩ rằng dùng cùng một thủ đoạn có tác dụng với lão già này nữa ư, lão ta hừ lạnh, giơ chân lên định dậm mạnh xuống đất. Đó chính là cách hữu hiệu nhất để đối phó với thuật độn thổ, đó là khiến kẻ độn thổ phải trồi lên. Đột nhiên, khi chân lão ta còn chưa kịp chạm đất thì đã thấy mặt đất rung lên, bán kính 100 mét có sấm sét bắn ra, tia sét xé rách cả không gian, vầng sáng trắng như tuyết, đó là Triệu Bân dùng thiên lôi trận dưới mặt đất. Ngươi! Lão già áo bào đen không kịp trở tay, chân rơi xuống đất không còn sức, chẳng những không còn sức mà còn bị tia sét đánh thành một cái lỗ máu. Chân không thể đứng vững được nữa, suýt ngã quỵ xuống, tia sét vẫn không dừng lại, liên tục bắn ra khiến cái chân đó xuất hiện những hốc máu. Phá! Lão già áo bào đen nổi giận, gậy đầu rồng gõ mạnh xuống đất, phá thiên lôi trận. Một giây trước Triệu Bân đã thoát ra, đã bay đến trước người lão ta, lão già ấy tái mặt, hai mắt xuất hiện vầng sáng màu vàng, có tia sét phản chiếu qua con ngươi, nhưng Triệu Bân lại nhanh hơn, hổ gầm long ngâm đã xuất hiện. Tiếng long ngâm cộng thêm võ hồn khiến lão ta rên lên, hai mắt tối đen, lùi về sau bình bịch. Kiếp sau, đừng đụng vào những người không nên đụng. Triệu Bân khẽ nói, hắn đã lấy kiếm ra, một kiếm lôi phong quyết nghiền nát, cộng thêm khí huyền hoàng, kiếm uy mạnh mẽ, lão già áo bào đen vừa dừng lại đã bị một kiếm xuyên thủng tâm mạch, màu máu thật là chói mắt. Ngươi! Lão ta phun máu, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút rất nhanh. Lão ta quá sơ ý, xem thường lực chiến của tên cảnh giới chân linh này, cũng xem thường khả năng thực chiến của hắn, chưa qua 3 hiệp lão ta đã bị một đòn chí mạng, một nhát kiếm khiến lão ta đứt hết tâm mạch. Đến tận lúc này, lão ta vẫn chết trong sự ấm ức. Lão ta là huyền dương tầng cao nhất, lão ta còn quân bài tẩy chưa lật, còn chưa kịp dùng tới đã bị một kiếm chém chết, đối phương còn là cảnh giới chân linh, châu bò hống hách cả nửa đời, cuối cùng lại thua trong tay một võ tu nhỏ bé. Tốc độ tay của Triệu Bân rất nhanh, hắn càn quét khắp người lão già áo bào đen. Lấy hết mấy thứ đáng giá đã rồi hủy thi diệt tích, để tránh máu tanh lan ra khắp nơi. Chiến lợi phẩm ấy à, cũng khá là nhiều ấy. Lão già áo bào đen là võ tu luyện độc, để vật trên người lão ta cũng liên quan đến độc, chẳng hạn như 2 viên thuốc này, chẳng hạn như kiếm này. Đều có kịch độc, tất nhiên là Triệu Bân cất hết. Rồi cũng có một ngày sẽ dùng tới. Ngoài ra còn có mảnh da dê tim cổ, trên đó có rất nhiều đường vân. Đến sớm không bằng đúng lúc, Triệu Bân chết nở nụ cười. Hắn cũng có sách cổ da dê tím, đều là bản đồ cả, cộng thêm mảnh này nữa là 3 mảnh rồi. Ghép lại một lát, vẫn không hoàn chỉnh, còn thiếu ít nhất 2 mảnh nữa. Người điên à, ta đụng gì tới ngươi? Triệu Bân đang nghiên cứu bản đồ kho báu thì nghe thấy tiếng gào to.
Nghe tiếng cũng khá quen, không phải dâu chữ Bát mà là một người tên Vương Trác. Đúng vậy, chính là tên trộm mắt lác đó, có chuyên môn trong nghề, trộm đồ rất giỏi, chưa từng thất bại, không ngờ hắn ta cũng tới khu rừng sương mù. Bởi mới nói thế giới này rất nhỏ, đi tới đâu cũng có thể gặp người quen. Có lẽ là bị đuổi giết. Triệu Bân thầm nghĩ, hắn men theo nguồn gốc của âm thanh. Còn một nhóm người khác cũng bị đuổi giết, tính ra thì có tổng cộng 5 nhóm người, Liễu Như Nguyệt và thanh niên áo trắng một nhóm, hắn với dâu chữ Bát một nhóm, lão già áo bào một nhóm, Vương Trác một nhóm nữa đuổi giết Vương Trác. Đó chỉ là số nhóm hắn biết được, có trời mới biết còn bao nhiêu người nữa, tất cả đều vì quả thiên linh, thế thì náo nhiệt quá. Khi hắn tới nơi thì Vương Trác đã bị ép đến sát tường nham thạch, không còn đường lui, vết thương vô cùng thảm hại, người toàn vết kiếm, tất cả đều có ánh sáng đen quẩn quanh, không rõ là sát ý hay là độc, trong rừng sương mù đâu đâu cũng là độc, bám vào miệng vết thương cũng chẳng khá hơn là bao, sẽ rất khó lành. Nhìn lại kẻ đuổi giết Vương Trác, đó là một thiếu niên. À không đúng, nói chính xác hơn là một lão già cải lão hoàn đồng, không có tóc, đầu bóng lưỡng. Cái đầu đó rất lớn, không hợp với cơ thể kia, không biết là lão ta đã nuốt đan dược gì hay là tác dụng của công pháp mà biến thành kẻ dị dạng như thế, chân nguyên thuộc tính băng thật là ma quái. Bao nhiêu bảo bối thế không tìm, chạy tới chấn lột một cảnh giới chân linh như ta làm gì? Vương Trác ho ra một ngụm máu, biết mình chạy trời không khỏi nắng, nên mắng cực kỳ hăng hái, đúng là ra đường không coi ngày. Vừa mới vào tới đã đụng phải lão già này. Lại còn mặt dày mày dạn đuổi theo hắn ta suốt một đường dài. Con ruồi có nhỏ thì cũng là thịt, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Thiếu niên đầu to rút kiếm lao lên, nhe răng nở nụ cười, còn có cả răng nanh, nó cứ sáng lập lòe, người đi chấn lột kẻ khác luôn có một khuôn mẫu giống nhau, họ đều học được triết lý nhân sinh. Làm mấy chuyện thiếu đạo đức nhiều sẽ gặp phải báo ứng đấy, Vương Trác há miệng lập tức mắng mỏ. Báo ứng nói tới là tới, chỉ vì Triệu Bân đã bắt đầu đánh, tốc độ như thần, nhanh như tia chớp. Sau đó màu máu bắn ra, cực kỳ chói mắt, một kiếm lôi phong quyết từ sau lưng thiếu niên đầu to xuyên thủng ra trước ngực, kiếm uy rất mạnh, lực sát thương cũng không thua gì, có thể nói là một kích tất sát. Đây! Thiếu niên đầu to miệng đầy máu, cúi đầu nhìn mũi kiếm xuyên qua trước ngực mình, không thể tin nổi, đang tiến tới thì lại bị đâm cho một nhát. Trực tiếp cắt đứt tim mạch. Đến tận bây giờ vẫn chưa biết được người giết mình là ai. Nhưng có thể thấy kẻ đó là ma quỷ, đi đường chẳng nghe thấy âm thanh nào. Thiếu niên đầu to ngã ầm ầm xuống đất, đến chết vẫn không cam lòng, hai mắt đảo quanh, đúng là làm chuyện thiếu đạo đức nhiều quá thì sẽ gặp phải báo ứng, quả báo lần này đến có vẻ hơi nhanh. Cảm ơn đạo hữu đã cứu giúp, Vương Trác lảo đảo đi tới, cảm động đến nỗi rơi nước mắt. Ngươi không sợ ta sẽ giải quyết luôn cả ngươi hả? Triệu Bân đã ngồi xổm xuống để càn quét chiến lợi phẩm, nào là thuốc viên này, linh dịch này, binh khí này, trang sức này, chỉ cần có thể dùng được đều nhét hết vào chiếc nhẫn ma. Ai ra, là ngươi hả? Vương Trác giật mình, đã nhận ra Triệu Bân qua giọng nói. Trước kia, bọn họ từng hợp tác với nhau để đánh bại tên ma đầu kia dưới địa cung u ám đấy thôi. Kể từ khi đêm chia tay đó, đến nay cũng đã nhiều ngày trôi qua, không ngờ sẽ gặp nhau ở nơi này, còn cứu mạng hắn ta, đúng là cảm động. Ngươi chạy tới đây làm gì? Triệu Bân vừa hủy thi diệt tích vừa hỏi. Tất nhiên là đi tìm quả thiên linh rồi, biết đó là Triệu Bân, Vương Trác cũng không giấu giếm. Ngươi biết quả thiên linh ở đâu không? Triệu Bân đặt một tay lên vai trái Vương Trác, rót chân nguyên vào để loại trừ độc tố trong cơ thể, cũng chữa thương cho hắn ta, tên trộm này bị thương cũng không nhẹ. Không biết, Vương Trác cười ngượng ngùng. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi buồn cười. Đều chạy tới tìm quả thiên linh, nhưng không ai biết nó ở đâu, thật hài hước. Ngươi thì sao, Vương Trác trò trò Triệu Bân, đến đây làm gì? Nơi này máy mẻ, chạy tới hóng mát, Triệu Bân quơ quơ hồ lơ, nó lại hút được rất nhiều linh khí, lại luyện ra được khá nhiều linh dịch, nhưng không gian của hồ lô rất to, có thể chứa thêm rất nhiều. Vương Trác ho khan, vì không thể kiểm tra được nên hắn ta chỉ đưa mắt nhìn hồ lô tím vàng kia thôi. Có thể thấy nó là một bảo bối, có thể tự động hấp thu linh khí, có thể tự động loại bỏ khí độc. Két! Đang nhìn lên nhìn đột nhiên nghe thấy tiếng vang rất nhỏ.
Tiếng vang đó phát ra từ cơ thể Vương Trác, tên này vẫn còn chưa khỏi hẳn mấy vết thương đó, độc tố vẫn chưa loại bỏ sạch sẽ nhưng lại thăng cấp, từ chân linh phá màn chắn bước sang cảnh giới huyền dương. Đừng nói là Vương Trác, Triệu Bân cũng không kịp trở tay, cơ duyên này cũng không thể giải thích rõ, hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ ở cảnh giới chân linh, đến nay vẫn chưa đột phá. Vui vẻ ngoài ý muốn, Vương Trác cười gượng, chẳng tỏ vẻ gì. 3 giây sau bèn vui vẻ cười hớn hở, thế thì ta có thể đến Thiên Tông để tham gia khảo nghiệm rồi. Triệu Bân đã thu tay lại, trong khoảnh khắc đó, hắn còn thử đánh sâu vào cảnh giới. Nhưng nó vẫn không có dấu hiệu lơi lỏng, vẫn là màng chắn cứng rắn, muốn đột phá còn có thể bị cắn trả, muốn vào huyền dương phải cần chút cơ duyên. Theo lời Nguyệt Thần nói, hắn có rất nhiều căn cơ, thăng cấp là chuyện rất khó, nhất là khi đến tấm chắn cảnh giới thì lại càng khó. Thêm mấy tia sét nữa, nói không chừng có thể được đấy. Triệu Bân thầm nghĩ trong đầu, hắn có tia sét đó nhờ cơ duyên. Không thể hiểu nổi, lúc đạt tới huyền dương thì liệu có thiên kiếp như thế không, bấy giờ tưởng tượng tới lại thấy sợ, dù thiên kiếp cũng là sấm sét, nhưng nó khác với sấm sét ngày mưa, nó có sức mạnh hủy diệt hơn nhiều. Gần đây ta vừa có được một thứ rất kỳ quái, mở mang tầm mắt không? Vương Trác nhếch miệng cười. Tiện tay xách một cây roi sắt ra, một cái roi sắt đen ngòm. Triệu Bân chuyển mắt sang nhìn thử, cây roi trông cũng không có gì thần kỳ, trông giống cây đốt lửa, nhưng cẩn thận nhìn lại xem thì cũng cực kỳ phi phàm, trên thân nó có những hoa văn từ thời cổ xưa. Mua về từ chợ đêm, sức mạnh rất hung hãn. Vương Trác nói xong còn hà hơi vào roi sắt, sau đó lấy ống tay áo lau lau. Hung hăng đến mức nào, Triệu Bân vẫn còn xem. Tùy ý hỏi một câu. Vương Trác chẳng nói chẳng rằng, cầm roi quất cho Triệu Bân một cái, có thể nói là tiếng chát đó cực kỳ vang dội. Triệu Bân rên lên, đầu óc chấn động. Vương Trác chừng mắt nhìn, có vẻ vui sướng khi người gặp họa, dễ xài không? Dễ, mặt Triệu Bân hơi đen. Nói đánh là đánh, ngươi có thể cho ta xin chút nghiêm túc được không? Nhưng roi sắt thì lại khá là thú vị. Có lẽ nó chuyên đánh vào tinh thần, cũng may hắn có võ hồn, có thể chống đỡ được, nếu ai không võ hồn chúng một roi như thế chắc sẽ khó chịu lắm. Lúc nãy thiếu niên đầu to đó nhắm trúng roi sắt của ta nên mới đuổi giết cả một đường, Vương Trác mắng, sau đó bùi ngùi thổn thức, tên đó cũng đáng sợ thật, đánh một cái vẫn không hề gì. Triệu Bân nhận lấy roi sắt, lật tới lật lui quan sát. Nhìn một lát, lại đánh Vương Trác một roi, nói thật. Hắn nghe mà lỗ tai cứ ong ong, đánh một cái, cả thế giới đều trở về yên tĩnh, có thể tiếp tục nghiên cứu. Xem lại mới nắm bắt được chút manh mối, những hoa văn cổ xưa này có điều kỳ lạ, có thể đánh một vị thần bị thương, cầm món đồ chơi này đi đánh, bất thình lình quất một roi, sẽ tạo ra hiệu quả tập kích bất ngờ. Chẳng mấy chốc, sau khi Vương Trác tỉnh lại thì đau nhe răng trợn mắt. Đánh Triệu Bân một roi, Triệu Bân chẳng hề hấn gì. Triệu Bân đánh hắn ta một roi, hắn ta lại không thể chịu nổi. Người ta nói ấy à, mấy thứ này không nên đánh lung tung, nhớ đâu lỡ đánh mạnh quá sẽ giết chết một mạng người đấy. Nghỉ ngơi một lát, hai người lại cùng nhau xuất phát. Tiếng hô hào của Triệu Bân cũng không dừng lại, Vương Trác nghe thấy thì nhíu mày, xem ra Triệu Bân không chỉ vào đây một mình, hắn còn đồng lõa, hỏi qua mới biết đó là dâu chữ Bát mặt dày mày dạn. Hai người không may mắn lắm. Mãi vẫn không tìm thấy người. Khu rừng lại có thêm khá nhiều hơi thở của võ tu, chắc là có người vừa vào. Lần này thì náo nhiệt rồi, tìm quả thiên linh sẽ không dễ dàng nữa. Nhiều người vào đây thì chắc chắn sẽ có người không vừa mắt nhau, có tiếng đánh nhau vang lên, sau đó mùi máu tanh cũng lan ra khắp nơi, yêu thú yên tĩnh một đêm lại bắt đầu sao động, tiếng gầm vang vọng trong rừng, có rất nhiều người vào đây thì bảo vật đều gặp tai ương. Đi một đường thấy toàn máu với xương. Kiếp sau, đừng đụng vào người không nên đụng. Sâu trong khu rừng rậm rạp, Triệu Bân và Vương Trác đang châu đầu vào nhau tìm kiếm khắp cái xác. Đó là một tên cao to không có mắt, chạy tới giết người cướp của, sau đó bị hai người bọn họ giết chết. Bấy giờ, họ đang càn quét chiến lợi phẩm kia. Ra khỏi nơi này rồi chúng ta cùng nhau đến Thiên Tông đi, Vương Trác vừa tìm vừa cười nói. Với thiên phú của ngươi cùng với tư chất và lực chiến, dù chưa tới cảnh giới huyền dương thì vẫn có thể trúng tuyển đấy. Không có đâu. Triệu Bân cười cười,
hắn có tử ngọc nên không cần phải tham gia khảo hạch. Càn quét sạch chiến lợi phẩm rồi, Triệu Bân và Vương Trác xoay người biến mất. Ngày hôm nay, rừng sương mù ngày càng trở nên náo nhiệt. Không biết ai đã lan truyền tin tức mà ngày càng có nhiều người tiến vào. Đều vì quả thiên linh. Tất nhiên mấy kẻ đục nước thì béo cò, thì cứ nhan nhản khắp nơi. Màn đêm lại buông xuống. Sương mù khói độc càng dày đặc hơn ban ngày, từ trên trời nhìn xuống sẽ thấy một biển sương mù rộng lớn, chẳng qua dưới ánh sao yếu ớt, nó nhuộm màu máu đỏ chói mắt, yêu thú gào thét rất nhiều. Ngoài ra, còn có tiếng người kêu la thảm thiết. Cũng như những lời đã nói trước đó, khi có quá nhiều người tụ tập thì luôn có người ngứa mắt nhau, không tìm thấy quả thiên linh thì tự tìm trò vui khác, chẳng hạn như giết người cướp của, chẳng hạn như đánh chết yêu thú cướp thú nguyên. Cảnh tượng máu me đó có thể thấy ở bất kỳ đâu. Xác của yêu thú này, vũng máu của võ tu, nằm ngang nằm dọc. Với rất nhiều người mà nói, nơi này chính là mảnh đất bảo bối, gom được rất nhiều thứ. Với rất nhiều người khác, nơi này còn là quỷ môn quan, một khi đã vào thì không thể ra được nữa, một là bị yêu thú tha đi, hai là bị võ tu giết chết, thảm án diễn ra hết lần này đến lần khác. Đáng chết! Thanh niên áo trắng đã mắng hai từ này không biết bao nhiêu lần mà nói. Người vào đây rất nhiều, lại không chịu yên phận, cứ nhắm vào yêu thú gây rối, khiến bọn họ chẳng những không tìm thấy quả thiên linh mà còn biến mình trở nên nhếch nhác. Có lẽ bọn họ đã lỡ mất thời gian tốt nhất, lúc ít người không tìm thấy quả thiên linh, bây giờ lại có một đống người tới gây rối. Sư huynh, hay là chúng ta cũng về đi thôi. Liễu Như Nguyệt lại khẽ nói, không có người lớn bảo vệ, có lẽ hai người sẽ chết ở đây bất kỳ lúc nào. Đừng vội, nhất định sẽ tìm thấy. Thanh niên áo trắng hít một hơi thật sâu, cảm thấy mất mặt là chính. Trước khi tới hắn ta đã hứa hẹn với Liễu Như Nguyệt và Vân Phượng. Nếu không tìm được thì chẳng phải mất mặt lắm ư, một cơ hội để thể hiện tốt vậy mà, không nên lãng phí. Ở đây vậy. Bên kia, Vương Trác cầm theo cây roi sắt, tay kia cầm thanh kiếm đi tới đâu chém tới đó, rừng sương mù rậm rạp, đi được một lát đã chui vào bụi cỏ, chỉ có thể dùng kiếm để mở đường. Triệu Bân cũng ở đây, sắc mặt hơi tái. Vừa mới đây thôi, hai người chống lại hai cảnh giới huyền dương, đều cao hơn cả cấp, đánh một trận. Tiêu hao quá nhiều, kẻ còn yếu như Vương Trác bị đánh đến nội thương, khó lắm mới giết được người thì lại đụng phải con rết yêu thú, đánh thêm trận nữa, đến giờ vẫn chưa đánh xong. Ngươi nói xem liệu cây quả thiên linh có chân để chạy không nhỉ? Vương Trác chém một gốc cây to, ngoái đầu lại nhìn Triệu Bân. Có trời mới biết được. Triệu Bân lau máu tươi bên khóe miệng, quan sát dọc đường đi, mong mình có thể thấy dị tượng. Hang động quỷ minh có dị tượng hoa hồn linh, quả thiên linh cũng là bảo vật của đất trời nên hẳn là cũng có. Chỉ cần thấy dị tượng sẽ biết được vị trí của quả thiên linh. Tiếc là chờ đợi mấy ngày vẫn không thấy dị tượng, chỉ thấy người đến tìm bảo vật ngày càng đông, số đó cũng chẳng tốt lành là mấy, khắc khẩu cái là đánh nhau, mang đến rất nhiều phiền toái cho người tìm bảo vật. Nên biết rằng rừng sương mù không chỉ có khói mê và khói độc, mà nó còn che giấu một yêu thú cực kỳ đáng sợ. Nó mà ngửi thấy mùi máu tươi, hoặc là tiếng động lớn thì nơi nào náo nhiệt nó sẽ chạy tới đó. Ta bấm tay tính, chắc là dâu chữ bát bị người ta giết rồi. Vương Trác bùi mùi nói, đừng nói tới hắn ta, Triệu Bân cũng đoán thế. Giết người cướp của cực kỳ nhiều, đụng chúng một người nào cũng có thể khiến dâu chữ bát khó chịu. Càng khỏi phải bàn đến rừng sương mù đâu đâu cũng là cạm bẫy. Ngươi! Cũng biết Tuệ Tâm Châu hả, Triệu Bân đột nhiên nói. Đó chính là hàng tốt, tại sao lại không biết nhỉ, Vương Trác nói xong còn dùng tay áo lau mồ hôi, Tuệ Tâm Châu chẳng có tác dụng gì với người bình thường, nhưng với người có huyết mạch đặc biệt thì lại có tác dụng thần kỳ. Thần kỳ đến mức nào, Triệu Bân vội vàng nói. Tất cả những huyết mạch đặc biệt đều có nhiều hơn người bình thường một kiếp nạn, đó là kiếp nạn để thức tỉnh, Vương Trác chậm rãi nói, thức tỉnh huyết mạch thành công rồi. Tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Thậm chí là mỗi một giọt máu đều niết bàn lột xác, đó là cơ duyên của tạo hóa. Nhưng nếu thức tỉnh thất bại thì sẽ khó khăn đấy, ví dụ rõ rệt nhất mà ta thấy hoài đó là biến thành người thực vật, hoặc ngủ say bất tỉnh, hoặc là chết. Có rất nhiều yếu tố không thể xác định, khả năng của Tuệ Tâm Châu chính là bỏ qua những yếu tố đó.
có được tuệ tâm châu, thức tỉnh huyết mạch chắc chắn sẽ thành công. Thì ra là thế, Triệu Bân thì thào. Hèn gì lão già dâu chữ bát lại kích động như vậy, lão già đó cũng có huyết mạch đặc biệt, dù huyết mạch rất mỏng manh nhưng vẫn có khả năng thức tỉnh. Nếu như có tuệ tâm châu hỗ trợ thì khó khăn cũng sẽ biến thành cơ duyên may mắn. Nếu như có người trở thành xác sống vì huyết mạch thức tỉnh thì tuệ tâm châu còn có tác dụng sao? Sau khi lẩm bẩm thì Triệu Bân lại hỏi. Có, đương nhiên là có rồi, Vương Trác nói một cách chắc chắn, đặt tuệ tâm châu vào đan điền của người thức tỉnh thì sẽ làm khí huyết biến động, nhờ đó điều hòa sức mạnh huyết mạch, như vậy có thể loại bỏ được phản vệ do huyết mạch gây ra. Việc này đã từng có người thực hiện thành công, ông nội ta đã vượt qua bằng cách đó. Có điều, không có chuyện gì là chắc chắn tuyệt đối. Dù sao thì thế gian cũng có rất nhiều loại huyết mạch đặc biệt, luôn có vài loại không hợp lẽ thường, như thế cũng tức là tuệ tâm châu không có tác dụng gì nhiều với bọn họ. Ù! Vương Trác vừa dứt lời thì liền nghe thấy một tiếng ù khiến hắn ta phải quay lại nhìn. Đập vào mắt là một cỗ quan tài bằng băng ngọc, nằm trong quan tài là một cô gái đã bị đóng băng. Đây là, Vương Trác ngây ra. Thê tử của ta. Triệu Bân không giấu giếm. Nhẹ nhàng mở nắp quan tài ra, đặt tuệ tâm châu lên bụng dưới của Liễu Tâm Như. Tuệ tâm châu phát ra ánh sáng màu tím, nó thật sự đã khiến khí huyết của Liễu Tâm Như thay đổi. Điều đó chứng tỏ Vương Trác không nói dối. Còn về việc có thể điều hòa sức mạnh huyết mạch hay không thì hắn vẫn chưa biết được. Thê tử sao, mẹ nó, người có cả vợ rồi à? Vẻ mặt Vương Trác rất kỳ lạ, hắn ta nhìn Liễu Tâm Như bằng ánh mắt đầy thâm thúy. Không biết tại sao, cô gái bị đóng băng bên trong quan tài lại khiến hắn ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Theo hắn ta thấy thì chắc là áp chế huyết mạch, nói trắng ra, đấy là một người mang huyết mạch đặc biệt trong người. Hơn nữa, huyết mạch này còn cực kỳ bá đạo, sở dĩ bị đóng băng là vì việc thức tỉnh không được thuận lợi nên trở thành xác sống. Nhìn lại viên ngọc màu tím đó thì đúng là tuệ tâm châu rồi. Hèn gì hắn lại hỏi về tuệ tâm châu, lần này đến lượt Vương Trác lẩm bẩm. Triệu Bân không nói gì, chỉ im lặng nhìn Liễu Tâm Như, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Khí huyết thay đổi, huyết mạch điều hòa đều cần phải có thời gian, Vương Trác nói nhưng không dám dùng âm lượng quá to, sợ làm phiền đến Triệu Bân, năm đó, ông nội ta đã mất đến 3 năm đấy. Triệu Bân vẫn không nói gì. Hắn không nói chuyện nên Vương Trác cũng ngại lên tiếng. Chắc là tên tiểu võ tu có thực lực thâm hậu này rất yêu thê tử của mình. Từ lúc lấy quan tài băng ra thì hắn chỉ lo nhìn chằm chằm vào người trong quan tài bằng ánh mắt dạt dào tình cảm mà không còn chú ý đến thứ gì khác nữa. Quan tài băng phát sáng. Quầng sáng tím của tuệ tâm châu đã biến thành những làn khói mờ, bao phủ lấy Liễu Tâm Như, sự thay đổi khí huyết có thể cảm nhận được bằng hơi thở, còn Liễu Tâm Như như một tượng băng đang ngủ say bỗng chốc nhẹ nhàng nhúc nhích. Sau đó, đôi mi nàng động đậy, có vẻ như sắp tỉnh lại. Chấm. Tỉnh rồi, nàng ta sắp tỉnh rồi. Vương Trác thốt lên, hai mắt tròn xoe. Đương nhiên Triệu Bân cũng nhìn thấy, hắn đã nín thở, chờ đợi Liễu Tâm Như tỉnh lại. Nhưng, hắn đợi rất lâu mà cũng không thấy thê tử mở mắt, chỉ có ngón tay út và lông mi là hơi động đậy thôi, ngoài ra thì không còn gì nữa, vẫn giống như một bức tượng băng, lặng lẽ nằm trong quan tài băng ngọc. Chuyện này, Vương Trác ho gượng, hắn ta mừng hụt. Giống như hắn ta đã nói trước đó, tuệ tâm châu không phải có tác dụng với mọi huyết mạch. Có lẽ huyết mạch của nàng quá phi phàm, vượt quá phạm vi phát huy tác dụng của tuệ tâm châu. Vẫn là câu nói đó, không có việc gì là tuyệt đối, dù sao thì những điều về huyết mạch vốn đã là chuyện rất kỳ bí rồi. Như Nhi. Triệu Bân bò trước quan tài, khẽ gọi tên nàng. Nhưng không có tác dụng gì, đến cả ánh sáng của tuệ tâm châu cũng mở đi. Sự điều hòa khí huyết cũng yếu dần. Hoặc cũng có thể nói, huyết mạch của Liễu Tâm Như đang chống lại tuệ tâm châu. Tuệ tâm châu không có tác dụng, chỉ có thể tìm đan tỉnh thần thử xem thôi, Vương Trác nói. Đan tỉnh thần, Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đã từng nghe nói đến loại đan dược này, đó là đan dược cao cấp, người bình thường gần như không thể sử dụng vì trong dân gian không có luyện đan sư giỏi đến cấp độ đó. Đến Thiên Tông đi, ở đó không thiếu nhân tài. Vương Trác tiếp tục nói, kết hợp đan tỉnh thần và tuệ tâm châu thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Ta chỉ nói là có thể thôi nhé, huyết mạch của thê tử ngươi thật sự quá kỳ lạ. Đa tạ vì đã cho ta biết,
Triệu Bân đóng nắp quan tài băng lại. Hắn nhất định sẽ đến Thiên Tông của Đại Hạ, không chỉ là để báo thù mà còn để cứu người. Thiên Tông có rất nhiều luyện đan sư cấp cao, nhất định sẽ có người có thể luyện ra được đan tỉnh thần. Dị tượng, có dị tượng kia. Lúc hai người họ nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hét ở sâu bên trong. Vương Trác ngước mắt nhìn, Triệu Bân cũng ngước mắt nhìn, họ nhìn thấy một mảng sáng xuất hiện trên hư không trắng xóa, màu sắc kỳ lạ cùng tinh khí ngập tràn, mùi quả thơm nồng tràn ngập khắp nơi. Quả thiên linh, nhất định là quả thiên linh rồi. Vương Trác vui mừng, mắt sáng rỡ lên. Hắn ta có thể đoán ra được thì sao những người đến tìm báu vật lại không đoán ra chứ? Họ đều đã phóng nhanh về hướng kia, mấy giây trước còn có một đám người ở cách đó không xa chạy lướt qua, tu vi của bọn họ đều không hề thấp. Họ cũng nhìn thấy Vương Trác và Triệu Bân nhưng lười giết người cướp của, chỉ lo phóng thẳng về phía quả thiên linh. Gào, gào. Các võ tu nối đuôi nhau chạy về phía đó, các yêu thú cũng không chịu yên. Hương thơm của quả thiên linh lúc chín đầy mê hoặc, ai nói yêu thú chỉ thích máu tanh. Thỉnh thoảng ăn chay một bữa cũng rất tốt, nếm thử mấy thứ mới lạ như quả thiên linh thì mùi vị cũng không tồi. A, à, tiếng hét thảm thiết vang lên thất thanh, lúc trầm lúc bổng. Người đông nên gây ra động tĩnh rất lớn, vị yêu thú trong huyễn vụ U Lâm quá hung hãn, cứ tiến tới đột ngột bị một con yêu thú nào đó đột nhiên xuất hiện và quắp đi mất, có con thích ăn chay nhưng lại có loài thích ăn thịt. Đi thôi, qua xem thử đi, Vương Trác đã không kiềm chế được nữa rồi. Triệu Bân không động đậy, hắn vẫn còn đang quan sát dị tượng. Quả thiên linh đã chín, dị tượng mà nó tạo ra cũng là thật. Có điều, dị tượng đang dần biến mất, chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt. Điều đó chứng tỏ quả thiên linh đã bị người ta hái đi mất rồi. Bắt lấy tên đó đã hái quả thiên linh. Một kẻ cấp huyền dương còn con mà cũng dám đụng đến thứ mà lão phu nhắm chúng à. Chạy à, ngươi chạy đi đâu? Đúng như những gì Triệu Bân dự đoán, quả thiên linh bị hái, tiếng mắng chửi vang lên ồn ào cả một vùng. Không cần phải chạy qua xem thì cũng biết đang có một đám người đuổi theo vây bắt kẻ đã hái quả, chỉ có điều không biết kẻ nào đã hái quả thiên linh mà thôi. Nhưng dù là ai thì chắc chắn đó là đối tượng mà tất cả mọi người nhằm vào. Chắc không phải là lão già dâu chữ bát đấy chứ. Vương Trác lẩm bẩm, nhảy lên một mỏm đá rồi nhón chân nhìn thử. Mới đó, hắn ta còn muốn chạy qua hóng hớt, giờ thì hoàn toàn không còn ý định đó nữa. Quả thiên linh đã bị hái đi, tiếp theo đây sẽ là cảnh đánh nhau tập thể, những người không có đủ thực lực và tu vi yếu kém như hắn ta tốt nhất không nên can dự vào, chỉ cần chút tàn dư còn lại quét qua thôi cũng đủ để tiễn thẳng hắn ta xuống suối vàng rồi. Trời mới biết trong huyễn vụ U Lâm có bao nhiêu cao thủ cấp địa tạng. Có điều, suy đoán của hắn ta đúng đến mức khiến người ta phải bất ngờ. Thật sự là lão già dâu chữ bát, chắc lúc bước ra khỏi cửa, lão ta đã đạp phải phân chó nên khi đến đây mới ăn may cỡ đó. Quả thiên linh bị lão ta tìm được nhưng khi đuổi tới nơi thì lại trùng hợp là lúc dị tượng xảy ra. Thế này đúng là khó xử nhỉ, vừa mới hái được quả thiên linh thì đã có cả đám người chạy đến. Khó xử hơn nữa là thanh niên áo trắng đến với lòng tự tin tràn đầy nhưng còn chẳng thấy được quả thiên linh nữa, khi nhìn thấy dị tượng thì mới biết được vị trí chính xác. Hắn ta chạy đến thì những người đi tìm báu vật cũng đã tìm được, tất cả đều đang đuổi theo, 80% người trong số họ đều là cao thủ cấp huyền dương, không thiếu người cấp bậc đỉnh cao, võ tu cấp địa tạng cũng không thiếu. Tình hình như thế thì e là không có cơ hội để giành lại quả thiên linh rồi. Vì vậy mới nói. Ở những nơi không nên giả ngầu thì bớt tỏ ra ngầu lòi mới ổn, thế cũng đỡ mất mặt. Âm, bùm, âm. Tối nay, huyễn vụ U Lâm cực kỳ náo nhiệt. Các võ tu hô hào, bọn họ nôn nóng đuổi theo lão già dâu chữ bát mà không để tâm đến việc chọn đường nên đã vô tình đặt chân vào nơi không nên đến, chẳng hạn như lãnh địa của yêu thú dũng mãnh, rất nhiều người đã bị xé nát. Loạn rồi, loạn hết rồi. Vương Trác vẫn còn đang đứng trên mỏm núi. Nhìn về xa và không ngừng suýt xoa. Mây mù trắng xóa, nếu như có màu sắc khác lẫn vào thì khá là nổi bật, chẳng hạn như máu tươi nhuốm lên khói độc, hòa lẫn vào đó thì sẽ sự tô vẽ hoa mỹ. Rời khỏi đây. Triệu Bân nói xong thì phóng về phía đó. Vương Trác ho gượng nhưng vẫn nghe theo lời Triệu Bân, hắn ta không muốn vướng vào phiền toái.
Tên này đã là cấp huyền dương rồi, hắn ta muốn đến tham gia sát hạch ở Thiên Tông, nếu như chết ở huyễn vụ U Lâm này thì lỗ lắm. Lúc Triệu Bân tìm ra được nơi phát ra tiếng nổ thì tiếng nổ đã ngừng. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy bóng của rất nhiều người, phần lớn đều mặc áo khoác đen, khí tức của ai cũng rất mạnh, khí thế cộng hưởng khiến những cây cổ thụ chọc trời đều phải lắc lư, sát khí ngưng đọng cả một vùng trời, đến cả khói độc và mây mù đang bay lãng đãng cũng như đang sắp đông cứng lại. Triệu Bân thấy thanh niên áo trắng và cũng phát hiện Liễu Như Nguyệt. Tu vi của hai người đó đều không thấp, nhưng khi đứng trong đám đông thì lại yếu hơn rất nhiều người vì nơi này có quá nhiều cao thủ. Nhìn tới điểm cuối, người hái quả đã bị vây chặt dưới một vách đá. Đúng thật là lão già râu chữ bát, khắp người lão ta đều là máu. Triệu Bân có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hắn hít một hơi thật mạnh. Phải nói là lão già râu chữ bát cũng rất giỏi, nhiều người vậy mà cũng không phát hiện, lão ta lại tìm ra, không chỉ mạng lớn mà còn rất may mắn, có điều bây giờ thì chắc chẳng còn may mắn nữa rồi. Không ai được qua đây, nếu còn qua đây thì ta sẽ hủy nó đấy. Lão già râu chữ bát lảo đảo, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Lão ta không ngốc, tay cầm khư khư quả thiên linh, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát nó. Thứ trên tay lão ta giống như một quả bom, không ai dám hành động nông nổi vì ai cũng muốn có quả thiên linh. Đưa cho lão phu, ta đảm bảo ngươi sẽ được bình an, một người áo đen đưa tay ra. E rằng đưa cho ngươi xong thì ta sẽ chết nhanh hơn, lão già râu chữ bát cười lạnh lùng, quả thiên linh là bùa hộ mệnh của lão ta, sao có thể tùy tiện giao ra, nếu như giao ra thì sẽ bị người ta chặt thành tám khúc ngay. Lão ta vừa dứt lời thì ánh mắt của người áo đen liền lạnh đi. Đâu chỉ có hắn ta, những người vây xung quanh cũng sát khí đằng đằng. Lúc này không biết có bao nhiêu người đang vây chặt lấy lão già râu chữ bát, ai cũng muốn giết chết lão ta để giành lấy quả thiên linh, chỉ cần lão già râu chữ bát sơ hở một cái là xong, họ đều đã chọn sẵn vị trí rồi. Vứt qua đây. Triệu Bân không nói gì nhưng ánh mắt thì đã nói lên tất cả. Nếu không thì sao lại nói hắn và lão già râu chữ bát ăn ý chứ? Lão ta nghĩ như thế rồi đột ngột vung tay, ném quả thiên linh ra, so với quả thiên linh thì cái mạng già của lão ta vẫn quan trọng hơn. Chấm. Soạt. Quả thiên linh vụt qua bầu trời, bay về phía xa. Quả thiên linh vừa chín nên còn phát ra hào quang, lúc bay ra thì như có một tia sáng vụt qua, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp. Tất cả mọi người đều ngước nhìn. Trong mắt đảo theo hướng di chuyển của nó. Lúc này không ai còn chú ý đến lão già râu chữ bát nữa. Tất cả mọi người đều di chuyển, dốc sức đuổi theo. Còn lão già râu chữ bát thì bị bỏ mặc, lão ta nghiêng ngả đứng đó. Cũng không phải là ngốc. Triệu Bân không kiềm được mà mỉm cười, đấy là cách giữ mạng tốt nhất. Quả thiên linh đã là của lão phu. Người áo đen chạy với tốc độ nhanh nhất. Lúc quả thiên linh còn chưa chạm đất thì đã bị kẻ đó bắt được rồi. Còn kẻ đó lại ngã lên một vách đá, một tay nắm quả thiên linh, mắt thì lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, khí thế cao thủ địa tạng đỉnh cao đột ngột xuất hiện, ý của tên này rất rõ ràng, ai dám giành thì ông nhất định sẽ không tha. Choang. Con người ấy à, chọn đúng tư thế thị uy cũng rất quan trọng. Giống như vị này, rõ ràng là không chọn đúng tư thế. Khí thế cực mạnh nhưng lại không có ai sợ hãi. Cả đám người ào ào xông lên, kẻ trưởng, người đấm, đao quang kiếm ảnh dập trời, địa tạng đỉnh cao ngon lắm à, ta cũng là địa tạng đỉnh cao đây. Ọc, ọc, người làm màu không đạt thường là người thê thảm nhất. Bản thân người áo đen là địa tạng đỉnh cao, tự cho là mình rất mạnh mẽ, rất đáng sợ, dám chắc đối phương không dám tấn công nhưng sự chắc chắn của tên đã đổi lại được một niềm vui bất ngờ. Những chiêu tấn công ùn ùn kéo tới, rất chất lượng. Cấp địa tạng đỉnh cao thì đã sao? Chỉ trong chớp mắt, người áo đen đã bị đánh thê thảm. Không chỉ bị đánh thê thảm mà cánh tay cầm quả thiên linh còn bị người ta dùng kiếm chém đứt, quả thiên linh cũng theo đó mà đổi chủ. Người cướp được là một ông lão mặc áo khoác đỏ, cũng là một địa tạng đỉnh cao chân chính, sau khi giành được quả thiên linh thì lão ta lập tức bỏ chạy nhưng lại gặp phải chiêu chỉ pháp đâm thủng trán. Người ra tay cũng là một địa tạng đỉnh cao, giết chết ông ta chỉ trong một chiêu, cướp lấy quả thiên linh và tiếp tục bỏ trốn. Chạy đi đâu? Tiếng hét ồn ào và không ngớt. Sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa,
hàng loạt cây cổ thụ chọc trời gãy đổ, những tảng đá khổng lồ nối tiếp nhau nổ tung, dường như mỗi mẩu đá vụn đều dính máu, việc tranh giành báu vật thành cuộc hỗn chiến. Còn quả thiên linh thì đã trở thành một củ khoai nóng bỏng tay. Bất kể ai giành được nó, dù đó là địa tạng hay là huyền dương thì ngay một giây sau, kẻ này lập tức bị đánh tập thể, không có ai thảm nhất mà chỉ có người thê thảm hơn thôi. Mấy cao thủ cấp địa tạng trước đó là minh chứng khốc liệt nhất. Ai cũng đỏ mắt muốn có được quả thiên linh nhưng ai chạm vào nó thì sẽ trở thành kẻ địch chung của những cao thủ kia. Ầm, bùm. Hiện trường cuộc đánh nhau tập thể quy mô lớn rất tàn khốc và ác liệt. Ngước mắt nhìn lên thì thấy tay chân đứt đoạn bay khắp nơi, tai thì nghe tiếng la giận dữ, tiếng hét thảm thiết, tiếng gào không ngừng vang lên, đâu đâu cũng thấy bóng người. Còn về màn sương mù trắng xóa thì lại bị thấm đẫm thêm mùi máu tanh khiến cho các yêu thú trong rừng càng thêm hưng phấn, không ít con đã nhào ra. Triệu Bân ho gượng, mặc dù hắn muốn tham gia nhưng khổ nỗi đạo hạnh quá thấp. Chạy là thượng sách. Lão già dâu chữ bát ho ra máu, loạng choạng bỏ chạy. Mặc dù mất quả thiên linh nhưng lão ta không hề thấy tiếc, tuy bị thương rất nặng nhưng mặt mày lại rạng rỡ vô cùng. Sao lại cười vui như thế? Vì sự thật là không chỉ có một quả thiên linh mà có tới tận hai quả, vứt đi một quả thì vẫn còn một quả. Chuyện này phải cảm ơn cây thiên linh đó, nó thật sự quá kính nghiệp rồi, không ngờ lại đậu đến hai quả. Ta quá thông minh, lão già dâu chữ bát cười he he, trong lúc tháo chạy còn lấy quả thứ hai từ trong lòng mình ra, đặt lên mũi ngửi, mùi hương của quả chín thật sự rất nồng nàn, hít một hơi thôi mà đã thấy tinh thần sảng khoái. Ông được lắm, Triệu Bân suýt xoa. Sau khi suýt xoa thì lại liếc mắt nhìn về xa, vẫn có người đuổi theo lão già dâu chữ bát. Đó là một ông già mặc áo tím, là một tên thông minh. Người này biết không giành lại đám người đó nên mới theo sát lão già dâu chữ bát. Vốn dĩ ông ta không có hy vọng gì nhưng ai ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Không ngờ lại bị ta phát hiện ra, đúng thật là ông trời có mắt. Khóe miệng của ông già áo đen cong lên, ông ta vẽ chú định thân lên lòng bàn tay. Định, định, ông ta vừa hét lên thì dường như có âm thanh vọng lại. Lão già dâu chữ bát đang tháo chạy đã bị ông già áo tím định thân. Nhưng trong lúc không đề phòng, ông già áo tím lại bị người thứ ba định thân. Mà Triệu Bân chính là người thứ ba đó. Tu vi của ông già áo tím không yếu, là cấp huyền dương đỉnh cao thật sự, khổ nỗi vì theo dõi lão già dâu chữ bát nên không thể để lộ ra chút khí tức nào, cũng tức là không có dùng chân nguyên hộ thể, vì vậy nên lúc này ông ta mới bị chúng chú định thân. Nếu như có chân nguyên hộ thể như áo giáp thì chú định thân của Triệu Bân cũng sẽ không có tác dụng với ông ta. Cả hai đều bị phá bỏ được chú định thân cùng một lúc. Lão già dâu chữ bát ngây ra, ông già áo tím cũng ngây ra. Đây rõ ràng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng mà. Lão già dâu chữ bát là ve, ông già áo tím là bọ ngựa, còn Triệu Bân chính là một con chim sẻ, chú định thân vừa lúc phát huy được tác dụng. Vì vậy mới nói. Vào thời khắc quan trọng thì tên này vẫn rất đáng tin, còn biết cứu người nữa. Là ai? Cút ra đây đi. Ông già áo tím nổi giận, vung kiếm san bằng một vùng cây cối. Lão già dâu chữ bát rất nhanh chân, vốn tưởng rằng đã lừa được tất cả mọi người nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn có kẻ để mắt đến mình. Nếu như không có người thứ ba ra tay cứu giúp thì chắc lão ta đã bị bắt rồi. Lão ta nghĩ đến người thứ ba nấp phía sau thì bất giác liếc nhìn về phía bóng tối. Theo lão ta thấy thì chắc là Triệu Bân đang bảo vệ mình. Để quả thiên linh lại. Ông già áo tím vẫn chưa tìm được người thì ba thì lại nhằm vào lão già dâu chữ bát. Ông ta không dám nói to vì sợ thu hút sự chú ý của đám cao thủ bên kia. Bảo bối mà, hưởng chọn một mình vẫn tốt hơn, nhanh chóng xử lý lão già dâu chữ bát rồi lanh lẹ lấy quả thiên linh và bỏ chạy. Lão già dâu chữ bát không quan tâm, liều mạng chạy. Ông già áo tím chạy nhanh hơn, chỉ hai ba bước là đã thò tay ra bắt được lão ta. Triệu Bân không đứng yên, trước khi ông già áo tím ra tay thì hắn đã sớm phóng một cây phi đao có treo bùa lôi quang, nó đã nổ rồi. Ông già đó không kịp trở tay, bị hoa mắt nên cánh tay không thể bắt người một cách chính xác được. Đến gặp bà nội ngươi đi. Lão già dâu chữ bát hét lên, đâm lại một kiếm. Ông già áo tím liền phụt máu. Ngực bị đâm thủng một lỗ.
hai mắt ông ta vẫn chưa sáng lại thì đòn tấn công của Triệu Bân đã đến, hắn đâm một kiếm từ sau lưng ra trước ngực, cắt đứt tâm mạch của ông ta. Thật không hổ là một đôi bạn tốt, phối hợp với nhau rất ăn ý, giết chết ông già áo tím chỉ với hai kiếm. Ta biết là ngươi vẫn còn sống mà. Lão già râu chữ bát mỉm cười, khóe miệng vẫn còn chảy máu. Lão ta bị thương quá nặng, kiếm lúc nãy lại động đến chân nguyên, nội thương phản phệ thể hồn. Có điều vết thương này không có gì đáng ngại, chủ yếu là vì có tiềm lực và còn nhờ cả may mắn nữa. Nếu không phải như vậy thì lão ta cũng đã không tìm được quả thiên linh. Mạng của ông cũng lớn lắm đấy. Triệu Bân mỉm cười, đưa tay lên thu lấy xác của ông già áo tím. Chỗ này không tiện ở lâu. Cẩn thận đấy. Hai người họ mới vừa quay lưng thì đã nhìn thấy có tia kiếm quang lóe lên từ trong bóng tối, một trái, một phải, chúng cùng lúc phóng đến. Ọc, ọc. Lão già râu chữ bát bị trúng đòn, bay ra xa, suýt chút bị chém đứt lìa. Triệu Bân cũng phun máu, hắn mất cảnh giác nên tốc độ đã bị chậm lại, bị chém trúng rồi. Tu vi của người ra tay không phải cao nhưng uy lực của kiếm lại mạnh, đến chân nguyên hộ thể của hắn cũng bị chém nát. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Cuối cùng, sau lưng chim sẻ còn có hai tên thợ săn nữa. Người đó chẳng phải là thanh niên áo trắng và đứng bên cạnh là Liễu Như Nguyệt đó sao? Khóe miệng Triệu Bân tràn ra máu tươi, có một vết chém trước ngực, có sát ý xâm nhập vào trong cơ thể và tinh thần. Thật không hổ là người của Thiên Tông, thanh niên áo trắng trước mặt không phải người tầm thường. Có thể dùng kiếm với uy lực như thế thì cũng thấy được sự dũng mãnh của hắn ta, không có nhiều cao thủ cấp huyền dương tầng 3 phá vỡ được chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, dù đây là đánh lén, chỉ có kiếm này là đáng để hắn coi trọng. Cũng có duyên thật đấy. Lão già râu chữ bát cười lạnh lùng, chắc là vì dùng sức quá mạnh nên đã nôn ra một ngụm máu. Chữ có duyên đó dùng rất hay. Trước đây, lúc vừa vào Huyễn Vũ U Lâm, họ đã gặp phải hai người này. Tất cả đều đến để tìm quả thiên linh, đi loanh quanh một vòng lớn rồi vẫn gặp lại nhau, kiếm đó đã khiến lão ta rất khó chịu, cô gái nào mà đẹp thì cũng đều không dễ dây vào. Giao quả thiên linh ra đây thì có thể sống sót rời đi. Thanh niên áo trắng cười nguy hiểm, nhấc kiếm lên, chậm chậm tiến đến. Hắn ta đã nói rồi mà, tìm kiếm trong Huyễn Vũ U Lâm lâu như thế thì cũng phải tìm được gì đó chứ. Có hai quả thiên linh thì bất kể thế nào. Hắn ta cũng phải chiếm cho được một quả. Liễu Như Nguyệt không nói gì, cô ta nhìn Triệu Bân, trong lòng cảm thấy quen thuộc lắm, nhất là đôi mắt đó, khổ nỗi Triệu Bân trùm áo đen, che khuất cả khuôn mặt, dù cho cô ta có tu vi cấp huyền dương thì cũng không thể nào nhìn ra được. Ta tốn công tốn sức tìm kiếm, dựa vào đâu mà phải đưa cho ngươi. Lão già râu chữ bát mắng, lão ta suýt chút mất đi cái mạng già vì một quả đó, làm gì có chuyện dâng hai tay cho người khác chứ. Chưa kể, hai chọi hai, ai thắng ai còn chưa biết nữa mà. Người ngay không nói vòng vo, người đứng bên ta đây đánh được lắm đấy. Ta chịu đánh tốt nhưng chẳng phải còn phải bảo vệ ngươi sao? Đấy là những gì được thể hiện qua ánh mắt của Triệu Bân. Đệ tử Thiên Tông không phải loại tạp nham ở bên ngoài, cao thủ cấp huyền dương của Thiên Tông dù chỉ mới tầng thứ nhất thì cũng có thể sánh bằng đỉnh cao bên ngoài rồi. Một người thì còn dễ, giờ đối phương có tới hai người. Chắc không dễ gì mà phá vòng vây đâu. Nếu như không giao ra thì tức là ngươi muốn chết. Thanh niên áo trắng cười lạnh lùng, bước lên một bước rồi tiến đến như một bóng ma. Soạt, Triệu Bân cũng di chuyển. Liễu Như Nguyệt cũng hành động, đôi tay ngọc ngà đột ngột trưởng qua. Triệu Bân không nói gì, tung ra uy long trưởng để đối kháng. Ầm. Hai trưởng va vào nhau trong không gian. Một tầng khí mang theo sấm sét bắn ra. Triệu Bân lùi lại nửa bước, xương cánh tay tê dại. Liễu Như Nguyệt lùi lại một bước, trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ ngạc nhiên. Dù cô ta chưa dùng hết toàn bộ thực lực nhưng sức mạnh của trưởng đó cũng rất lớn, không ngờ một tên cấp chân linh có thể đỡ được, hơn nữa còn có thể tung trưởng phản kháng. Phải biết rằng, cô ta đã lên tới cấp huyền dương, còn là thể thiên linh. Dù cho đánh nhau với huyền dương đỉnh cao thì vẫn có thể đánh trực diện một trận, không ngờ mình lại thua một tên cấp chân linh. Ánh mắt Triệu Bân tĩnh như nước. 3 năm nay, đây là lần đầu tiên hắn chính thức giao đấu với Liễu Như Nguyệt. Thể thiên linh trong truyền thuyết quả nhiên không phải dạng vừa,
Liễu Như Nguyệt chỉ dùng đến 5 phần công lực thì hắn cũng vậy. Thật sự có rất ít cao thủ cấp huyền dương tầng thứ nhất đỡ được trưởng đó của hắn. Có điều, ngoài tu vi và huyết mạch ra thì những thứ khác, hắn đều hơn hẳn Liễu Như Nguyệt. Nhóc con, không chịu nổi nữa rồi. Lão già dâu chữ bát than vãn đầy khó chịu, đâu chỉ có không chịu nổi nữa chứ, sức chiến đấu vốn đã không ngang bằng, thế càng đừng nhắc tới việc lão ta đang bị thương, dù là trong trạng thái tốt nhất thì lão ta cũng không thể đánh quá 10 chiêu của thanh niên áo trắng. Soạt. Triệu Bân bỏ Liễu Như Nguyệt lại, phóng qua 2-3 bước. Cấp huyền dương còn con mà cũng dám đánh với ta sao? Thanh niên áo trắng lạnh lùng nói mà không thèm nhìn cái nào, một quầng sáng bắt đầu từ chỗ hắn ta đột ngột lan rộng ra, đấy là một loại cang khí rất bá đạo, uy lực cực mạnh. Triệu Bân vừa xông qua thì đã tông phải một tấm chắn trong suốt, thực lực của hắn như thế mà lại bị bay ra xa. Thiên cang hộ thể hả, lão già dâu chữ bát thấy vậy thì liền giật mình, nói, người của gia tộc Dương Thiên. Đã biết gốc gác của ta rồi mà còn không ngoan ngoãn ra quả thiên linh ra. Thanh niên áo trắng hừ một tiếng lạnh lùng, ánh sáng bao trùm khắp cơ thể, lấp lánh đến chói mắt, nhìn rất ngầu. Tay hắn ta cầm kiếm vàng, tiếng kêu keng keng cực kỳ chói tai, có cang khí bao quanh, Triệu Bân nhìn thấy mà phải nheo mắt. Thứ đã phá vỡ chân nguyên hộ thể của hắn trước đó chính là luồng cang khí kia. Hay cho thiên cang hộ thể. Triệu Bân lẩm bẩm, không ngờ thanh niên áo trắng còn có tuyệt chiêu khiến hắn không kịp trở tay. Cũng chính vì tông vào trực diện mà hắn đã nhìn ra được vài điều kỳ diệu. Cái gọi là thiên cang hộ thể là sự kết hợp của khí và thế, từ đó luyện thành lá chắn cang khí, muốn tấm chắn ánh sáng lập tức lan rộng ra từ vị trí trung tâm là cơ thể mình thì cần phải có sức bộc phát trong tích tắc. Lúc đó, hắn đã nghĩ đến đá nam châm. Thiên cang hộ thể vừa hay lại trái ngược với đá nam châm. Một cái hút vào trong, còn một cái bắn ra ngoài. Chỉ cần tới gần nhau đến một phạm vi nào đó thì bất kể là người hay là vật, thậm chí là kiếm khí, đao quang, trường ấn, cũng đều sẽ bị đẩy tan, đấy không chỉ là sự phòng thủ tuyệt đối mà trong đó đồng thời còn có tấn công. Vậy thì cũng hơi giống với khí thế thiên võ mà hắn thi triển. Có nhiều lúc hắn dùng khí thế thiên võ để phá vòng vây, chẳng hạn như để chống trả khí thế lớn mạnh, chẳng hạn như phá vỡ đòn tấn công từ bên ngoài. Trước đây, khi ở cổ mộ của vua Man, nếu như không có khí thế thiên võ đánh bay chiến mâu lăng thiên thì dù không bị giáo đâm thủng, hắn cũng sẽ bị bùa nổ tung thành tro. Bây giờ, khi thấy thiên cang hộ thể lại mở cho hắn một con đường khác. Hóa ra uy thế thiên võ dùng để hù dọa người khác cũng có thể đem ra chiến đấu, cộng thêm những gì bản thân lĩnh hội được, hắn cũng có thể dùng bí thuật của uy thế thiên võ thi triển ra bí pháp tương tự như thiên cang hộ thể. Đi! Triệu Bân hạ giọng nói và rút Long Uyên ra. Ta ra ngoài đợi ngươi. Lão già dâu chữ bát quay lưng bỏ chạy, không phải lão ta không có nghĩa khí mà là bây giờ bản thân đang trong tình trạng rất yếu, nếu ở lại đó thì sẽ khiến Triệu Bân phải e dè, vướng tay vướng chân thêm mà thôi. Lão ta khá tin tưởng Triệu Bân. Ngươi đi mà được sao? Thanh niên áo trắng giận dữ hét lên, rút kiếm đuổi theo. Soạt. Triệu Bân nhanh chân chặn đường thanh niên áo trắng lại, chém một nhát khiến hắn ta lùi về sau. Người cũng bị chặn lại còn có Liễu Như Nguyệt, hiển nhiên hắn muốn một chọi hai. Muốn chết. Thanh niên áo trắng tức giận vung kiếm lên. Liễu Như Nguyệt bên cạnh hắn ta cũng lấy kiếm thiên linh ra, ánh sáng bao trùm toàn thân. Đối phương là ai không quan trọng, nếu ngăn cản không cho cô ta lấy quả thiên linh thì chính là kẻ thù của cô ta. Nếu đã là kẻ thù thì không cần phải nói nhiều, cô ta là thể thiên linh nên cần một quả thiên linh để gia tăng huyết mạch. Trận thế 2-1, ba người liều mạng vung kiếm. Kiếm pháp của thanh niên áo trắng rất hung hãn, ra đòn cực kỳ hiểm độc. Kiếm chiêu của Liễu Như Nguyệt thần bí, cực kỳ phóng khoáng. Triệu Bân mạnh nhất, mặc dù kiếm thức khá bình thường nhưng mỗi một chiêu của hắn đều biến hóa khôn lường, kiếm thế khá mạnh. Hơn nữa có một luồng kiếm ý vô cùng tận, thậm chí còn có xu thế đè ép hai người kia, dù một mình hắn đánh với hai người nhưng cũng không hề yếu thế. Keng, keng. Thanh kiếm dài phát ra âm thanh, kiếm khí bắn ra xung quanh, từng cây cổ thụ đều bị chém gãy, những tảng đá cực lớn xung quanh gặp phải kiếm khí cũng dễ dàng vỡ vụn như đậu phụ. Đây là cái thứ quái thai gì thế? Thanh niên áo trắng cũng cảm thấy kinh ngạc.
cảnh giới chân linh, người đối diện chỉ là cảnh giới chân linh, sao có thể tu luyện được kiếm pháp thần kỳ như thế? Liễu Như Nguyệt cũng kinh ngạc. Cô ta xem thường tên danh cảnh giới chân linh này quá rồi, kẻ này biến thái quá mức. Nếu để hai người kia biết Triệu Bân vẫn chưa đánh hết sức thì không biết họ sẽ có suy nghĩ gì. Thiên phú, tư chất, huyết mạch, công pháp, bí thuật, nội lực, tâm thế khi chiến đấu. Đều có thể trở thành một phần của sức mạnh, ngoài huyết mạch và tu vi ra, Triệu Bân đều vượt xa hai người họ về những điều vừa kể ra, nhất là khả năng thực chiến. Hắn từng bước lên chiến trường, sau đó bỏ ra từ trong đống xác chết, hai người kia sao có thể so với hắn được. Rầm. Huyễn vụ U Lâm dưới ánh trăng đã không còn đông vui náo nhiệt như bình thường nữa mà đã trở nên hỗn loạn bát nháo. Vì một quả thiên linh mà ngươi tranh ta cướp, đánh nhau kịch liệt, không biết đã có bao nhiêu người bị đánh chết, trong đó có không ít địa tạng và huyền dương đỉnh cao, củ khoai nóng bỏng tay này đi đến đâu là thấy máu đến đấy. Động tĩnh của trận chiến lớn không nhỏ, huyễn vụ U Lâm trở nên hỗn loạn. Không những thế mà còn đám yêu thú trong huyễn vụ U Lâm không sợ hỗn loạn này nữa, cứ xuất hiện hết con này đến con khác, mùi máu tanh nồng, âm thanh ồn ào, có muốn ngủ cũng không được thôi thì đánh ra ngoài ăn thịt. Thứ chúng ăn đều là thịt người. Náo nhiệt không chỉ ở một nơi. Bên Triệu Bân cũng cực kỳ ác liệt, trận thế hai đánh một cứ như thể đánh hội đồng. Ba người còn kính nghiệp hơn cả công nhân đốn củi, đi đến đâu cũng quật ngã hết cây cối. Nhìn tình thế xem ra Triệu Bân vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. Thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt vừa nhếch nhác vừa chẳng ra làm sao. Hai đánh một thế mà vẫn không đánh lại, mỗi lần hai người kia muốn đuổi theo hay muốn thoát thân đều bị Triệu Bân cưỡng ép chặn lại, hai đệ tử tinh anh của Thiên Tông đã phải chịu đả kích nặng nề. Vốn dĩ bất cứ đệ thiên tông nào xuống núi thì cũng có sức chiến đấu vượt cấp so với bên ngoài. Nhưng giờ thì ngược lại, hai đánh một, xét về cảnh giới thì họ vẫn còn ưu thế, nhưng giờ lại bị một cảnh giới chân linh. Đánh vượt cấp tả tơi. Kiếm quyết thiên cang. Thanh niên áo trắng hét lên một tiếng, đôi mắt sâu hóm chứa đầy tia máu. Chỉ yếu là hắn ta không tin cảnh giới huyền dương của thiên tông mà không đánh lại một tên quèn cảnh giới chân linh, điều này thật vô lý. Lúc này cần tìm quả thiên linh hay không cũng chẳng còn quan trọng gì với hắn ta nữa, quan trọng là hắn ta phải lấy lại thể diện, phải đánh chết tên võ tu trước mặt này. Keng! Kiếm thiên linh của Liễu Như Nguyệt va chạm vang lên một tiếng, kiếm quang cũng bắn ra tứ phía. Triệu Bân ra tay rất tùy ý, ra sức khua khoáng long uyên. Kiếm khí, kiếm mang, kiếm quang đánh ra đều bị chặn lại, phòng thủ đến mức không gì có thể lọt qua, tận dụng thời cơ còn có thể đánh trả. Mỗi một luồng kiếm khí đều mang theo hơi thở sấm sét, uy lực kiếm mạnh mẽ và kiếm ý tấn công có 102. Cấm. Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm, một tay kết ấn. Ngay lập tức, một lá bùa ảo ảnh xuất hiện, đè ép Triệu Bân từ trên cao. Đồng thời thanh niên áo trắng cũng nhấc kiếm lên phối hợp đánh với Liễu Như Nguyệt. Triệu Bân không thèm nhìn là đã chém luôn lá bùa lớn, sau đó hắn lách mình tránh được đòn chí mạng của thanh niên áo trắng. Rồi chừa tay bổ ra ngoài, tiện thể tặng thêm hai lá bùa nổ. Giết! Không đợi khói tản bớt, thanh niên áo trắng gầm lên, liên tục tung ra bí thuật. Vẻ mặt Liễu Như Nguyệt cũng lạnh hẳn đi, khí thế cũng tăng cao, cuối cùng cô ta cũng dùng toàn lực. Rầm! Trận chiến hai đánh một, hai bên lần lượt dùng bí thuật để đánh, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Ùn kéo đến, sát khí mãnh liệt, huyết mạch dâng cao. Sinh lực dâng trào. Cả ba đánh rất kịch liệt, mỗi một tia lửa tóe ra khi va chạm còn chói mắt hơn cả bùa lôi quang. Một cảnh giới chân linh sao lại có nhiều chân nguyên như thế? Thanh niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận vừa đờ đẫn, ngay cả huyền dương tầng 3 như hắn ta cũng không chống đỡ được việc tiêu hao sức lực, đối phương thì chẳng hề có dấu hiệu bị kiệt sức, ngược lại càng đánh càng hăng. Cảnh giới chân linh không thể mạnh như thế. Hắn đang che giấu tu vi sao? Liễu Như Nguyệt nhíu mày, cũng thất thần trong chốc lát. Cô ta cứ có cảm giác người đang đánh với họ không phải cảnh giới chân linh mà là một cao thủ cảnh giới địa tạng, khí huyết dồi dào, nội lực mạnh mẽ, bí thuật hung hãn, những thứ này đều không phải là thứ mà một cảnh giới chân linh nên có. Càng đáng sợ hơn là đối phương không hề có huyết mạch đặc biệt. Điều này làm cô ta cho rằng đó là một võ tu cao cấp đã rớt xuống cảnh giới chân linh.
nếu không sao lại có chiến lực mạnh như thế? Ầm. Đòn tấn công cuối cùng đó khiến ba người đều bị chấn động lùi về sau. Nhìn bộ dạng cả ba đều rất nhếch nhác, trong đó cũng có cả Triệu Bân. Một người đánh hai, không bị thương là chuyện không thể, đánh bại hai người rất dễ, tiêu diệt hai người mới khó. Dù có mở ra bí thuật kỳ lân ma hóa, hắn cũng không chắc có thể thành công, có lẽ lực chiến đấu của đệ tử Thiên Tông không mạnh nhưng lại có rất nhiều cách để bảo vệ mạng sống. Nếu hắn đoán không lầm thì hai người này đều còn át chủ bài. Nhất là Liễu Như Nguyệt, đến lúc này, cô ta cũng chưa dùng đến cấm thuật thiên linh, không phải bất đắc dĩ thì cô ta sẽ không động đến, vì cái giá phải trả khi dùng nó quá là thê thảm, đó là giảm tuổi thọ, hơn nữa thời gian suy yếu sau đó cũng khá dài. Rốt cuộc ngươi là ai? Thanh niên áo trắng rít lên, hắn ta đã bị đánh đến mức không còn chút tự tin nào nữa. Cảnh giới chân linh có lực chiến đấu như thế, nói là hạng vô danh tiểu tốt thì ma còn trả tin. Sắc mặt Liễu Như Nguyệt rất khó coi, biểu cảm cực kỳ lạnh lùng, nếu Triệu Bân không phá rối thì cô ta đã lấy được quả thiên linh rồi. Nhưng câu hỏi của người thanh niên áo trắng cũng chính là câu hỏi của cô ta. Trên thế giới có nhiều yêu nghiệt như vậy, ít nhất tên này cũng phải có một cái tên húy chứ. Đánh với nhau đến hơn nửa đêm rồi mà họ cũng không biết đối phương trông như thế nào. Cũng không biết lai lịch của đối phương ra sao, lần này trở về e rằng không thể ngủ yên ổn được rồi. Có lẽ tên kia đã trốn thoát rồi. Triệu Bân lẩm bẩm, về phần thanh niên áo trắng, hắn ta hoàn toàn không nghe. Đến tận bây giờ, thì đại chiến cũng nên kết thúc rồi. Vốn dĩ là để kéo dài thời gian cho lão già dâu chữ bát, đánh tiếp cũng vô nghĩa. Triệu Bân rút lui, thu kiếm về. Nếu như hắn muốn đi, dù là thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt liên thủ thì cũng không thể giữ hắn lại được vì sở trường của hắn là chạy trốn, thứ được sử dụng nhiều nhất là bước phong thần. Hừ! Lùi được hai bước, Triệu Bân không khỏi cau mày lại, vô thức nhìn xuống dưới. Mặt đất đang rung chuyển nhưng không phải vì động đất mà hình như có thứ gì đó bên dưới đang chuyển động. Ở phía đối diện, Liễu Như Nguyệt và thanh niên áo trắng cũng nhận ra điều này. Mặt đất không chỉ rung chuyển mà còn có những chỗ phồng hẳn lên, nhiều nơi đã vỡ ra, dường như đang có một con quái vật sắp sửa thoát ra từ bên dưới. A! À. Một lúc sau, tiếng hét thất thanh từ một chỗ sâu truyền ra. Cái gì thế? Đó là thứ gì vậy? Tiếng kêu gào sợ hãi, vang lên khắp trốn. Có quái vật, một con quái vật cực kỳ to lớn, chính xác hơn thì là một con thụ yêu, nó chui từ dưới đất lên, cao chừng trăm trượng. 30 tới 50 người ôm cũng không hết, từng cái dây leo giống như xúc tu, chẳng khác nào những con chăn khổng lồ, kéo dài ra bốn phía. Mấy võ tu, yêu thú chạy trốn đa phần đều bị cuốn lấy, kéo vào trong bóng tối, nuốt thành thịt nát xương tan. Chạy thôi! Tiếng kêu gào tràn ngập cả màn đêm mờ ảo. Những người trước đó cướp lấy thiên linh quả cũng không cần bảo bối nữa, dù là cảnh giới địa tạng hay huyền dương, người sau chạy còn nhanh hơn người trước. Đó không phải thụ yêu bình thường, nhìn cái kích thước kia ít nhất cũng phải ngàn năm rồi, trông khí thế của nó mà xem, ít nhất cũng phải là cảnh giới địa tạng đỉnh cao. Xét theo cảnh giới võ tu, thứ này cũng đã lên tới cấp bậc chuẩn thiên rồi, tiếng rít của nó khiến bán kính hàng ngàn trượng đều trở thành trạng thái chân không, những người có tu vi yếu đều bị chấn thành một màn xương máu, cho dù không chết thì cũng sẽ bị dây leo cuốn đi. Chạy đi! Tiếng gào thét đầy hoảng sợ đều trở thành tiếng hét phát ra từ linh hồn. Có quỷ mới biết trong huyễn vụ U Lâm này có một thứ cường đại như thế, ẩn nấp trong lòng đất, từ đầu đến cuối, không một ai phát hiện, chẳng những không phát hiện mà còn tùy ý cướp đoạt bảo bối trên địa bàn của nó. Như thế này thì có thể trách ai chứ? Động tĩnh quá lớn, đánh thức người ta rồi kia kìa. Phút phút. Con đường thoát hiểm vô cùng khó khăn. Thụ yêu quá mạnh. Không biết bộ rễ của nó có thể kéo dài bao xa. Đám đông cứ chạy mãi thì thấy mấy dây leo chui lên từ dưới lòng đất, vì không phòng bị, bọn họ nhìn thấy một cao thủ cảnh giới địa tạng bị cuốn lấy, túm đi. Có người muốn cứu, nhưng dây leo cực kỳ cứng rắn, còn có độc tính cực mạnh, chém một nhát kiếm xuống mà lại giống như chém vào tấm thép vậy, dù có thể chém đứt, nhưng khắp nơi đều là nọc độc, người bị nhiễm thì gần như chết hết. Huyễn vụ U Lâm quả thật không đơn giản. Triệu Bân chạy nhanh như gió, cả quãng đường chém trái chém phải tứ tung. Triệu Bân nhìn xung quanh, còn có bộ rễ của thụ yêu đang xông tới,
có lẽ nó cách bản thể của mình khá xa. Những dây leo này có vẻ không cứng lắm, ít nhất thì hắn có thể dùng kiếm chém đứt được. Về phần nọc độc, cách bản thể càng xa, độc tính lại càng yếu, hắn hoàn toàn có thể giải quyết. Bất ngờ, đúng là một bất ngờ ngoài ý muốn. Nếu như Triệu Bân sớm biết trong Huyễn Vũ U Lâm có thụ yêu ngàn năm, hơn nữa còn mạnh như vậy thì có ma mới chạy đến đây tìm kích thích. Xoạt, xoạt. Tốc độ của thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt cũng không hề chậm. Ba người vừa rồi đánh nhau nhiệt huyết bao nhiêu, bây giờ lại cùng nhau chạy trốn. Họ cũng chẳng muốn đánh nhau nữa, cố hết sức chém đứt dây leo và bộ rễ đang quấn lấy chân mình, mở đường máu và chạy trốn càng sớm càng tốt. Cũng may là nơi này cách bản thể khá xa. Nếu như ở gần thì không cần chạy trốn làm gì, chỉ cần một dây leo quật tới đã có thể đập họ như xương rồi. Sức chiến đấu bị áp chế tuyệt đối thì dù sở hữu bí thuật nào, không ai có thể phát huy tác dụng. Sức phòng ngự của họ trong mắt thụ yêu chỉ là một thứ trang trí lố bịch. Sư huynh, cứu ta! Không biết từ lúc nào, đằng sau vang lên một tiếng kêu thảng thốt. Đó chính là Liễu Như Nguyệt, có lẽ là vì là thể thiên linh nên cô ta được thụ yêu chăm sóc đặc biệt, những dây leo lao về phía cô ta cũng đặc biệt nhiều, chỉ cần chậm một động tác, đã bị thụ yêu quấn chặt lấy kéo về phía sâu. Sư muội cố gắng chống đỡ, ta sẽ tìm người cứu muội. Một tiếng sư muội này của thanh niên áo trắng đầy khí phách nhưng hắn ta lại không quay đầu lại, vừa lăn vừa bò, nhanh chóng chạy trốn, đó là thụ yêu ngàn năm, quay lại cứu ngươi. Ông đây sợ lúc đó đến cái mạng mình cũng không còn. Huynh! Sắc mặt Liễu Như Nguyệt tái nhợt, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng đang bỏ chạy. Cô ta hơi ngạc nhiên vì trước khi đến đây, vị sư huynh vừa nói cười cười, còn lập lời thề non hẹn biển là sẽ đánh đổi mạng sống để cứu cô ta đâu rồi. Bây giờ, điều đó giống như một trò đùa vậy, hắn ta còn không dám quay đầu lại kia kìa. Tuyệt vọng! Trong giây phút cô ta tuyệt vọng, cố gắng hết sức để thoát khỏi đống dây leo, nhưng tất cả đều vô ích. Không phải cô ta không đủ mạnh, mà là thụ yêu ngàn năm quá đáng sợ, dù khoảng cách rất xa thì cũng khó để chặt đứt bộ rễ của nó. Lúc này, ánh mắt Liễu Như Nguyệt tràn ngập bóng tối, sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân cô ta, dường như cô ta đã nhìn thấy thần chết đang vẫy gọi mình, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ, thần chết sẽ dẫn cô ta đến địa ngục. Keng! Thế nhưng... đúng lúc đó một ánh sáng vàng bắn tới. Chính xác hơn thì là một bóng người được bao phủ bởi sấm sét màu vàng, một ánh sáng vàng rực rỡ được vẽ ra trong thế giới tăm tối của Liễu Như Nguyệt. Chính là Triệu Bân. Vì nằm trong khả năng cho phép, nếu có thể cứu cô ta thì tất nhiên Triệu Bân sẽ cứu. Mặc dù không thích Liễu Như Nguyệt lắm nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy cô ta chết ở đây. Coi như báo ân vậy. Chính Liễu Như Nguyệt đã đẩy Liễu Tâm Như lên kiệu hoa. Nếu không có sợi dây hồng trần kia thì Triệu Bân cũng sẽ không có phúc khí từ chín kiếp luân hồi, lại càng không có hắn ngày hôm nay. Trước đó, hắn chỉ là một kẻ trẻ người non dạ. Bây giờ, thù và hận, Triệu Bân đã có thể phân biệt rõ ràng, cũng có thể thấu hiểu. Lần này hắn cứu Liễu Như Nguyệt thì đây sẽ là sự kết thúc của nhân quả, Liễu Như Nguyệt đi trên đường thênh thang của mình. Còn hắn thì đi trên cây cầu độc mộc của mình. Răng rắc. Dây leo bị chém đứt, Liễu Như Nguyệt được cứu. Điều xấu hổ chính là Triệu Bân lại bị quấn lấy, đó là một dây leo cực kỳ tinh túy, màu sắc khác hẳn với những dây leo còn lại. Triệu Bân còn chưa kịp tránh thoát là đã bị kéo vào trong màn đêm sâu thẳm, sức mạnh của hắn không đủ để kháng cự. Tiểu bối, không muốn sống nữa à? Chạy mau! Liễu Như Nguyệt muốn đuổi theo nhưng lại bị một lão tiền bối đi ngang qua, cưỡng ép mang đi. Tại sao lại cứu ta? Liễu Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm kia, không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Trước đây không lâu, còn chiến đấu đến mức người chết ta sống, bây giờ, người cứu cô ta lại chính là đối thủ. Nhưng đáng tiếc, câu hỏi của cô ta đã không được đáp lại. Chạy! Trong màn sương độc của Huyễn Vũ U Lâm, từng bóng người đang chạy trốn chối chết, không có chật vật nhất, chỉ có chật vật hơn, có không ít người thiếu tay thiếu chân, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi, có rất nhiều người còn không thể chạy trốn được. Đó là, cái gì? Trên đỉnh đồi cách đó không xa, Vương Trác đang chăm chú quan sát. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng Huyễn Vũ U Lâm,
cũng có thể trông thấy rõ bên trong khu rừng có một thân ảnh khổng lồ, đó chính là thụ yêu ngàn năm, dây leo và rễ của nó to như những con chăn mập mạp, xung quanh nó còn có lôi điện chớp động, nó có thể cướp đoạt sinh mệnh của yêu thú, võ tu, bất cứ thứ gì bị nó cuốn theo sẽ không thể nào tiếp tục sống sót, thậm chí ngay cả những đám sương mây trắng xung quanh nó cũng đã bị nhuộm một màu đỏ tươi. Thụ yêu ngàn năm, lão già râu chữ bát cũng ở đó, sắc mặt lão ta trắng bệch. Ông đã sớm biết sao, Vương Trác liếc mắt hỏi. Không biết, lão già râu chữ bát lắc đầu. Nếu như lão ta sớm biết bên trong huyễn vụ U Lâm có một tồn tại khủng khiếp như vậy thì lão ta cũng không ngu ngốc mà chạy vào đây tìm kích thích. Lúc trước thụ yêu luôn ở trong trạng thái ngủ say, không ngờ ngày hôm nay đám người xông vào huyễn vụ U Lâm đã gây ra động tĩnh quá lớn cho nên nó mới bị đánh thức, tâm tình không tốt liền đại phát thần uy. Khổng lồ như vậy, ít nhất cũng phải có cảnh giới địa tạng, Vương Trác hít sâu một hơi, thật lâu mới bình tĩnh lại. Rồi như nghĩ tới điều gì, hắn ta lại nói với lão già râu chữ bát, vậy tên nhóc kia. Để ta đi ra trước, ngươi lo hai người kia đi, lão già râu chữ bát hít sâu một hơi, tuy rằng lão ta đã bị thương nặng và trong người vẫn còn rất nhiều sát khí, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Lão ta rất ít kết giao, cho nên cũng không có nhiều bằng hữu tốt, Triệu Bân chính là một trong số những bằng hữu tốt ít ỏi của lão ta. Tên nhóc đó rất trọng nghĩa khí. Ít nhất thì hắn cũng đối xử chân thành với lão ta. Đổi lại là người khác gặp phải tình huống đêm nay, sợ rằng đã bỏ chạy từ sớm rồi. Cho nên lão ta nợ Triệu Bân, nếu như tên nhóc này gặp nạn thì lão ta sẽ bất chấp tính mạng đi cứu hắn, cùng nhau trải qua một trận sinh tử, đó chính là giao tình sâu đậm tới mức có thể đổi mạng cho nhau. Về phần an nguy của Triệu Bân, lão ta cũng không quá lo lắng. Tiểu võ tu cảnh giới chân linh này có mạng lớn cỡ nào chứ? Hắn còn có biết bao nhiêu lá bài tẩy chưa lật, hắn từng thoát khỏi cục diện chết khi đối đầu với cảnh giới thiên võ, thụ yêu ngàn năm này đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chết tiệt, thụ yêu tới rồi. Thụ yêu ngàn năm, suýt chút nữa là ta quỳ gối tại chỗ rồi đó. Ông đây sẽ không trở lại chỗ quỷ quái này lần thứ hai đâu. Phía trước huyễn vụ U Lâm lúc này có vô số bóng người đang chật vật chạy ra, có người ho ra máu, có người thở kịch liệt, sắc mặt của ai cũng tái nhợt, đây đều là những người vừa nhìn thấy thụ yêu đã sợ nhún cả người. Thụ yêu ngàn năm, chưa ai từng nghe nói qua bên trong huyễn vụ U Lâm có thụ yêu, chỉ nghe nói nơi này có sương mù khói độc, hung cầm mãnh thú, nếu không phải vậy thì bọn họ cũng đã không tham lam mà chạy tới đây tầm bảo bối đâu chưa thấy. Chỉ thấy xuất hiện thụ yêu khổng lồ, có thể sống sót trở ra đã là muôn vàn may mắn rồi. Giờ phút này không còn ai nghĩ tới quả thiên linh nữa, cũng không ai biết quả thiên linh đang nằm trong tay ai. Có lẽ người cầm quả thiên linh cũng đã bị thụ yêu quấn lấy rồi. Tại sao lại cứu ta? Liễu Như Nguyệt vẫn chưa rời đi, cô ta đã lẩm bẩm rất nhiều lần câu hỏi này. Khi cô ta đang tuyệt vọng trong bóng tối thì bỗng từ đâu lại có một ánh sáng vô cùng chói mắt xuất hiện trước mắt của cô ta, trong suốt quãng đời còn lại có lẽ cô ta cũng không thể nào quên được ánh sáng đó, ánh sáng đã kéo cô ta từ địa ngục trở về trần gian. Sau khi được cứu, cô ta cũng không biết đối phương là ai, ngay cả hình dáng của người đó cô ta cũng không biết. Như vậy cho dù cô ta có muốn khắc mộ bia thì cũng không biết nên khắc tên của ai. Sư muội, có tiếng gọi vang lên. Thanh niên áo trắng không biết từ đâu chạy tới, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ cùng lo lắng, suýt chút nữa là đã té nhào về phía này. Hắn ta nói, trời cao thương xót, sư huynh còn nghĩ là không thể gặp lại muội nữa. Liễu Như Nguyệt vẫn im lặng, không để ý đến thanh niên áo trắng. Có lẽ cô ta đã từng đối xử với hắn ta một cách dịu dàng, nhưng bây giờ cô ta chỉ đáp lại hắn ta bằng sự im lặng lạnh lùng. Có hoạn nạn mới biết chân tình, câu này quả thật không giả. Chưa bao giờ cô ta có thể nhìn thấy rõ bản chất của một người chỉ trong nháy mắt một cách rõ ràng như vậy, dưới khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng yêu thương lại ẩn chứa một bộ dạng rất đáng ghê tởm. Nhưng cô ta không trách thanh niên áo trắng, đã không trách lại càng không có gì để hận. Bị Liễu Như Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm, thanh niên áo trắng cảm thấy cả người mất tự nhiên, khuôn mặt cũng dần dần nóng lên, lần này đi tới huyễn vụ U Lâm, chẳng những không tìm được bảo bối mà còn đánh mất trái tim của người đẹp. Đúng là mất mặt hết sức, cũng may hắn ta vẫn còn sống cho nên vẫn còn có cơ hội khôi phục tự tôn của mình. Đi, lão phu cần phải tìm một chỗ ngồi áp chế chấn động.
Nhóm lão tiền bối ôm lấy cái lưng già nua của mình chật vật bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn hết sức sợ hãi. Có rất ít người ở lại, vừa chạy ra khỏi quỷ môn quan, ngẫm lại còn cảm thấy kinh hoàng. Có rất nhiều người rời đi, huyễn vụ U Lâm ngay lập tức trở nên trống trải không ít. Sư muội, nên sớm trở về thôi, thanh niên áo trắng nói, ánh mắt kiên định, giọng điệu âm trầm, sư huynh thể nhất định sẽ giúp muội tìm được quả thiên linh. Thề thốt nhiều quá dễ ăn quả báo lắm. Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm, cuối cùng im lặng quay người rời đi. Cô ta đã đi rất xa mà cũng không quên ngoái đầu nhìn lại, nhưng cô ta không thấy người đó bước ra, chẳng lẽ người đó cuối cùng cũng không ra được. Thanh niên áo trắng vội vàng đuổi theo cô ta, ra sức nịnh nọt trên đường đi. Sau khi hai người rời đi, lão già dâu chữ bát và Vương Trác mới dám chạy đến. Vương Trác thì còn bình thường, nhưng trạng thái của lão già dâu chữ bát thì cực kỳ tồi tệ, thế mà lão ta vẫn muốn chạy vào khu rừng để rồi bị Vương Trác tóm lại. Lão ta không thấy Thụ Yêu vẫn còn ở đó hay sao? Nói đến Thụ Yêu, tối nay nó đã đại phát thần uy. Huyễn vụ U Lâm đã trở thành một đống hỗn độn, tất cả đều là kiệt tác của nó, xác chết của võ tu, hài cốt của yêu thú la liệt ở khắp mọi nơi, mặc dù Thụ Yêu ngàn năm không phải là cảnh giới chuẩn thiên nhưng nội tình của nó cũng đủ thâm hậu. Thụ Yêu này ngàn năm sinh trưởng, ngàn năm ngủ đông, cho dù cảnh giới chuẩn thiên có xuất hiện ở đây cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Gầm, gầm. Đám yêu thú cũng rất hoảng sợ, con nào cũng rụt đầu gầm gừ trong sào huyệt, không dám ló đầu ra ngoài. Võ tu vốn không biết chỗ này có Thụ Yêu, bọn họ cũng không biết chỉ trong đêm nay đã có hơn 9 phần 10 yêu thú nơi này đều đã bị giết, nhiều tới mức đếm không xuể. Triệu Bân cũng đang nằm trong đống xác chết ngổn ngang đó. Không sai, hắn vẫn còn sống một cách thần kỳ. Hắn đã bị cuốn vào bụng của Thụ Yêu, bị dây leo quấn chặt lấy thân mình, đám dây leo của Thụ Yêu như những con chăn lớn trườn qua trước mặt hắn, bên trong đám dây leo chẳng chịt ấy dường như còn thấp thoáng có những đôi mắt đang nhìn hắn, lúc ẩn lúc hiện. Mở ra cho ta. Triệu Bân nghiến răng, không ngừng vùng vẫy. Nhưng cho dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Hắn dùng hồn ngự kiếm nhưng ngay cả kiếm Long Uyên cũng không thể khiến cho những dây leo này tách ra, đám dây leo này thật sự còn cứng hơn sắt thép, không thể cắt đứt, hắn dùng tới cả rất nhiều bùa nổ cũng không đủ gãi ngứa cho nó. Mở ra cho ta. Triệu Bân gầm nhẹ thêm một tiếng, hai mắt đỏ bừng tia máu. Lần này hắn sử dụng tới uy thế cảnh giới thiên võ, nhưng vẫn không thể làm đứt được đám dây leo. Còn có rất nhiều yêu thú và võ tu khác cũng bị Thụ Yêu cuốn vào bụng như hắn, có người còn bị dây leo cắm vào cơ thể để hút sinh lực. Triệu Bân tận mắt nhìn thấy một đám người và thú bị hút cạn sinh lực trở thành xác khô, tiếng kêu rên phát ra vô cùng thảm thiết. Hắn là một ngoại lệ. Vì sao nói hắn là một ngoại lệ? Hắn chỉ bị Thụ Yêu cuốn lấy mà không bị hút máu, bởi vì khi dây leo thâm nhập vài đan hải của hắn thì đã đụng phải hạt giống tạo hóa. Đây là lý do tại sao hắn vẫn còn sống cho đến bây giờ. Thụ Yêu là cây, cây thần tạo hóa cũng là cây, cùng một loài với nhau. Khi thấy bên trong đan hải của Triệu Bân có hạt giống tạo hóa thì Thụ Yêu tất nhiên sẽ muốn ra sức chiếm đoạt, nhưng hạt giống tạo hóa chứa tinh khí cùng với sinh lực quá mênh mông đến mức ngay cả Thụ Yêu ngàn năm cũng kích động không thôi. Đúng là không làm chuyện bao đồng thì sẽ không chết. Tình huống này khiến cho Triệu Bân rất lúng túng. Nếu như không cứu Liễu Như Nguyệt thì hắn đã sớm chạy thoát rồi. Lần này hắn bị Thụ Yêu bắt được đúng là lành ít dữ nhiều, Thụ Yêu này so với yêu quái bên trong hang động Quỷ Minh còn mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng không cùng một đẳng cấp, nó ngủ đông bên trong huyễn vụ U Lâm cả ngàn năm cho nên nội tình cũng hết sức hùng hậu. Trong bụng Thụ Yêu, những tiếng kêu rên thảm thiết phát ra không dứt. Võ tu bị cuốn vào bụng Thụ Yêu đều đã bị hút thành xác khô. Ngay cả cảnh giới địa tạng cũng không ngoại lệ, muốn vùng vẫy cũng không nổi, khí huyết xương thịt đều trở thành chất dinh dưỡng của Thụ Yêu. Tiểu bối, vì sao nó không hút sinh lực của ngươi? Có một lão già nhìn Triệu Bân hỏi. Ở đây có rất nhiều võ tu và yêu thú bị cuốn vào, nhưng chỉ có một mình Triệu Bân không xảy ra chuyện gì, hắn chỉ bị dây leo trói lại mà không bị hút cạn sinh lực, cùng bị Thụ Yêu bắt sao lại đối xử khác nhau như vậy chứ? Do nhân phẩm của ta tốt. Triệu Bân vừa giãy giụa vừa đáp. Lão già này cũng thú vị lắm,
sắp chết đến nơi mà vẫn còn tò mò. A hát hát hát. Tiếng hét của lão già đã càng lúc càng thê lương hơn. Hắn ở gần lão già đó nhất, tận mắt nhìn thấy lão ta bị hút từng chút một cho tới khi chỉ còn là một cái xác khô, đến chết mà nét mặt vẫn còn đang kêu rên, cuối cùng biến thành một đống xương vụn. Chết rồi, chết hết rồi. Ngoại trừ Triệu Bân, tất cả võ tu và yêu thú ở đây đều đã chết. Đến lúc này thụ yêu mới chính thức tập trung vào Triệu Bân, dây leo của nó vẫn đang thăm dò bên trong đan hải của hắn giống như một cái xúc tu cuốn lấy hạt giống tạo hóa, tham lam hút lấy tinh khí tạo hóa. Triệu Bân không cảm nhận được đau đớn, nhưng hắn biết linh lực của mình đang mất dần. Hạt giống tạo hóa được gieo tại đan hải của hắn, cho nên nó và hắn chính là một. Lào rào. Thụ yêu vừa hút vừa run lên hưng phấn, tán lá xum xuê của nó lại càng lúc càng dày lên bởi vì nó đã hút được rất nhiều tinh khí tạo hóa, đây chính là chất dinh dưỡng tinh túy nhất đối với nó. Lão yêu quái, là ngươi ép ta bạo phát. Triệu Bân nghiến răng, dùng hết sức bình sinh thi triển bí thuật trong tình trạng bị trói buộc. Hắn đã kết ấn quyết của thuật trầm quan. Hắn không còn cách nào khác, đành phải gọi vua man đời thứ nhất lên. Có lẽ vua man sẽ tát hắn chết ngay khi xuất hiện, nhưng như vậy còn tốt hơn bị thụ yêu hút thành xác khô. Ông! Một tiếng ông vang lên, rồi có một cỗ quan tài đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất. Trong bụng có thêm một cỗ quan tài, thụ yêu tất nhiên là biết, nó dùng mình một cái, cũng không biết là do phấn khích hay do sợ hãi vì áp lực khủng khiếp từ cỗ quan tài toát ra. Chíu, chíu! Đám dây leo ngay lập tức phóng tới quấn lấy cỗ quan tài. Cỗ quan tài bị đám dây leo quấn lấy rất chặt, chúng nhất định muốn nghiền nát cỗ quan tài này. Đáng tiếc, đạo hạnh của nó vẫn không đủ. Sống lâu cũng không có nghĩa là có thể trấn áp cảnh giới thiên võ. Vua man đời thứ nhất vẫn cường hãn như trước, một cước đá văng nắp quan tài, chỉ trong chớp mắt đã bộc phát ra uy thế đáng sợ, đánh nát hết đám dây leo đang quấn chặt lấy cỗ quan tài. A hát hát hát! Thụ yêu kêu lên một tiếng rất thảm thiết. Đám dây leo chính là nội tạng của nó, lần này nó bị thương quả thật không nhẹ. Vua man từng bước xuống khỏi quan tài, lắc lắc cái cổ cứng đờ, đôi mắt giống tuếch nhìn Triệu Bân, gương mặt của vua man vốn đờ đẫn nhưng khi vừa nhìn thấy Triệu Bân thì đã lộ ra sự giận dữ khó nén. Hắn ta là vua man đời thứ nhất đỉnh thiên lập địa, hắn ta không phải là thông linh thú, thế mà đang ngủ say lại bị con kiến hôi này quấy rầy. Tiền bối, đã vô tình quấy rầy rồi. Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Xúc phạm uy nghiêm của vua, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Bị vua man trừng mắt nhìn, Triệu Bân còn không thể động đậy nổi, một luồng sát ý lạnh như băng đã xâm nhập vào khí lực của hắn, khiến cho toàn thân hắn lạnh đến thấu xương, chỉ cần vua man muốn thì hoàn toàn có thể giết chết hắn. Vào thời khắc mấu chốt, thụ yêu lại không an phận. Có một thứ hết sức đáng sợ đang ở trong bụng của nó. Nó có thể an phận mới là lạ. Nó hy sinh một dây leo rất khỏe giống như một con chăn khổng lồ để quấn lấy vua man lần thứ hai. Tiếp đó nó còn phóng ra một số dây leo nhỏ hơn, nói là nhỏ nhưng còn dày hơn cả thùng nước, siết lấy tay chân của vua man, dùng hết sức muốn lôi vua man vương từ trong bụng nó ra ngoài, đây là xác ướp cổ cảnh giới thiên võ, nó nuốt không trôi. Vua man tức giận, khí thế bạo dũng đập nát đám dây leo. Đám dây leo lớn hơn có thân dày như chăn khổng lồ cũng dễ dàng bị vua man chặt đứt hết chỉ bằng một rìu. Thụ yêu kêu rên liên hồi. Trước đó tuy nó bị thương không nhẹ nhưng cũng không bằng lần này, lần bị thương này thật sự đã khiến cho nó đau đớn thấu xương. Ông! Vua man đại phát thần uy, vung rìu lên liên tiếp chém xuống. Hắn ta ra tay dữ dội như mãnh hổ, lực sát thương hết sức kinh người khiến cho thụ yêu kêu rên không ngừng. Thụ yêu không thể nào chống lại nổi vua man, cũng không tóm lấy được vua man, nó bây giờ chỉ là một cái cây to lớn vô dụng khi đối mặt với vua man. Nhìn thấy vua man đại náo trong bụng thụ yêu, Triệu Bân toát hết cả mồ hôi. Vua man không ngừng tay, bụng của thụ yêu bị bổ nứt ra từng khe lớn, hắn nhân cơ hội lách ra ngoài một khe nứt, sau đó chạy trốn chối chết, như một cái bóng lầm lũi phóng thẳng lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra xa. Từ góc độ này nhìn xuống, hắn cũng cảm thấy đau lòng thay cho thụ yêu, dây leo của nó lúc này đã bay lả tả đầy trời, tiếng kêu của nó càng lúc càng thất thanh, càng lúc càng thê lương thảm thiết, từng tán lá rầy rơi xuống đất,
nhựa cây cũng chảy ra giàn giụa. Vậy mới nói, uy lực của nó còn kém xa vua man đời thứ nhất nhiều lắm. Thụ yêu lớn như vậy mà trong chớp mắt đã bị thu phục, đây rõ ràng không phải đại chiến giữa hai bên mà là một mình nó bị đánh gần chết, ngủ đông ngàn năm thì thế nào, nội tình hùng hậu thì thế nào, ở trước mặt vua man căn bản đều không đáng nhắc tới. Răng rắc. Trong lúc Triệu Bân đang nhìn thì bụng của thụ yêu đã bị chém nứt thêm một đường lớn nữa. Vua man đã tách bụng nó bước ra ngoài, âm khí dâng lên nghi ngút, uy thế ngập trời, quả nhiên là một chiến thần. Nhìn thấy hắn ta, thụ yêu vội vàng thu mình xuống đất muốn chạy trốn, đám dây mây to như chăn khổng lồ đều đã teo nhỏ lại, hôm nay nó thức dậy mà không xem phong thủy nên mới bị đánh gần chết, lúc này không chạy thì còn đợi tới lúc nào nữa. Mặc dù nó đã muốn trốn, nhưng vua man mặc kệ, vẫn thọc sâu một tay xuống đất. Răng rắc, xì xào. Thụ yêu ngàn năm mới vừa thu mình chui xuống đất thì đã bị vua man một tay nhổ lên tận gốc, không biết đã làm đứt bao nhiêu rễ và dây leo của nó, ở mỗi chỗ bị đứt đều chảy ra thứ chất lỏng đen xì xì. Theo Triệu Bân thấy, chất lỏng màu đen đó hẳn là máu của thụ yêu, chất lỏng đó chắc chắn mang theo kịch độc, nó đang chảy ra đầy đất, nhưng chất độc này đối với vua man mà nói hoàn toàn không phải là cái thá gì, bởi vì xác ướp cổ cảnh giới thiên võ bách độc bất xâm. A-h-h-h-h-h. Tiếng kêu thê lương lại vang lên, lần này thụ yêu đã bị chặt đứt căn cơ. Một rìu chém xuống của vua man vô cùng bá đạo, thụ yêu cao hơn trăm trượng đã bị chém chết ngay tại chỗ, chỉ một rìu đã có thể chém đứt ngàn năm tu luyện của nó. Bây giờ, cả thế giới đều yên lặng. Triệu Bân từng bước lui về phía sau, xoay người bỏ chạy. Thụ yêu đã bị xử lý sạch sẽ, tiếp theo thì vua man đang giận dữ kia chắc chắn sẽ xử lý hắn. Vèo, vèo. Khả năng chạy trốn của gia chủ Triệu gia quả nhiên không phải chuyện chơi. Đáng tiếc, cho dù hắn có chạy nhanh hơn nữa cũng vô dụng, vua man đã nâng tay lên hướng về phía của hắn, sau đó liền có một lực hút mạnh khủng khiếp sinh ra hút hắn trở về. Khi hắn hoàn hồn lại thì đã thấy mình bị vua man tóm lấy cổ và giữ ở trên không. Như thế này chỉ cần vua man hơi dùng lực một chút thì chắc chắn có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Triệu Bân không giãy giụa. Có giãy giụa cũng vô ích. Trước đó ngay cả dây leo của thụ yêu hắn cũng không thoát ra được chứ đừng nói đến một tay của vua man, cho dù hắn có kéo một xe bùa nổ lên đây thì hắn cũng không thể lay chuyển được cơ thể của vua man. Đây chính là siêu cấp cao thủ cảnh giới thiên võ. Nhưng trong một lúc cũng không thấy vua man động thủ. Chỉ thấy trong đôi mắt hoang vắng của vua man lóe ra một tia mê man, hắn ta nghiêng cái đầu cứng đờ nhìn chiếc nhẫn ma của Triệu Bân, giống như có thể nhìn xuyên qua và thấy một viên ngọc màu xanh. Ánh mắt của hắn ta có lúc hiện lên một tia ấm áp, lại có lúc hiện lên một tia run rẩy, trông vô cùng mịt mờ. Đúng vậy, đó là viên ngọc màu xanh mà lúc trước Tịch Linh đưa cho Triệu Bân. Xem ra vua man đúng là đang nhìn nó, càng nhìn lại càng mê man, ánh mắt hiện lên sự tang thương khó giải thích. Hắn ta vậy mà đã buông tay. Bịch. Triệu Bân trong nháy mắt tiếp đất, đứng còn không vững. Vua man đột nhiên buông thõng hai cánh tay cứng ngắc, vẻ bối rối trong ánh mắt của hắn ta đã biến mất, chúng lại trở nên hoang vắng. Vẻ giận dữ trên gương mặt hắn ta cũng biến mất, gương mặt hắn ta lại trở nên đờ đẫn. Hắn ta chỉ lẳng lặng đứng ở đó như một bức tượng hùng vĩ mà không có một thế lực nào có thể làm lay chuyển uy nghiêm. Vậy là tha cho ta rồi sao? Triệu Bân sững sờ, không biết tại sao. Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã vội vàng thi triển thuật trầm quan. Đem quan tài của vua man đặt lại vào cõi u minh. Xong việc hắn mới có thể ngồi xuống thở hổn hển. Nhân sinh vô thường, chỉ trong một đêm mà hắn đã hai lần dạo qua quỷ môn quan, tâm trí kiên định như hắn cũng không khỏi hoảng hốt, bởi vì những thế lực đó muốn bóp chết hắn cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Đa tạ ơn không giết của tiền bối, ta sẽ không bao giờ quấy rầy sự yên tĩnh của tiền bối nữa. Sau khi nghỉ ngơi, Triệu Bân lấy ra một cái lư hương, cắm vào trong đó ba nén hương. Hắn đang bái tế vua man. Tới tận lúc này hắn vẫn không hiểu tại sao vua man lại tha cho hắn. Thắp ba nén hương xong hắn lại chắp tay lạy ba lạy. Sau khi cúng bái, hắn bỗng nhiên bị chói mắt bởi một tia sáng truyền ra từ phía thụ yêu. Bảo bối, có bảo bối. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch, cầm kiếm đi tới. Thụ yêu tất nhiên đã chết,
nguyên hình của nó chỉ là một thân cây cổ thụ khổng lồ, thấp thoáng bên trong đám dây leo và bộ rễ chằng chịt của nó dường như đang phát ra một ánh sáng đó phát ra từ một viên minh châu to như một quả dưa hấu. Đây là nội đan của thụ yêu. Triệu Bân ôm nó vào lòng, chăm chú nhìn ngắm rồi đánh giá. Thứ này rất nặng, bên trong chứa mênh mông tinh khí và sinh lực. Hắn biết qua khái niệm nội đan vì đã từng đọc trong sách cổ, đây chính là tinh túy của thụ yêu, giống với thú nguyên của yêu thú, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới được nhìn thấy tận mắt, viên nội đan này đúng là rất tương xứng với kích thước của thụ yêu. Đúng là một niềm vui bất ngờ, Triệu Bân ngây ngẩn cười. Mà hạt giống tạo hóa của hắn dường như cũng đang kích động không thôi. Triệu Bân biết điều đó có nghĩa là gì. Thụ yêu là cây, cây thần tạo hóa cũng là cây, nội đan bên trong chúng cũng đồng dạng với nhau, giống như lúc thụ yêu quấn lấy hạt giống tạo hóa vậy, cả hai đều muốn cắn nuốt đối phương. Cuối cùng, hắn mới là người chiến thắng. Hắn đặt nội đan của thụ yêu lên bụng dưới của mình. Hạt giống tạo hóa bên trong cơ thể của hắn kích động không thôi. Viên nội đan có kích thước to bằng quả dưa hấu đã từng chút teo nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tất cả tinh hoa của nó đều đã bị hạt giống tạo hóa hấp thụ. Sau khi hấp thụ viên nội đan, hạt giống tạo hóa đã đem lại thêm rất nhiều lợi ích cho Triệu Bân. Sinh khí tinh thuần tràn ngập bên trong cơ thể của Triệu Bân khiến cho tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của Triệu Bân đều được bồi dưỡng. Ngoài ra từng lỗ chân lông của hắn đều đang hô hấp hết sức để hút vào sinh khí và tinh khí, khiến cho khí huyết của Triệu Bân sôi trào. Trong chớp mắt, hắn cuối cùng cũng đã chạm được vào cảnh giới huyền dương. Tuy nhiên, sau một lúc cố gắng thì hắn vẫn không thể nào đột phá lên cảnh giới huyền dương được. Tuy nền tảng đã được củng cố nhưng dường như cơ duyên vẫn chưa đủ. Sau khi hút hết tinh hoa của viên nội đan thì Triệu Bân vẫn chưa rời đi. Hắn lấy ra hồ lô tím vàng cột trên người để hấp thu thiên địa linh khí, còn hắn thì ra sức tìm kiếm những thứ còn sót lại trong đống phế tích. Thụ yêu đã cuốn rất nhiều võ tu và yêu thú vào bụng, võ tu cho dù có bị hút thành xác khô thì của cải trên người vẫn còn đó, ví dụ như binh khí, ngân phiếu các thứ, hắn đã tìm được không ít, tạo thành một nguồn của cải đáng kể cho hắn. Hắn tìm kiếm hết một ngày một đêm. Thu hoạch khá nhưng thiệt hại cũng không ít. Thứ khiến cho hắn ngạc nhiên và vui mừng nhất chính là quả thiên linh vẫn còn ở đây, nó đã bị rơi xuống một đầm nước nhưng vẫn còn nguyên vẹn, mùi hương của nó tỏa ra vô cùng mê người, hắn nhanh chóng nhặt lấy và phong ấn nó vào trong hộp châu báu. Đây là thứ hắn chuẩn bị dành cho Liễu Tâm Như. Đáng tiếc hắn còn chưa tìm được cây thiên linh thì nó đã bị hủy trong trận hỗn chiến rồi. Hắn vẫn chưa rời đi, hắn tìm một đỉnh núi rồi khoanh chân ngồi xuống. Trước tiên là vì để cho hồ lô tím vàng hấp thụ linh khí, bởi vì linh khí ở huyễn vụ U Lâm quả thực rất dồi dào, thứ hai chính là vì hắn muốn nghiên cứu bí pháp. Thiên cang hộ thể của thanh niên áo trắng thật sự rất hiếm lạ. Đúng như hắn đã từng nghĩ, thiên cang hộ thể chính là sự kết hợp giữa khí và thế. Khí xuất thân thể, thế xuất võ hồn. Đạo lý không khó hiểu nhưng rất khó để có thể phối hợp nó một cách hoàn hảo. Điểm này thì hắn rất có lợi thế, bởi vì hắn đã thi triển khí thế cảnh giới thiên võ rất nhiều lần, sớm đã có đủ uy lực và sự lĩnh hội thông suốt, đó chính là chân nguyên rèn luyện ra cương khí, chí cương chí dương, hai bên phối hợp, hắn vẫn có thể lĩnh hội và tạo ra một phiên bản khác của thiên cang hộ thể. Vào ban đêm, nơi đây hết sức yên tĩnh. Huyễn vụ U Lâm vẫn đầy sương mù bao phủ, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm trầm thấp của mãnh thú. Thụ yêu ngàn năm đã khiến cho bọn chúng đều trở thành chim sợ cành cong, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có loài nào dám ló đầu ra khỏi sào huyệt của mình. Vì thế nên Triệu Bân mới dám nghiên cứu bí pháp ở đây. Bên ngoài cũng rất yên tĩnh, đám người tới tầm bảo đã sớm chạy trốn đến tận nơi nào rồi. Là thụ yêu ngàn năm đó, hắn còn có thể sống sót sao? Vương Trác vẫn còn đang ngồi xổm bên trên một tảng đá bên ngoài, vừa lau roi sắt vừa nói. Có thể. Dầu chữ bát đang khoanh chân điều tức trị thương nói rất chắc chắn. Không biết từ lúc nào mà lão ta đã có một niềm tin không thể lý giải nổi đối với tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh đó, niềm tin đó chính là bất kể hắn có gặp phải chuyện gì thì hắn cũng có thể hóa nguy thành an. Vương Trác cười, tiếp tục lau roi sắt. Hai người đã đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này liên tục có người chạy tới huyễn vụ U Lâm.
nhưng có lẽ bọn họ đều đã nghe về chuyện thụ yêu ngàn năm cho nên chỉ đứng bên ngoài thăm dò mà không dám tiến vào, tất cả đều dừng chân ở rất xa khu rừng để nhìn ngó, rất sợ thụ yêu sẽ đột nhiên chạy tới, nội tình ngàn năm của nó ngay cả cảnh giới chuẩn thiên cũng không thể bắt được. Ngày thứ tư, Triệu Bân từ từ mở mắt, thở ra một ngụm khí đen. Đôi mắt của hắn đã trở nên thâm thúy hơn, lóe lên ánh sáng của sự hiểu biết và sự giác ngộ, chắc hẳn là đã lĩnh hội được một chút tinh hoa. Hắn đi xuống sườn núi, nhìn thấy một cái động thì ngay lập tức chui vào. Trong sơn động, hắn đứng thẳng nhắm hờ hai mắt, chốc lát lại mở ra rồi nhắm lại, lấy hắn làm trung tâm, có một luồng hào quang trong nháy mắt mở rộng ra, phạm vi rộng từ 3 đến 5 trượng. Nhất thời hắn đã bộc phát ra uy thế vô cùng mãnh liệt, cả hang động tối đen như mực bị chấn động sụp đổ, đất đá vỡ vụn đều bị màn hào quang đang bao quanh lấy hắn bắn bay ra ngoài. Quả là bá đạo, Triệu Bân không khỏi nở nụ cười. Đây không phải là thiên cang hộ thể thật sự, hắn chỉ mới học được chút ít mà thôi. Nói cách khác, hắn đã tạo ra thiên cang hộ thể của riêng hắn dựa trên cơ sở của việc thi triển khí thế thiên võ. Đạo lý thật sự của thiên cang hộ thể còn cần rất nhiều thời gian để hắn nghiền ngẫm mới có thể ngộ ra được. Nhưng cho dù như vậy, thiên cang hộ thể mà hắn tạo ra cũng đã vượt xa hơn so với thanh niên áo trắng. Cần phải biết, về phần thế thì thứ mà hắn đang thi triển chính là uy thế thiên võ. Phương diện này hắn tuyệt đối có thể đè bẹp thanh niên áo trắng. Còn về phần khí thì hắn cũng tự nhận mình không yếu hơn thanh niên áo trắng. Sau đó, Triệu Bân đã thử đi thử lại rất nhiều lần. Vì lý do này, hắn đã phân thân ra rất nhiều bản sao để thử nghiệm. Thử nghiệm càng nhiều thì lại càng dễ lĩnh ngộ ra thêm tinh hoa của bí pháp. Thiên cang hộ thể có thể đánh bật bất cứ thứ gì, chỉ cần là vật hữu hình thì nó đều có thể đánh bật, quả nhiên nó có sức phòng ngự vô cùng mạnh. Không biết nó có thể đánh bật ngọn lửa ma luân hay không? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn không thế nào xác định, phải thử một lần mới biết được. Nói tóm lại, hắn chỉ mới đi được những bước đầu tiên trong việc nghiên cứu bí pháp này. Thiên cang hộ thể đích thực nhất định còn huyền ảo hơn những gì hắn suy nghĩ. Diễn thiên võ quyết, cái tên này, rất có ý nghĩa. Triệu Bân mỉm cười, hắn đã dùng uy thế thiên võ để tạo ra thiên cang hộ thể mới của riêng hắn, cho nên chọn cái tên này đặt cho nó cũng không sai. Sau khi thu dọn hành lý, cuối cùng hắn cũng bắt đầu trở về. Chấm. Nhóc con, ngươi còn sống không? Vương Trác đã đứng gọi bên ngoài Huyễn Vụ U Lâm cho tới nửa đêm. Lão già râu chữ bát ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu nhe răng trợn mắt. Mới vừa rồi Vương Trác đã khoe khoang sức mạnh của roi sắt trước mặt lão ta không tin liền bị đánh trúng một roi khiến cho đầu óc nhức ong ong, không có võ hồn chống đỡ đúng là không thể đỡ nổi một roi này. Thấy thế nào, muốn ăn thêm một roi nữa không? Vương Trác ngoái đầu nhìn lại cười hả hê, giả bộ như muốn đánh chết lão già râu chữ bát. Lão già râu chữ bát không trả lời, nhìn về một hướng khác thì thấy hai lão già, một lão già mặc áo đen, một lão già mặc áo trắng, hơn phân nửa là do đã nghe tới chuyện của thụ yêu nên mới chạy tới tìm hiểu. Khí tức của hai lão già này rất kỳ quái, nồng nặc huyết khí quấn quanh thân, ít nhất cũng phải là cảnh giới huyền dương tầng 9. Mặc dù đã che giấu kỹ càng nhưng cũng khó có thể che giấu được sát khí lạnh băng đang toát ra. Người của huyết y môn, Vương Trác nhỏ giọng nói. Người nhận ra sao, lão già râu chữ bát cau mày hỏi. Ta đã gặp qua một trong số họ, Vương Trác hít sâu một hơi nói. Họ đang nói chuyện thì hai lão già kia đã bước tới, liếc mắt nhìn hai người trước khi liếc mắt nhìn vào Huyễn Vụ U Lâm, trong mắt ánh lên chút sợ hãi, luôn sẵn sàng tinh thần để chạy trốn. Đúng là hai lão già này đã nghe được chuyện của thụ yêu ngàn năm cho nên mới tới điều tra, bên trên đã ra mệnh lệnh cho bọn họ, phải lấy được nội đan của thụ yêu ngàn năm. Nghĩ tới mệnh lệnh này, hai người đều cảm thấy không nhịn được cười. Ngay cả cảnh giới địa tạng cũng phải bỏ mạng cả đám ở trong đó, còn muốn cảnh giới huyền dương như bọn họ lấy được nội đan của thụ yêu. Chắc là đầu óc của mấy kẻ bên trên đã bị lừa đá hỏng hết rồi, đừng nói là bọn ta. Ngay cả cảnh giới chuẩn thiên cũng chưa chắc có thể hạ được thụ yêu ngàn năm. Bởi vậy, cái gọi là mệnh lệnh này thì hai người cũng chỉ nghe qua rồi để đó, có ngu mới chạy vào để bỏ mạng. Hồi lâu sau hai lão già này mới không nhìn vào Huyễn Vụ U Lâm nữa, nhưng cũng không có rời đi. Lão già áo trắng vươn tay về phía Vương Trác, thản nhiên nói, cho lão phu xem roi sắt của ngươi một chút.
Đưa cho ông rồi ta còn có thể lấy lại sao? Vương Trác gắt gao nắm chặt cây roi. Đừng có mà phí lời, lão già áo trắng hừ lạnh một tiếng, đưa tay giật một cái. Vương Trác đã nhanh chân bỏ chạy, từ lúc nhìn thấy hai lão già này thì hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy, nơi hoang sơn cùng cốc này rất thích hợp để giết người cướp của, đúng là cứ bước ra khỏi cửa thì chỗ nào cũng có bẫy dập chết người. Vèo! Lão già râu chữ bát cũng chạy, lúc này không chạy chẳng lẽ còn chờ để bị bắt hay sao? Hai đứa nhãi ranh, chạy trốn cũng nhanh lắm, lão già áo trắng cười lạnh nói, lão ta không để ý tới lão già râu chữ bát mà trực tiếp đuổi theo Vương Trác, ngay sau đó liền tung ra một trường này đánh ra huyết khí màu đen xì xì, đó chính là một loại kịch độc, không cần phải nói, lão ta cũng là một chuyên gia dùng độc. Con mợ ông! Vương Trác mắng lớn, nhanh chóng quay lại đánh ra một roi. Lão già áo trắng mất cảnh giác nên đã bị đánh trúng một roi, cảm thấy rất đau đớn. Roi sắt đen chuyên đánh vào tinh thần lực, bị một roi đánh chúng cũng giống như bị sét đánh vậy. Roi sắt này khá lắm, lão phu rất thích. Lão già áo trắng bật cười lớn, nhất định muốn đoạt được bảo bối. Biết chắc đó là một bảo bối cho nên lão ta càng hưng phấn hơn, ngay lập tức phóng ra một đạo kiếm khí không chút lưu tình. Bang, keng. Vương Trác cố gắng phòng ngự, nhưng đối thủ là cảnh giới huyền dương đỉnh phong, rất khó để chống đỡ lâu. Bên kia cũng đã bắt đầu đánh nhau, lão già áo đen đuổi kịp lão già râu chữ bát tất nhiên sẽ khai chiến, đều có cảnh giới huyền dương nhưng lão già râu chữ bát hiển nhiên là không đánh lại, bởi vì lão ta không chỉ kém đối phương vài tiểu cảnh giới mà thôi. Hai chọi hai, người của huyết y môn chắc chắn có thể chiếm thế thượng phong. Tình hình của lão già râu chữ bát và Vương Trác lúc này khá thê thảm. Cả hai đều đã bị đả thương, tất nhiên là đánh không lại. Muốn bỏ chạy cũng bị chặn lại sát sao, hai cường giả huyết y môn quyết không buông tha, những vết thương cứ liên tiếp xuất hiện trên thân thể của Vương Trác và lão già râu chữ bát. Đuổi theo đi, ta cho ông đuổi theo. Vương Trác quát lớn, lại quay đầu đánh ra một roi. Đáng tiếc, cùng một mánh khóe không thể sử dụng tới hai lần, lão già áo trắng lần này dễ dàng né tránh, còn tung ra một chưởng phá vỡ chân nguyên hộ thể của Vương Trác, đánh hắn ta hộc máu giàn giụa. Chạy đi, sao không chạy nữa? Lão già áo trắng cười lạnh, bước từng bước tới, nét mặt hết sức gian ác. Hai lão già này vốn chỉ muốn tới thăm dò tình hình ở huyễn vụ U Lâm, không ngờ lại có thể gặp được cây roi sắt bảo bối này, quả thật không tồi. Vèo! Vương Trác còn chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hay nói cách khác, người đó đã chui ra khỏi mặt đất, quả nhiên là cao thủ độn thổ. Người đó tất nhiên là Triệu Bân, còn chưa ra khỏi huyễn vụ U Lâm thì hắn đã nghe thấy động tĩnh của đại chiến, nhìn ra mới biết là bạn tốt của mình bị đánh, cho nên hắn nhân cơ hội độn thổ một đường ra ngoài, may là tới kịp. Ngươi, lão già áo trắng rất kinh ngạc. Đang êm xuôi tự nhiên lại có thêm một kẻ từ dưới đất chui lên, dọa lão ta giật mình thon thót. Trong chớp mắt, hổ gầm long ngâm đã được thi triển, sóng âm kinh thiên động địa ập tới, lực sát thương rất mạnh. Lão già áo trắng bị hống tới mức phải đau đớn kêu rên, liên tục lui về phía sau, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Triệu Bân phóng phi đao tới trước mặt, trên phi đao có treo bùa lôi quang, vừa phóng tới đã nổ tung, tỏa ra lôi quang chói mắt, khiến cho hai mắt của lão ta đen lại, sau đó ngay lập tức lại có một bàn tay to lớn vươn ra tóm lấy cổ tay của lão ta. Hay lắm, Vương Trác bật cười đắc ý. Đập người, đây là chiêu thức mà Triệu Bân đã sớm luyện đến mức thuần thục. Ầm. Lão già áo trắng đã bị đập cả thân người xuống mặt đất. Tiếng thân thể lão ta đập xuống mặt đất nghe rất vui tai, tiếng hét thảm thiết của lão già áo trắng nghe cũng nghe rất vui tai, lão ta phun máu giàn giụa, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, không biết có bao nhiêu xương cốt và gân mạch đã bị đứt gãy. Ầm, ầm, ầm. Khí huyết của Triệu Bân bạo dũng, liên tục đập thân thể của lão già áo trắng xuống đất. Trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố lớn hình người, chính là bị lão già áo trắng đập ra. Qua đây cho ta. Triệu Bân buông tay, đi thẳng đến chỗ lão già áo đen bên kia. Hắn đi rồi thì Vương Trác mới cầm roi sắt đi lên, quật liên tiếp vào người của lão già áo trắng, khiến cho lão già áo trắng kêu rên không ngừng cho tới khi tắt thở, không thể đứng dậy nữa. Cảnh giới chân linh sao có thể mạnh như vậy? Lão già áo đen vô cùng khiếp sợ.
cũng khó có thể tin được. Lão ta đã nhìn thấy rõ lão già áo trắng bị đập chết như thế nào. Ầm, keng, ầm. Không cần phải xem cảnh tiếp theo, chỉ cần nghe cũng đủ biết lão già áo đen thê thảm như thế nào. Lão già áo đen chết nhanh hơn, dễ dàng hơn lão già áo trắng rất nhiều, lão ta bị Triệu Bân đập tơi tả, chết cũng không nhắm mắt, thân là cảnh giới huyền dương mà lại bị một tên nhóc con cảnh giới chân linh đập đến chết, lão ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết như thế này. Thế gian này có nhiều yêu nghiệt như vậy hay sao? Không cần sử dụng bí thuật mà đã có thể đập chết lão ta rồi. Huyết án do cây roi sắt gây ra cuối cùng cũng đã kết thúc như vậy. Đây, của ngươi. Dưới ánh trăng, ba người lục tục cúi đầu lục soát trên người của hai lão già. Quả nhiên không có chuyện gì làm khó được ngươi, lão già râu chữ bát cười hớn hở nói. Ngươi làm sao sống sót được vậy? Vương Trác tò mò nhìn Triệu Bân hỏi. Huyễn Vụ Y Lâm không phải là nơi gì tốt, rất nhiều địa tạng đỉnh phong bước vào cũng phải bỏ mạng ở bên trong, với tu vi của Triệu Bân mà vẫn còn sống để bước ra ngoài, chuyện này sợ rằng có truyền đi cũng không ai tin. Bí mật, Triệu Bân thần bí nói. Chậc, ta gần đây học được một bí pháp mới, các người muốn xem thử uy lực của nó hay không? Mạnh cỡ nào? Vương Trác và lão già râu chữ bát đồng thanh hỏi. Triệu Bân không nhiều lời nữa, ngay lập tức thi triển thiên cang hộ thể. Ngay sau đó, hai người bạn tốt của hắn ngay lập tức bị chấn bay. Không tồi. Nhìn thấy hai người bạn của mình bị chấn bay ra xa, Triệu Bân thu lại thiên cang hộ thể, đây đúng là một bí pháp lợi hại. Thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là nó tiêu tốn quá nhiều chân nguyên, khi đã thi triển thì trong một khoảng thời gian ngắn sau đó không thể thi triển lại nữa, hắn cần phải rèn luyện cương khí một lần nữa. Khí cùng thế phối hợp hoàn hảo thì khoảng thời gian hồi chiêu mới có thể rút ngắn được. Ồ! Vương Trác ôm lưng đứng dậy, chật vật không chịu nổi. Hắn ta còn đỡ hơn lão già râu chữ bát, lúc trước đó lão ta đã bị trúng một roi khiến cho đầu óc ong ong, bây giờ lại bị chấn động cho nên toàn thân cảm thấy cực kỳ khó chịu, uy lực của bí pháp này sao lại bá đạo như thế chứ? Cũng may là Triệu Bân không dùng hết sức. Nếu như Triệu Bân dùng hết sức để thi triển bí pháp đó thì lão già râu chữ bát và Vương Trác chắc đã bán thân bất toại rồi. Người xưa nói rất hay, phù sa không chảy ruộng ngò ai, mới học được bí pháp thì phải thử nghiệm với người thân cận mới là đáng tin cậy nhất, tuy rằng có hơi đau nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Nhìn hai người trước mặt hắn, ai cũng đã lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Hắn là người của Dương Thiên Thế ra sao? Vương Trác hỏi. Hắn ta nhận ra đó là thiên cang hộ thể. Lão già râu chữ bát lắc đầu, tên nhóc này không thể là người của Dương Thiên Thế gia được. Chính bởi vì hắn không phải người của Dương Thiên Thế gia cho nên lão ta mới khiếp sợ, Triệu Bân này đã học được bí pháp thiên cang hộ thể ở đâu, bí pháp này ở Triều Long Đại Hạ cũng chỉ có người của Dương Thiên Thế gia mới biết. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút thì cũng thấy chuyện này rất bình thường. Triệu Bân là một yêu nghiệt. Mấy chuyện này còn không phải là sở trường của hắn hay sao? Tiệc đã tàn, lão già râu chữ bát lấy ra mấy bầu rượu, đưa cho mỗi người một bầu. Đã lấy được quả thiên linh, Triệu Bân phải bế quan. Khi khác lại tụ tập với nhau nhé, Triệu Bân cười nói với Vương Trác. Uống rượu được hết nửa bầu thì lão già râu chữ bát đã xoay người rời đi, chỉ để lại một lời, nếu có thời gian thì cứ tới Long Sơn tìm ta uống rượu. Khiến cho người ta đau lòng quá đi. Vương Trác rụi rụi mắt hồi lâu nhưng cũng không rơi lệ. Triệu Bân hồi lâu cũng không nhìn theo bóng lưng của lão ta nữa, hắn đứng dậy đi về phía bắc, chuyện mà hắn phải làm đã trì hoãn lâu quá rồi. Vương Trác vội vàng đuổi theo hắn, lúc trước đã nói rồi, cả hai sẽ cùng nhau tới Thiên Tông. Ngay sau đó, có một con đại bàng lớn phóng tới, đó là thú cưỡi của Vương Trác. Để có được con đại bàng lớn này hắn ta suýt chút nữa đã khuynh ra bại sản, hắn ta dán lên cánh của con đại bàng hai lá bùa tốc hành, khiến cho tốc độ của nó tăng vọt. Trong khoảng thời gian này, Triệu Bân đã cố gắng triệu hồi đại bàng của mình nhưng vô ích. Trên bản đồ thì bọn họ đã ở rất gần Thiên Tông rồi, nhưng con đường thực tế vẫn còn rất xa. Người từ phía nam đi tới Thiên Tông phần lớn đều ủ rũ mệt mỏi, hầu hết đều sa sút phong độ, tới được Thiên Tông cũng không thể vượt qua khảo nghiệm. Hoặc là do số bạc mà bọn họ chi ra đã chi không đúng chỗ. Ta nghe nói thiếu chủ núi Lưu Ly có cảnh giới huyền dương tầng 3 cũng không vượt qua khảo nghiệm,
đi tới một cánh rừng khác, Vương Trác chỉ tay về phía xa, ở đó có thể nhìn thấy một con diều hâu to lớn bay ngang qua, trên lưng của nó chở theo ba lão già và một thanh niên áo tím, người mà Vương Trác nói tới chính là thanh niên áo tím đó. Triệu Bân liếc qua, thấy thiếu chủ núi Lưu Ly này cũng có một chút đạo hạnh. Tuy nhiên, Thiên Tông tuyển đệ tử cũng chỉ tuyển 108 người, không có nội tình siêu cường, không có huyết mạch đặc biệt, không có thiên phú mạnh mẽ thì chắc chắn không thể được bọn họ thu nhận. Đại Hạ càng lúc càng phát triển, nhân tài cũng càng lúc càng nhiều, sự cạnh tranh cũng vì thế mà trở nên vô cùng khốc liệt. Ta sợ mình không làm được, Vương Trác cúi đầu ủ rũ nói. Được hay không là do mình. Triệu Bân đáp một câu, đang nghĩ muốn đem Tử Ngọc đưa cho Vương Trác. Nhưng hắn đã bỏ ngay ý nghĩ này, lỡ đâu ngày nào đó nữ soái Xích Diễm truy cứu thì Vương Trác sẽ gặp phải tai ương. Càng đi về hướng Bắc thì khung cảnh càng phồn hoa. Càng đến gần đế đô, thành cổ lại càng trở nên khổng lồ, nó khổng lồ đến mức nào ư? So sánh chúng với vong cổ thành thì chính xác là một cái thôn nhỏ chẳng ai hay biết, không so sánh sẽ không có đau thương. Triệu Bân và Vương Trác đều trở thành mấy tên quê mùa, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ tư, hai người đi cùng với nhau chỉ còn mỗi mình Triệu Bân. Vương Trác đã biến mất, đi được một thời gian, đi đến khi không còn đi cùng nhau nữa. Hay có thể nói là bị đánh tan, băng qua nhiều nơi rừng thiên nước độc, luôn có những kẻ chặn đường cướp của giết người, hai người bọn họ chỉ vô tình đụng phải một đám như thế, một đống cảnh giới huyền dương, cộng thêm một cảnh giới địa tàng, đội hình như thế bị đánh tan còn tốt, ít nhất vẫn còn mạng. Triệu Bân trèo đèo lội suối suốt một đường. Tới ngày thứ 9, hắn mới chính thức dừng chân. Cuối cùng cũng đến mục tiêu. Đứng trên một nơi cao dõi mắt nhìn ra xa, có thể trông thấy dãy núi xa xa với mây mù lượn lờ. Đó chính là Thiên Tông, môn phái duy nhất ở Long Triều Đại Hạ. Nhìn Thiên Tông, Triệu Bân lại chuyển sang một hướng khác, một tòa thành cổ rộng lớn, từ trên cao quan sát, trông nó như đầu một con rồng khổng lồ, chiếm một vùng đất lớn có long khí lượn lờ. Màu sắc biến ảo khác lạ, khí mênh mông vô tận cùng với sự cổ kính đó lan xa, đó chính là biểu tượng của Long Triều Đại Hạ. Đó chính là đế đô, cách Thiên Tông khoảng chục vài chục cây số. Hai bên tạo thành hai cái sừng, một bên là Hoàng tộc Đại Hạ, một bên là Thiên Tông Đại Hạ. Bên đông bên tây trông như hai cái bia không lô, thế trấn tứ hải bát hoang, từ xa nhìn thôi đã thấy áp lực vạn phần, dù là bất kỳ ai cũng không thể lay động được hai con quái vật lớn đó. Cũng sẽ không thể đụng được căn cơ của Long Triều Đại Hạ. Mau mau mau, trước mặt là Thiên Tông rồi. Không biết ta có thể thông qua khảo nghiệm không, trời xanh phù hộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn chưa tới Thiên Tông mà đã có khói lửa mùi đời hơn nhiều, trên trời có rất nhiều thú cưỡi bay, bên dưới cũng có bóng người đông đúc. Có người về gia tộc, cũng có người đến tham gia khảo hạch, có thể thấy tiêu chuẩn nhận đệ tử của Thiên Tông cao đến mức nào. Đây chính xác là cá chép vượt vũ môn, người có thể vào Thiên Tông có thể nói là trong chục ngàn người chẳng có nổi một người. Triệu Bân chuyển tầm mắt từ đế đô sang Thiên Tông Đại Hạ. Chân núi Thiên Tông có một quảng trường khổng lồ, khảo hạch được tiến hành ở đó. Giữa quảng trường có một bãi đá rộng cả trăm mét, trên bãi đá dựng một tấm bia đá sừng sững, đó chính là thứ để kiểm tra sức mạnh cũng như tu vi, ai đến khảo hạch đều phải trải qua cửa ải này, nếu qua được thì sau đó chính là thời gian để thể hiện. Cái gọi là thể hiện đó chính là cho các trưởng lão Thiên Tông dưới đài thấy những gì mình có, chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, có thể múa một bộ kiếm pháp, có thể cho họ thấy huyết mạch đặc biệt, có thể thi triển một loại bí thuật đáng sợ. Không cần biết ngươi làm gì, chỉ cần trong thời gian giới hạn giành được sự chú ý của các trưởng lão Thiên Tông, dù chỉ có một người, thì cũng có thể trúng tuyển. Nếu không có ai để mắt tới thì xin lỗi nhé, về nhà sớm đi, cũng hệt như tuyển mỹ nhân vậy. Không có chút gì đó thì chim của Thiên Tông cũng chẳng thèm chọn ngươi. Được. Quảng trường người tới người về tấp nập, có người tham gia khảo hạch, cũng có người đến hóng chuyện, người có thể lên đài, người dám đến Thiên Tông để khảo nghiệm đều là những thanh niên tài tuấn. Luôn có một vài người khiến họ phải giật mình, khiến ánh mắt mọi người sáng rỡ. Vấn đề là ánh mắt của trưởng lão Thiên Tông cũng không phải cao bình thường, kiếm pháp cũng khá là đẹp đấy, bí thuật cũng rất xuất sắc, thế nhưng tư chất không đủ thì vẫn lượn vào bóng râm đứng đi. Đây không phải đài diễn hí khúc. Có diễn đẹp cách mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Không phải chứ, người này mà cũng không thèm ư. Huyền Dương tầng thứ 3 đấy. Một hậu bối xuất sắc thế mà lại không thể thông qua khảo nghiệm.
hết cách rồi, tiêu chuẩn của Thiên Tông cao lắm. Tiếng thở dài cứ vang lên liên tục, người tiếc nuối cũng rất nhiều, kẻ tự thấy mình giỏi cũng một đống, trước khi lên đài thì cực kỳ tự tin, khi xuống đài mặt mũi đen xì, nhiều trưởng lão Thiên Tông là thế mà chẳng một ai thèm nhìn tới, là do thực lực quá kém, hay là mắt nhìn người của Thiên Tông quá cao. Triệu Bân đã tới, hắn lướt qua đám đông, nhìn lướt qua bãi đá, sau đó bèn nhìn những trưởng lão Thiên Tông đang ở dưới đài. Những người đó mặc chiếc áo đạo sĩ giống nhau, có người ngồi nghiêm chỉnh dưới đó, có người chống cằm nghiêng người, có người ngáp, có người duỗi lưng, có người uống trà, có người cắn hạt dưa, làm gì cũng có, dáng vẻ khác nhau, cao béo gầy lùn không đều nhau nhưng tất cả đều là địa tàng tầng cao nhất. Triệu Bân chưa nhìn thấy Vân Phượng. Còn người nào là Lý Huyền Thương thì hắn cũng không rõ lắm. Hắn muốn sang đó nhưng có hàng rào cản lại, người ngoài không thể sang đó, cũng không thể đứng trước mặt tất cả mọi người gọi Lý Huyền Thương chứ. Dù không thể lôi Tử Ngọc ra trước mặt bao người như thế chứ. Mới vác xác tới đây, không thể thu hút sự chú ý quá, lén lút sẽ tốt hơn. Vì thế hắn đang đợi, chờ tới khi khảo hạch của Thiên Tông hôm nay kết thúc. Hắn chuyển mắt sang nhìn quanh quảng trường, không thấy Vương Trác đâu, cũng không biết hắn ta có đến không, cũng chẳng thấy đám người quen cũ Thanh Giao, Lâm Tả, Hòa Đô, Nghiêm Khang, không biết đã. Thông qua khảo nghiệm chưa? Có biết tin gì chưa? Rừng sương mù xuất hiện thụ yêu ngàn năm đấy. Tin đó lan ra khắp nơi rồi, có rất nhiều người chết trong đó, cũng có nhiều cảnh giới địa tàng lắm. Cái nơi quỷ quái đó, đến chết lão tử cũng không đi. Nơi loài người tập trung lại thì chắc chắn sẽ có người nói chuyện tán gẫu. Trong lúc xem khảo hạch vẫn không quên trò chuyện, có một lão già hơi gầy liếc sang nhìn Triệu Bân, thắc mắc sao lại có một cảnh giới chân linh tới. Triệu Bân không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Trong tiếng bàn tán đó, lại có một người bước lên bãi đá, đó chính là một thiếu niên đầu trọc, mới nhìn cứ tưởng là hòa thượng đấy. Thật ra không phải, đó là sinh ra đã vậy, người nhỏ con lại nhanh nhẹn, trông không cao lắm nhưng lại rất mạnh, một chưởng đánh vào tấm bia đá tạo thành dấu năm ngón tay. Ồ! Tiếng hít khí lạnh vang lên ở hiện trường, cứ suýt xoa mãi. Hầu hết các trưởng lão Thiên Tông đều ngồi thẳng dậy. Chờ bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng cũng có một người đáng để xem. Sức mạnh đáng gờm thật, Triệu Bân khẽ nói. Có lẽ thiếu niên đầu bóng lưỡng này giống với nhóc tham tiền, trời sinh có sức mạnh thần kỳ, chưa dùng đến chân nguyên đã đánh ra một trưởng mạnh như thế. Nếu dùng đến chân nguyên thì dù có là huyền dương tầng cao nhất chúng một đòn cũng chẳng khá khẩm gì. Tên đó là ai vậy? Con gái nhà nào thế? Có người hỏi. Không biết nữa, chỉ biết tên là Vô Niệm, lai lịch bí ẩn lắm, có người biết chuyện trả lời. Khi mọi người nhìn lại thì Vô Niệm đã rụt tay về, sau đó cũng chẳng biểu diễn thêm gì nữa. Một trường đó là đủ đến chứng minh bản thân, rất nhiều trưởng lão Thiên Tông tung cảnh ô lưu, yêu nghiệt thế này rất khó gặp. Ai cũng muốn nhận về cho mình. Nhiều người dành như thế, người khảo hạch chỉ có thể chọn một người. Vô Niệm chẳng cần phải nghĩ, nhanh chóng đi về phía người đàn ông trung niên phong thái như ngọc. Xem ra họ đã dàn xếp sẵn, trước đó đã chọn được sư phụ rồi. 2. Có người vui mừng, có người lo. Một đệ tử nổi tiếng như thế, lại vào tay người khác. Cạch. Sau Vô Niệm, lại có người nhảy lên đài. Là một tên béo, thực lực chẳng ra làm sao, giọng cũng cao vút, gào to nửa ngày trời, khoe khoang cũng kha khá nhưng trưởng lão Thiên Tông còn chẳng ngước mắt lên. Nói trắng ra thì đây không phải là nơi biểu diễn ảo thuật, mấy thứ màu mè chẳng có tác dụng gì, giọng to như thế, sao không đi hát hí khúc đi. Mười mấy người sau đó ngã xuống nhanh hơn người trước. Thật ra, có thể đặt chân lên bãi đá này, bình thường đều là những người tài giỏi nhất. Nhưng khi đến đây đều là tôm tép, không phải bọn họ chưa đủ xuất sắc, mà do cánh cửa của Thiên Tông quá cao. Sau đó là một cô gái. Nói chính xác hơn là một cô gái của Phật gia. Cô ta có dung nhan tuyệt thế, quần áo trắng như tuyết, quanh thân có sương khói lượn lờ, có thể nghe thấy tiếng Phật, khí chất tựa thiên tiên, ai không biết. Lại tưởng cô ta là nữ Bồ Tát. Cẩn thận nhìn lại, đó chính là Bát Nhã đây mà. Đêm hôm đó, người cứu Vương Dương và đánh Triệu Bân bị thương chính là cô ta. Triệu Bân đã nhận ra, ánh mắt hiện lên tia sáng lạnh, nếu không có Bát Nhã gây rối thì hắn đã giết Vương Dương, không ngờ hôm nay cô ta cũng đến đây tham gia khảo hạch, thế thì hôm khác hắn sẽ tính sổ sau.
thấy Bát Nhã, lại không thấy Vương Dương đâu. Trong lòng Triệu Bân biết rất rõ, với tư chất của Vương Dương thì không thể vào được Thiên Tông. Không phải hắn khinh thường Vương Dương, là do điều kiện nhận đệ tử của Thiên Tông quá khắt khe, nhiều thanh niên tài tuấn như thế mà bị đuổi về hết đám này tới đám khác, trong đó có hơn 80% hơn hẳn Vương Dương. Bát Nhã thì khác, cô ta thoải mái thông qua khảo hạch. Sau cô ta, những người lên đài đều có chút bối cảnh. Tiếc là chẳng ai trúng tuyển. Trời ạ, Tử Y Hầu. Không biết ai đã gào to một tiếng nghiến rất nhiều người ngước mắt lên nhìn. Trong đó cũng có cả Triệu Bân. Lọt vào trong tầm mắt hắn chính là con thương ưng màu vàng lướt qua trên bầu trời, như một vệt sáng vàng bay về phía Thiên Tông, chim bay để lại tiếng, người qua khí thế vẫn còn, khí tức của chuẩn thiên là đủ để khiến những người bên dưới thấy áp lực. Triệu Bân lẳng lặng nhìn, cũng như đêm đó ở Triệu gia, hắn cũng ngước lên nhìn Tử Y Hầu như nhìn một vị thần, vẫn đứng tít trên cao như thế, đến tận bây giờ vẫn không thèm liếc xuống nhìn ai. Rồi cũng sẽ có một ngày ta dùng đầu của ngươi để tế cho phụ thân có linh thiêng trên trời. Tiếng lòng của Triệu Bân chính là tiếng rít gào đến từ tận linh hồn, nhưng sự thù hận và tức giận đó không được thể hiện ra ngoài, chẳng hạn như chữ thù của hắn được khắc vào tận linh hồn, thù hận vẫn chưa cắn nuốt hết lý trí của hắn. Đây là lần đầu tiên thấy Tử Y Hầu, rất nhiều người nói. Ta từng trông thấy rồi, hôm Đan Phượng Phù Dung bị kéo đi khắp phố. Thấy được một lần. Đan Phượng Phù Dung là ai? Người thêu thùa trong hoàng tộc, nghe nói đã ẩn trốn rất nhiều năm, mới bị bắt về gần đây. Hơn nữa còn do Tử Y Hầu đích thân đi bắt. Một kẻ thêu thùa thôi mà Tử Y Hầu lại đích thân đến bắt người á. Nghe nói, bà ấy dính dáng đến một bí mật. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, đụng đến đề tài nào đó họ lại nói mãi không thôi. Đan Phượng Phù Dung, Triệu Bân thì thào tự nói. Lẽ ra hắn nên nghĩ tới, mẫu thân hắn chính là Đan Phượng Phù Dung nổi tiếng khắp thiên hạ, thì ra bà ấy thật sự có liên quan đến hoàng tộc, rốt cuộc bà ấy đã dính dáng đến bí mật thế nào mà Tử Y Hầu phải ra tay mạnh đến thế. Hắn khóc, lòng cứ nghẹn ngào không sao tả nổi. Mẫu thân hắn bị kéo đi dạo khắp phố ư, như một tội phạm đeo gông xiềng, vướng xiềng xích, bị vệ binh vừa lôi vừa đánh, nhận hết mọi lời thóa mạ, hèn mọn đến nỗi không ngóc đầu lên được. Bấy giờ, cơ thể hắn run lên không cách nào kìm chế được. Khoảnh khắc đó, không biết là do đau lòng hay tức giận, ánh mắt hắn xuất hiện tia máu đỏ chót, khiến con ngươi sâu thẳm sáng suốt nhuộm một màu đỏ tươi, nắm đấm siết kêu răng rắc, có lẽ dùng quá nhiều sức nên móng tay đâm vào da thịt, giữa các ngón tay đầy máu tươi. Đứa nhỏ này, sao lại khóc rồi? Thấy Triệu Bân như thế, ánh mắt của lão già gầy bên cạnh nhìn hắn hơi lạ. Triệu Bân nhanh chóng gạt nước mắt đi, tiền bối, ông có biết Đan Phượng Phù Dung bị nhốt ở đâu không? Cái đó thì ai mà biết được, lão già gầy xua tay, chắc là đang ở trong thiên lao, cũng có thể là khổ ngục, mà có khi lại ở hình tháp, cả Tử Y Hầu cũng phải chạy đi bắt người, tất nhiên Đan Phượng Phù Dung đó không phải kẻ đơn giản, chắc sẽ không được giam ở nhà tù bình thường, có lẽ đã bị nhốt ở một nơi bí mật nào đó rồi. Triệu Bân im lặng, thầm siết chặt nắm đấm. Càng ngày càng chặt. Nhưng có thể chắc chắn Đan Phượng Phù Dung vẫn còn sống, lão ta vẫn chưa kết thúc, lại nói tiếp, nghe nói cô ta liên quan đến một bí mật nào đó, không khai ra thì Tử Y Hầu sẽ không nỡ để người phải chết đâu. Cảm ơn tiền bối, Triệu Bân vẫn rất lịch sự lễ phép. Ừ, lão già gầy vuốt chòm râu, tiếng tiền bối này khiến lòng lão ta phơi phới, đừng thấy lão ta lớn tuổi mà lầm, thật ra tu vi cũng chỉ lên đến Huyền Dương tầng thứ hai. Cũng chỉ hơn Triệu Bân hai tầng mà thôi, đây là Triệu Bân chứ mà là người khác thì chẳng có ai quan tâm đến lão ta, gọi lão ta là tiền bối lại càng không nên cách gọi đó khiến lòng lão ta cứ lâng lâng thế nào ấy. Đang bận đắm chìm trong cảm giác đó nên lão ta mới bỏ qua vẻ mặt của Triệu Bân. Khóe mắt Triệu Bân vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt sâu thẳm vẫn còn nổi lên tia máu nhỏ. Hắn sẽ cứu mẫu thân mình, nhất định sẽ cứu. Chẳng những phải cứu mà còn muốn giết chết hết tất cả những kẻ thù đó, Tử Y Hầu, Vân Phượng, không một kẻ nào có thể chạy được, cuộc sống sau này hắn chỉ sống vì thù hận, nếu Thiên Tông dám bảo vệ, hắn cũng không ngại lật tung cả Thiên Tông, nếu Hoàng tộc dám giữ, hắn cũng không ngại phá hủy căn cơ đại hạ. Thù hận thật sự có thể thay đổi một người. Để báo thù,
hắn có thể không màng đến tất cả mọi thứ. Dù rằng, đó là dáng vẻ hắn căm ghét nhất cũng không quan tâm tới. Hắn chẳng cần biết đại nghĩa, hắn chỉ biết, nợ máu phải trả bằng máu. Hắn vẫn còn trẻ, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, không chết không dừng. Một đôi mắt thật đẹp. Bên cạnh, lão già gầy bỗng nhiên thốt lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn bãi đá. Lại có người bước lên đài, là một nữ tử, cũng không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng ưa nhìn, có một loại khí chất rất khác lạ, nhất là đôi mắt đó, trong suốt sáng ngời, không thể tìm thấy một vết bẩn nào, đúng là một người đẹp không chỗ nào chê, đó chính là đôi mắt hấp dẫn nhất hắn từng thấy. Triệu Bân thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cũng ngước lên nhìn bãi đá theo bản năng. U Lan. Hắn khẽ nói những lời chỉ có bản thân mình nghe thấy, chắc chắn đó là U Lan, nói chính xác hơn là U Lan sau khi đã thay đổi diện mạo, hắn không nhận ra thì những người ở đây cũng chẳng thể nhận ra được, bởi vì thủ đoạn dịch dung đó rất đặc biệt, cũng như mảnh da người của hắn cả cảnh giới thiên võ cũng khó nhìn ra được. Sở dĩ hắn có thể nhận ra U Lan và vì đôi mắt của cô ta. Đôi mắt đó xinh đẹp như thế. Dù qua rất lâu nhưng ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ lắm. Dù U Lan có thay đổi mặt mũi thế nào đi nữa, chỉ cần đôi mắt đó không thay đổi thì hắn vẫn sẽ nhận ra được. Người La Sinh Môn cũng đến để tham gia khảo nghiệm. Ánh mắt Triệu Bân khẽ nhíu lại, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại U Lan sau khi hắn ở thôn Sơn Hà, cũng như hắn, cô ta chẳng những thay đổi dáng vẻ mà cũng thay đổi cả khí tức. Theo hắn thấy, có lẽ U Lan gia nhập Thiên Tông vì mệnh lệnh của bên trên, hoặc là La Sinh Môn muốn đặt quân cờ này vào Thiên Tông. La Sinh Môn xuất quỷ nhập thần. Sát thủ của họ có mặt ở bất kỳ nơi nào, bây giờ cả Thiên Tông cũng dám trà trộn vào, có thể thấy rễ của họ đã đâm sâu và rẽ nhánh phức tạp đến mức nào, nói không chừng có rất nhiều tai mắt của La Sinh Môn trong các thế lực khác. Dầm. Hắn ngước lên, U Lan đã đánh một chưởng vào tấm bia đá, sức mạnh đáng sợ khiến các trưởng lão đang ngồi xem dưới đài đều ngồi thẳng dậy, dây cũng là một nhân tài, tư chất cực kỳ xuất sắc. Các trưởng lão đều mời gọi. Nhưng U Lan chỉ có thể chọn một người, trước khi lên đài cô ta đã chọn sẵn nên đi thẳng tới chỗ nữ trưởng lão, có lẽ đó cũng là sắp xếp của La Sinh Môn, chẳng qua chỉ là diễn cho có vậy thôi. 2. Lại thêm một nhân tài bị bắt mất. Một khi có người xuất sắc, có người mừng cũng có kẻ lo, tìm được một đồ nhi hài lòng đẹp ý, lại có thiên phú dị bẩm khó như thế đấy. Tư chất kém thì không thèm ngó, tư chất tuyệt vời thì lại vào cửa nhà người khác. Bên kia, U Lan đã theo nữ trưởng lão đi mất. Trước khi đi cô ta còn ngoảnh đầu nhìn lại, cứ lướt vòng vòng trong đám đông như thể đang tìm gì đó, mong sẽ thấy một bóng người quen thuộc, Triệu Bân của Triệu Gia Thành Vong Cổ. Triệu Bân trong ký ức của cô ta vẫn là một tên yêu nghiệt nghịch thiên, nếu đến tham gia thử nghiệm thì chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nhưng lướt hết một vòng vẫn không thấy bóng người trong trí nhớ. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Triệu Bân thì cô ta bất giác dừng lại một lát. Gương mặt bình thường đó, hình như cô ta đã gặp ở đâu rồi. Phải rồi, từng gặp ở thôn Sơn Hà. Đêm hôm đó, cô ta với Phượng Vũ đánh nhau một trận, đều ngã xuống lòng sông và được người trong thôn cứu lên. Khi tỉnh lại thì ba người đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Ngoài cùng là cô ta, kế bên là Phượng Vũ và người thứ ba chính là người cô ta trông thấy. Không ngờ hắn cũng tới, đến để tham gia khảo nghiệm của Thiên Tông ư. Tiếc quá, cô ta nào đâu biết rằng người mình đang nhìn, người nằm cùng giường với cô ta đêm đó chính là thiếu chủ Triệu gia cô ta hằng nhớ thương, đã thay đổi mặt mũi, cũng thay đổi hơi thở, không cách nào nhận ra được, chỉ có cảm giác khá là quen thuộc, cũng được xem là bạn cũ. Hy Nguyệt, con nhìn gì thế, nữ trưởng lão khẽ cười. Không, không có gì. U Lan vội vàng chuyển tầm mắt. Đuổi theo nữ trưởng lão. Còn Hy Nguyệt, tất nhiên đó là tên cô ta dùng lần này, vào Thiên Tông chính là mệnh lệnh từ bên trên, đây là nhiệm vụ ẩn nấp trong thời gian rất dài, dáng vẻ, hơi thở, tên. Tất cả đều bị thay đổi. Trong đám đông, Triệu Bân đứng yên như bức tượng. Dù biết U Lan thì hắn cũng sẽ không tỏ vẻ quen biết. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. U Lan đến đây vì mệnh lệnh của La Sinh Môn. Còn hắn tới đây là để báo thù. Đều là Thiên Tông, mỗi người có một sứ mệnh khác nhau, từ nay về sau cô ta tên Hy Nguyệt, còn hắn tên Cơ Ngân, hai cái tên U La và Triệu Bân đó đã trở thành quá khứ, theo gió thổi bay đi. Nếu lão phu đoán không lầm thì chắc là thiếu chủ tộc ám giả.
Ừ, đúng là Hoa Đô, đi mua hoan ở Túy Mộng Lâu bị nổ, nổi tiếng khắp Đại Hạ rồi. Nhân phẩm chẳng ra làm sao cả, nhưng tư chất vẫn rất được. Tiếng bàn tán vang lên, tất cả đều nói về người vừa mới lên đài. Đúng là Hoa Đô, hắn ta đã đến Thiên Tông từ sớm, sở dĩ đến tận bây giờ mới tham gia khảo nghiệm là vì phải chữa thương ở Đế Đô, hơn nữa trước đó hắn ta trúng ma luân huyết tế, bị trưởng lão nhà mình lột mất ra đầu cũng cần thời gian để hồi phục, nói cách khác, hình tượng đã xuống dốc không phanh. Khỏi phải nói, sửa soạn lại xong vẫn rất là ra gì, bản thân hắn ta trông cũng được, thậm chí còn rất điển trai, là kiều ngọc thụ lâm phong, dùng từ khí vũ hiên ngang để miêu tả cũng không quá đáng. Vì hắn ta, phía dưới có không biết bao nhiêu nữ tử trở nên háo sắc, một đám sáng rực cả hai mắt. Nam không xấu nữ không thương, đi mua hoan thì cứ mua. Bọn ta không quan tâm. Hoa Đô mặc áo tím, đứng trong gió bay bay, cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bốn phía, cảm giác hư vinh được thỏa mãn, sống lưng cứ thẳng tăm tắp, nhưng nghe tới ba chữ Túy Mộng Lâu thì sắc mặt hắn ta chẳng còn tươi tắn nữa. Đó chính là vết nhơ trong đời hắn ta, dù bản thân hắn ta có chói lóa cách mấy cũng không thể xóa nhòa. Nghĩ thế, hắn ta hận nghiến răng nghiến lợi, hận cái tên Nghiêm Khang kia chết đi được. Lần này đến Thiên Tông mà gặp được Nghiêm Khang nữa thì hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hả? Hoa Đô chợt nhíu mày, hắn ta đã trông thấy Triệu Bân. Hôm đó ở phủ thành chủ thành Minh Nguyệt, Triệu Bân cũng có mặt, bị Nghiêm Khang kéo tới để đổ tội. Nếu không có Triệu Bân thì hắn ta đã không thể tìm được hung thủ thật sự, không ngờ đến khi gặp lại thì họ đang ở dưới chân núi Thiên Tông rồi. Triệu Bân im lặng đứng đó, nhận ra hắn cũng chẳng sao, chỉ cần không liên quan gì đến Triệu gia là được. Dầm. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Hoa Đô đánh một chưởng vào bia đá. Tấm bia cứ rung lên ong ong, thân đá cứng rắn lại xuất hiện thêm dấu bàn tay. Ta chọn người này, đừng ai giành. Tộc ám giả đã bàn trước với lão phu rồi, đồ nhi này ta nhận. Nói không chừng người ta đổi ý đấy. Hoa Đô là một nhân tài, tính tình thì khoan nói, tư chất cũng rất cao, một trưởng đánh ra khiến tất cả các trưởng lão dưới đài lại ngồi thẳng dậy. Hoa Đô chưa kịp xuống đài đã lén bàn bạc, tộc ám giả có gia đại nghiệp đại, thời chiến quốc còn là một vương triều, căn cơ sâu khỏi phải bàn tới, cộng thêm Hoa Đô có tư chất rất khá, thu nhận đồ nhi như thế sẽ là sự kết hợp của những kẻ mạnh. Vấn đề là hắn chỉ có thể chọn một người. Hoa Đô thì đã chọn trước từ lâu, gia tộc đã sắp xếp cho hắn ta rõ ràng. Tất cả những người lên sau Hoa Đô đều thiếu chút lửa, mấy chục người thất bại bỏ về. Sắc trời dần tối, quảng trường vẫn cực kỳ náo nhiệt. Những người đến tham gia khảo hạch thì phần lớn đều có thể xem là ngọa hổ tàng long. Triệu Bân xem từ đầu đến cuối, thấy được rất nhiều yêu nghiệt. Chẳng hạn như một nữ tử trông thì bình thường nhưng huyết mạch lại cực kỳ xuất sắc, chẳng hạn như một thanh niên lôi thôi nhưng có tư chất rất cao, chẳng hạn như một nữ tử kỳ quái có thiên phú thần thông, rồi là thiếu niên đầu bạc có khí huyết dồi dào. Triệu Bân lại trông thấy Lâm Tà khiến mọi người một phen há hốc. Sau đó là Doãn Hồn, phong thái cũng chẳng thua kém gì Lâm Tà. Với sức mạnh của hai người thì có thể thoải mái thông qua khảo nghiệm, các trưởng lão tranh giành. Không cho hai người họ mặt mũi thì cũng phải nể tộc Thiên Dương và tộc Hắc Viêm vài phần, chẳng nhà nào thua kém tộc ám dạ, liên minh của những kẻ mạnh chính là tính toán của các trưởng lão. Tiền bối, trong số những trưởng lão đó thì người nào là Lý Huyền Thương? Triệu Bân chuyển mắt từ bãi đá sang lão già gầy bên cạnh. Cái này thì đúng là không biết thật. Lão già gầy ho khan, lão ta không phải người bản địa, không phải ai cũng biết được. Triệu Bân không hỏi lại, chờ khảo hạch hôm nay kết thúc rồi hỏi là biết ngay, nữ soái Xích Diễm bảo hắn tìm Lý Huyền Thương, thế chắc là một sư phụ đáng tin, hoặc là bạn thân của nữ soái Xích Diễm. Đó là, Sở Vô Xương. Có người ngước mắt lên nhìn, trông thấy một con hạc trắng lướt qua trên không. Ngước lên, có một cô gái áo trắng nhanh nhẹn dừng lại, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, 3000 tóc đen chảy dài như suối. Cứ như có làn khói quẩn quanh như thần tiên từ trên trời bước xuống, không nhuốm bụi trần, chẳng liên quan đến khói lửa nhận gian, nhìn lâu có thể khiến tinh thần con người ta trở nên hoảng hốt. Sở Vô Xương là ai? Có người nhỏ giọng hỏi. Có biết Sở Lam không? Thống soái quân Xích Diễm ấy mà, nổi tiếng khắp Đại Hạ, tất nhiên là biết rồi.
Sở Lam chính là cô của Sở Vô Xương. Cháu gái nữ soái Xích Diễm, thảo nào lại xuất sắc như thế? Có rất nhiều người thổn thức, giờ ai cũng phải ngước mắt lên để nhìn những hậu bối trẻ tuổi này. Mạnh thật. Đó chính là những lời xuất phát từ tận đáy lòng Triệu Bân. Thanh niên tài tuấn trong dàn hậu bối hắn cũng thấy rất nhiều người, nhưng người có khí thức mờ mịt như Sở Vô Xương thì đây là lần đầu, hắn không thể nhìn thấu Sở Vô Xương, với lực chiến của hắn cũng chưa chắc có thể thắng được đối phương. Nữ soái Xích Diễm nổi tiếng bốn phương, cháu gái cô ta chắc chắn không thể là hạng tầm thường. Sở Lam, đây chính là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên của nữ soái Xích Diễm, một đóa hoa đỏ rực trên chiến trường. Dù đi tới bất cứ đâu cũng có thể thấy một màu đỏ chói mắt khiến con người ta rất khó có thể quên được. Soạt. Trong tiếng bàn tán xôn xao, hạc trắng lướt qua bầu trời, vào Thiên Tông. Từ đầu đến cuối không hề thấy Sở Vô Xương cúi mắt xuống nhìn, chỉ thấy sự kiêu cao thoát tục, sự lạnh lùng hờ hững của cô ta không hề dính chút dơ bẩn nào, đủ tư cách để khinh thường tất cả mọi thứ. Ồ, người đó đẹp trai quá. Sóng gió chưa lặn thì cơn sóng khác đã nổi lên. Vừa mới nhìn theo Sở Vô Xương đi mất thì đã thấy một thanh niên bước lên đài, vạt áo tím bay bay, hắn ta đến khiến các cô gái dưới đài lại bắt đầu nổi máu háo sắc, cũng đành vậy, người ta quá điển trai, thật sự rất chói mắt. Ta biết tên này, Tư Không Kiếm Nam, lão già gầy vuốt vuốt tròm râu. Không cần lão ta phải nói, Triệu Bân cũng nhận ra, đây là lần thứ hai hắn gặp Tư Không Kiếm Nam. Lần đầu tiên là lúc đưa Mộng Điệp về quê nhà thì bắt gặp hắn ta bên bờ sông, không ngờ dâu chữ bát lại vô tình nói chúng, hắn ta thật sự đến Thiên Tông khảo hạch, tư chất hắn ta rất cao, chắc chắn sẽ trúng tuyển. Cái tên đó không phải là dạng phong lưu bình thường đâu, lão già gầy vẫn còn nói, nghe đồn tất cả những nơi hắn ta đến, bán kính trăm mét chắc chắn sẽ có một tình nhân cũ, có bao nhiêu người thì chắc bản thân hắn ta cũng không đếm hết. Nhắc tới tình nhân cũ thì người ta đã xuất hiện. Đó là Chiêu Tuyết. Tất nhiên là Triệu Bân nhận ra cô ta, trước đó hắn với dâu chữ bát đến sòng bạc kiếm chắc chút tiền đã bị cô ta mời vào uống trà, địa cung nhà cô ta có một cái hộp sắt, vì cái hộp đó mà thiên nhãn của hắn còn bị cắn trả. Chạy, chạy đằng trời. Cô nương này, đôi ta thật sự không hợp đâu. Ăn nằm với người ta cho đã rồi lại nói là không hợp, sao trước đó không nói thế đi. Đôi ta, ăn nằm với nhau rồi hả? Tiếng mắng đã vang lên, tình hình trở nên hỗn loạn. Là Chiêu Tuyết cầm kiếm đuổi đánh Tư Không Kiếm Nam khắp bãi đá, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, có lẽ đang tức tối lắm nên mới nói ra những lời không nên nói, chẳng hạn như là ăn nằm với nhau, khiến tất cả những người đang xem đều biết. Thú vị nhất là Tư Không Kiếm Nam. Nhìn xem, hắn ta có bao nhiêu tình nhân cũ, bản thân hắn ta cũng chẳng đếm nổi, ăn nằm với ai. Chắc hắn ta cũng quên sạch rồi, chẳng hạn như Chiêu Tuyết, hắn ta còn chẳng thể nhớ ra ngay, chỉ là thấy khá quen mắt, một nhân tài xuất sắc như thế, tặng hắn mỗi cái tiếng phong lưu đúng là không đủ. Bổ mắt. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều hóng hớt xem, tính cả trưởng lão Thiên Tông. Khảo hạch chọn người quá nhàm chán, chẳng mấy khi có chuyện thú vị để mọi người giải trí bền ngồi đó xem đôi vợ chồng son liếc mắt đưa tình. Dù là Tư Không Kiếm Nam hay là Chiêu Tuyết Mộ ra đều là nhân tài mấy ngàn người có một, chẳng cần phải khảo nghiệm gì cũng có người muốn giành đấy chứ. Tên đó, rốt cuộc đã hái mất bao nhiêu rau xanh rồi. Quần chúng cứ thổn thức chật lưỡi không thôi, lời nói cũng có lý lắm. Đoạn nhạc đệm đến nhanh mà đi cũng nhanh. Có trưởng lão Thiên Tông nhúng tay vào, cuối cùng hai người đó mới yên tĩnh lại. Tư Không Kiếm Nam thông qua khảo hạch. Chọn một sư phụ rồi quay đầu chạy biến. Vì hắn ta, Triệu Tuyết cũng tiện thể tham gia khảo hạch, không ngờ lại thông qua được. Ta cũng chọn ông làm sư phụ. Lời Triệu Tuyết nói lại nghe mùi đuổi giết Tư Không Kiếm Nam. Chắc là sau này sẽ không được yên bình nữa. Sư phụ được chọn bùi mùi nói. Có hai đồ nhi bảo bối như thế mà yên bình được mới lạ, nhưng thế cũng tốt, nói không chừng năm sau có thể ôm được một đồ tôn nhỏ. Kiếm Nam nhà ông ta tài giỏi như thế, mỗi năm một đứa cũng không chừng, thế thì sẽ càng náo nhiệt, già rồi. Cách một đời, lại càng thích mấy đứa nhỏ trai trai. Trong tiếng trầm trồ khen ngợi đó, sắc trời dần tối. Cuối cùng khảo hạch của Thiên Tông hôm nay cũng kết thúc dưới ánh trăng. Không còn ai lên đài, mọi người đều tản ra, ai cũng bùi ngùi thổn thức,
cuộc trò chuyện hôm nay quá là thú vị, các trưởng lão dưới giải cũng duỗi lưng đứng dậy, sau đó thở dài một tiếng, mấy người họ ngồi cả một ngày dài vẫn không thu được đồ nhi, toàn là bị trưởng lão khác giành mất. Hết cách rồi, khải hạch vẫn còn kéo dài mấy ngày nữa, vẫn còn cơ hội. Triệu Bân đã chạy tới, đứng từ xa chắp tay cúi người, ra mắt các vị trưởng lão. Ngại nhất là khi chẳng có ai thèm quan tâm đến hắn. Ngẫm lại cũng đúng, nhiều cảnh giới huyền dương lên đài khảo hạch như thế mà bọn họ còn chẳng đếm xỉa gì chứ đừng nói là cảnh giới chân linh như hắn, trưởng lão thiên tông đều có thân phận cao quý, chẳng thèm để mắt tới mấy con tôm tép bên lề đâu. Cho hỏi ai là tiền bối Lý Huyền Thương, Triệu Bân hỏi. Lý Huyền Thương. Nghe tới cái tên đó, phần lớn các trưởng lão đều nhướng mày, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Vẻ mặt Triệu Bân càng quái lạ, hắn nói sai cái gì rồi ư? Tiểu bối là người từ nơi khác tới phải không? Một trưởng lão hơi béo ngáp dài. Phải, Triệu Bân khẽ gật đầu. Thảo nào, trưởng lão béo xách bầu rượu ra, chậm rãi nói, Lý Huyền Thương đã chết. Chết, chết rồi hả? Triệu Bân ngây ra. Đấy là chuyện mà hắn chưa từng nghĩ đến. E là nữ soái Xích Diễm cũng không ngờ đến chuyện này. Cô ta ở biên cương xa xôi, không biết được chuyện xảy ra trong môn phái, thậm chí đến việc bạn cũ Lý Huyền Thương đã chết mà cô ta cũng không hay biết gì, nếu như biết thì cô ta sẽ không chỉ đích danh hắn đến tìm Lý Huyền Thương. Chết rồi, chôn thân ở đất ma. Trưởng lão mập có lòng tốt, uống một ngụm rượu rồi cũng tưới một chút rượu lên mặt đất, chắc là quan hệ của ông ta và Lý Huyền Thương cũng không tồi. Lúc ông ta kính rượu thì còn tiện thể giải thích thắc mắc cho Triệu Bân. Đất ma sao? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đã từng nghe đến cái tên đó rất nhiều lần rồi. Thiên Tông đã mất 108 đệ tử chân truyền ở đất ma, tổn thất nặng nề, nếu không Thiên Tông sẽ không dừng đi chiêu mộ thêm đệ tử. Thì ra trong số những người chôn thân ở đất ma không chỉ có đệ tử chân truyền mà còn có trưởng lão của Thiên Tông, mà Lý Huyền Thương chắc chỉ là một trong số đó. Ngươi là gì của Lý Huyền Thương? Nữ soái Xích Diễm bảo ta đến tìm ông ấy, Triệu Bân trả lời. Nữ soái Xích Diễm hả? Trưởng lão mập lại nhướng mày, cầm hồ lô rượu, quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Các trưởng lão khác đang định bỏ đi nhưng khi nghe thấy cái tên nữ soái Xích Diễm thì bất giác liếc mắt nhìn qua. Chủ yếu là vì họ thấy kỳ lạ, nữ soái Xích Diễm uy danh hiển hách, còn giữ chức phó trưởng giáo ở Thiên Tông, địa vị tôn quý như vậy, đừng nói gì là người ngoài. Đến cả trưởng lão Thiên Tông muốn gặp cô ta cũng không được nữa là. Sao một nữ soái như thế lại có thể có qua lại với một tên tiểu bối cấp chân linh? Triệu Bân không trả lời, chỉ lấy Tử Ngọc ra. Tử Ngọc Xích Diễm. Các trưởng lão đều nheo mắt tập trung lại. Lúc này, đến cả trưởng lão đã bỏ đi rồi cũng phải quay trở lại, có vẻ như họ nhận ra được vật đó. Cả Long Triều Đại Hạ chỉ có mình nữ soái Xích Diễm là sở hữu thứ này. Người ngoài không thể làm giả, có thể nói đây là tín vật, thế thì nữ soái Xích Diễm sẽ không tùy tiện tặng cho người khác, không ngờ một tiểu võ tu cấp chân linh lại có được nó, thật sự khiến cho người khác phải bất ngờ. Tiểu bối, chắc không phải là ngươi ăn cắp đấy chứ? Trưởng lão mập cầm lấy Tử Ngọc, nhìn tới nhìn lui và chắc chắn là Tử Ngọc của Xích Diễm. Triệu Bân ho gượng, không hề trả lời, thần thái của hắn đã nói lên tất cả. Nữ soái Xích Diễm là nhân vật thế nào? Là thống soái của quân Xích Diễm, cao thủ cảnh giới chuẩn thiên đúng nghĩa, cấp chân linh quèn có thể ăn cắp được đồ của cô ta sao? Hơn nữa, ai lại lớn gan cầm Tử Ngọc đến chỗ này để tìm cảm giác kích thích chứ? Sao nữ soái lại cho ngươi Tử Ngọc này? Các trưởng lão đồng thanh hỏi, mắt nhìn Triệu Bân chằm chằm, nếu tên nhóc này dám nói dối thì biểu cảm nhất định sẽ không qua mắt được bọn họ, chủ yếu là vì họ tò mò. Tò mò nữ soái Xích Diễm có quan hệ gì với Triệu Bân, chắc phải có quan hệ đặc biệt thì Xích Diễm mới tặng Tử Ngọc. Từng cùng nhau ra chiến trường, Triệu Bân đáp, hắn đã lược bỏ vài tình tiết, chẳng hạn như giúp nữ soái luyện hóa sát ý thiên võ. Hắn nói tiếp, nữ soái bảo ta cầm viên ngọc này đến bái Lý Huyền Thương tiền bối làm sư phụ. Chuyện này, các trưởng lão lại chau mày, đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta không nghe nhầm đấy chứ. Tặng Tử Ngọc Xích Diễm chỉ để đưa một tên cấp chân linh vào Thiên Tông sao? Đi cửa sau, thế này là đi quan hệ mà. Lập tức, cả đám trưởng lão vây quanh Triệu Bân, kẻ vòng tay trước ngực, người vuốt râu, họ lại liếc mắt nhìn Triệu Bân. Có vài người không yên,
chốc chốc lại đưa tay bóp nhẹ cẳng chân và cẳng tay của Triệu Bân. Một cấp chân linh nhỏ bé mà lại lọt vào mắt xanh của nữ soái Xích Diễm, còn không tiếc tặng tử ngọc để mở đường cho hắn, tất cả những điều đó đủ để chứng minh tên nhóc này không tầm thường. Nhưng, mấy người họ quan sát vài lượt mà vẫn không nhìn ra được gì. Tên tiểu bối này ngoài việc có khí huyết sung mãn hơn người khác một chút thì không có gì nổi cộm cả, đặc biệt là khuôn mặt đó, đứng giữa đám đông thì không có gì nổi bật, cần là có cả tá. Nữ soái nhìn lầm rồi sao? Rất nhiều người thầm lẩm bẩm, tên tiểu võ tu này không có gì đặc biệt cả. Đúng vậy, không có gì đặc biệt cả, vì Triệu Bân chưa để lộ khí tức và cũng không có cơ hội thể hiện thực lực mà. Vẫn là câu nói đó, hắn mới đến lần đầu, khiêm tốn vẫn tốt hơn, không thể nổi bật quá. Triệu Bân im lặng, chỉ cảm thấy mình lúc này giống như một con khỉ, còn mấy lão già đó thì giống như người tụ tập đến xem xiếc, khiến hắn cứ thấy mất tự nhiên, muốn phóng đi cho rồi. Nếu như mấy trưởng lão này muốn giết người cướp của thì dù có 10 cái mạng, nhiều đó không đủ để hắn chết đâu. Sư đệ Huyền Thương đã chết, các vị xem thử ai có thể nhận hắn. Một lúc lâu sau trưởng lão Mập mới lên tiếng, lúc nói ông ta còn nhìn quanh tất cả mọi người. Sau đó mọi người ai nấy đều ho gượng. Nhiều trưởng lão như vậy mà không có ai lên tiếng cả, người thì nhìn lên trời, kẻ thì cúi đầu lau ngọc bội, cũng có kẻ ngước cổ uống rượu. Cứ như thể không nghe thấy lời của trưởng lão Mập. Hành động của bọn họ hiển nhiên là đang muốn nói rằng, bọn ta thu nhận đồ đệ thì ít nhất phải là cấp Huyền Dương, còn về vị này thì có hơi kém, cũng không có gì đặc biệt, nhận vào dưới trướng thì còn phải tốn công sức bồi dưỡng, thật sự rất tốn tinh lực và tài nguyên. Nói tóm lại là không muốn nhận. Nữ soái giới thiệu đấy, trưởng lão Mập nói thêm một câu. Nếu như đã là người do nữ soái giới thiệu, vậy sư huynh hãy thu nhận đi, một nữ trưởng lão mỉm cười và nói. Ta đã có 3 đồ đệ rồi, trưởng lão Mập vuốt râu rồi nói tiếp, nhưng đến nay, dưới trướng của sư muội vẫn chưa có đệ tử, thu nhận hắn thì vừa hay, sau này nữ soái có hỏi thì lão phu sẽ cùng sư muội giải thích. Ta chỉ nhận đệ tử nữ, nữ trưởng lão nữ khẽ cười và nói. Lão Nhạc, đệ cũng không có đồ đệ nhận hắn đi. Sư huynh đừng đùa, ta đã nói từ sớm rồi. Không phải cấp Huyền Dương thì ta không nhận. Dương sư đệ, hay là đệ nhận đi. Thôi, gần đây sức khỏe ta không tốt, cần phải bế quan, không còn hơi sức đâu. Một đám ông bà già, kẻ nói qua người nói lại, kẻ xô người đây như thể đang hát kịch cả buổi trời nhưng vẫn không tìm ra được sư phụ cho Triệu Bân, chủ yếu là không ai xem trọng hắn. Nếu như không phải vì nể mặt nữ soái thì e rằng họ đã bỏ đi từ lâu rồi. Cũng may mà nữ soái Xích Diễm không có ở đây. Nếu không thì nhất định mấy người sẽ bị mắng người do ta đánh giá cao mà tệ như các người nghĩ sao? Các người nghi ngờ thực lực của tên nhóc này hay là nghi ngờ khả năng đánh giá của bà đây? Đều là địa tạng đỉnh cao mà mắt ai cũng như mù, kỳ tài hiếm có mà cũng không chịu nhận à? Người khó xử nhất là Triệu Bân. Lý Huyền Thương chết cũng không sao, nhưng hình như hắn đã biến từ một con khỉ thành một trái banh ra, bị đá tới đá lui, không ai cần hắn. Điều này làm hắn muốn giải phóng thiên cang hộ thể một chút giữa đám đông. Thiên cang hộ thể cực mạnh được thi triển ở chốn đông người thì sẽ nổi bần bật đấy. Nếu không cho mấy lão già này biết cái gì gọi là tiềm lực thì bọn họ còn tưởng hắn là một tên tép siêu nữa. Nếu sớm biết rắc rối thế này thì trước đây, hắn đã lên đài sát hạch rồi, chỉ tốn một trưởng chứ mấy. Soạt! Đột nhiên, tử ngọc trong tay của Triệu Bân bay ra. Nói chính xác hơn là nó đã bị một lực hút hút bay đi, điều này khiến các trưởng lão đều ngước nhìn theo. Đập vào mắt họ là một cô gái mặc áo trắng ẩn hiện trong làn sương mờ, dưới ánh trăng toát lên vẻ đẹp rất thần thánh giống như một vị thần tiên giáng trần, không nhuốm bụi nhân gian, hào quang lấp lánh và khá huyền bí. Triệu Bân cũng liếc nhìn, sang. Ngay sau đó, hắn liền cúi đầu, dụi mắt, vì cô gái áo trắng đó mang mặt nạ bằng ngọc trắng che mất khuôn mặt, hơn nữa. Mặt nạ bằng ngọc trắng còn có khả năng chống nhìn lén, khiến hắn bị lóa mắt. Đúng là tác phẩm của Sở Lam. Cô gái áo trắng cười nhạt, nắm lấy tử ngọc của Xích Diễm và nhìn tới nhìn lui. Sư muội đến thật đúng lúc, hay là muội nhận tên nhóc đi, trưởng lão Mập cười he he. Cô gái áo trắng không trả lời, nhẹ nhàng tiến đến, cô ta nhìn Triệu Bân và hỏi, nhóc con, có muốn làm đồ đệ của ta không? Có lẽ vì Triệu Bân phản ứng quá kịch liệt nên cô gái áo trắng nhướng mày. Có ý gì đây, muốn luyện gì đó với sư phụ hả?
đến cô gái áo trắng cũng như thế thì đừng nói gì đến Mục Thanh Hàn, không cần biết ai là ai, sao cứ muốn rút kiếm ra thế? Phải chăng đầu óc của vị tiểu sư đệ mới được thu nhận này có vấn đề, sao lại như động kinh vậy? Kiếm tốt! Ánh mắt của cô gái áo trắng hướng về thanh kiếm Long Uyên trong tay của Triệu Bân. Đúng thật là một thanh kiếm tốt, dù cô ta là một địa tạng đỉnh cao nhưng cô ta cũng không biết nó được làm từ chất liệu gì, còn có mấy chữ cổ khắc bên trên nữa, cũng chứa một chút xúc tích của đạo. Cô ta không ngờ một cấp chân linh nhỏ bé mà lại có một thanh kiếm tuyệt thế như vậy. Triệu Bân thì vẫn đứng ở đó, ánh mắt tối tăm và vô định. Không thể trách hắn được, vì cô gái áo trắng này giống hệt như Vân Phượng. Nói giống hệt tức là như được đúc ra từ một khuôn. Không phải Vân Phượng, Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn nhớ là Vân Phượng khá lạnh lùng. Nhưng vị này lại như thần tiên, khí chất của hai người họ hoàn toàn không giống nhau. Chị em sinh đôi sao, Triệu Bân đoán thầm trong lòng. Ngươi làm gì đó, Mục Thanh Hàn khẽ quát lên. Rút kiếm ra trước mặt sư phụ, đừng nói tên nhóc này định khi sư diệt tổ đấy chứ. Cô gái áo trắng cũng muốn biết, cô ta mỉm cười, nhìn Triệu Bân với vẻ hứng thú. Có muỗi. Triệu Bân ho gượng, miệng nói tay làm, hắn thật sự đã cầm kiếm Long Uyên của mình múa tới múa lui trong không trung, chủ yếu là biểu cảm của hắn, thật sự rất nghiêm túc. Người không biết thì chắc sẽ tưởng trên đình tử trúc có muối thật. Mục Thanh Hàn đã nhếch môi, liếc xéc Triệu Bân, người nào đó tìm lý do mà cũng bất thường đến thế à, nào có muỗi chứ. Cô gái áo trắng cũng bật cười, tiểu đồ đệ mà cô ta vừa mới thu nhận thật sự rất thú vị. Nhóm lửa nấu cơm đi, sư phụ đói rồi. Cô gái áo trắng ngáp, nằm nghiêng trên ghế rồi khép hờ mắt nghỉ ngơi. Tất cả những hành động của cô ta thay cho câu nói, cơm chín thì gọi ta dậy. Vâng. Mục Thanh Hàn nói xong thì vội vã đi mất. Đi được hai ba bước thì người này quay lại, kéo theo Triệu Bân vẫn đang đứng đánh muỗi. Cái tên tiểu võ tu nhà ngươi, sao lại không biết quan sát gì hết vậy? Ở đây làm gì có muỗi? Đập gì mà đập chứ? Triệu Bân cười gượng, lập tức thu kiếm Long Uyên lại. Mục Thanh Hàn đã xắn tay áo đứng trước bếp. Triệu Bân thì đứng phụ, hắn hỏi, sư tỷ, có phải sư phụ có một muội muội sinh đôi không? Không có muội muội sinh đôi nhưng có một tỷ tỷ, Mục Thanh Hàn vừa lặt rau vừa nói. Đúng là chị em sinh đôi thật, Triệu Bân giật khóe môi. Chắc là người của cả Thiên Tông đều biết chuyện này. Chỉ có mỗi đệ tử mới gia nhập như hắn giờ mới biết. Không thể không nói rằng hắn đã rất bất ngờ. Cuộc đời của hắn đúng là kịch tính. Vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, mang theo đầy căm hận nhưng khi bước vào Thiên Tông thì lại nhận em gái của kẻ thù làm sư phụ. Nếu như không phải tự mình trải qua thì ai tin được đó là sự thật, nhưng sự thật lại cứ là như vậy đấy. Tâm trạng của hắn khó diễn tả được bằng lời. Đi hay ở lại? Nhiều trưởng lão Thiên Tông như vậy mà sao đều đến đúng lúc thế không biết. Cái này cũng phải trách hắn, trước khi đến, hắn không chịu nghe ngóng cho kỹ, cũng phải trách Vân Yên, đeo mặt nạ gì chứ. Nếu như biết cô ta giống hệt Vân Phượng ngay từ đầu thì ai lại lên đỉnh tử trúc làm gì? Nghĩ gì thế, lựa rau đi, Mục Thanh Hàn chừng Triệu Bân một cái. Hắn giật mình định thần lại, vội vã làm việc nhưng tâm trí vẫn không ở đó. Bỗng dưng. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của phụ nữ. Có người tiến đến, đó là hai người phụ nữ. Triệu Bân liền liếc mắt, hắn cũng quen hai người đó, là Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt. Hắn không để tâm đến Liễu Như Nguyệt, chỉ nhìn Vân Phượng, ánh mắt thoáng qua tia băng lạnh nhưng hắn đã nhanh chóng kiềm chế lại. Ta đã nói là đỉnh tử trúc không hoan nghênh ngươi rồi. Vân Yên đang nhắm mắt giả vờ ngủ lạnh lùng đáp. Cô ta đang nói với Vân Phượng, lúc nói chuyện còn không thèm mở mắt ra nhìn cái nào. Trước đó cô ta còn nở nụ cười trên mặt, giờ thì nụ cười đã vụt tắt, không chỉ không cười mà vẻ mặt còn lạnh lùng hơn, dường như không còn cảm xúc, mà vẻ mặt lạnh lùng đó là dành cho Vân Phượng. Sự thay đổi kỳ lạ đó không thể thoát khỏi cái nhìn của Triệu Bân. Cặp tỷ muội song sinh này có thâm thù đại hận sao? Muội vẫn còn đang trách tỷ tỷ sao? Vân Phượng than thở. Ta cũng vì muốn tốt cho muội thôi. Bất giả bộ từ bi ở đây, đến từ đâu thì về đó đi, Vân Yên khẽ nhếch môi. Họ chỉ nói với nhau mấy câu thôi mà không khí đã trở nên ngột ngạt, đến gió cũng trở nên lạnh đi đôi phần.
Liễu Như Nguyệt chỉ lặng lẽ đứng phía sau, không dám nói gì, dường như cô ta đã biết chuyện gì đó. Người mà cô ta quan sát là Triệu Bân đang đứng ở cách đó không xa, dường như cô ta đã nhìn thấy bóng dáng của tên tiểu võ tu đó ở đâu rồi thì phải. Mục Thanh Hàn cũng không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ đứng trước bếp. Chuyện mà Liễu Như Nguyệt biết thì nàng ta cũng biết. Hai người họ có thù sao? Triệu Bân nhỏ tiếng hỏi. Có, Mục Thanh Hàn khẽ gật đầu rồi nói tiếp, sư phụ từng xuống núi rèn luyện và yêu một người áp tiêu, sư bá Vân Phượng biết được nên đã giết chết người đó và toàn bộ tiêu cục. Chỉ với vài câu này thôi mà lời nàng ta nói đã khiến Triệu Bân phải hít một hơi thật sâu. Vân Phượng thật quá nhẫn tâm, người em gái mình thích mà cũng giết là lẽ gì? Còn giết hết cả tiêu cục. Cô ta cao cao tại thượng thì cho rằng mình thật sự có quyền sinh sát sao? Hèn gì Vân Yên lại hận cô ta như vậy, nếu không phải là chị ruột thì chắc là đã rút kiếm rồi. Nếu không nhắc đến thù hận thì hắn cũng thấy hơi đồng tình với Vân Yên, người mà mình yêu bị giết chết, mà còn bị chính người thân nhất của mình xóa sổ, cảm giác đó còn khó chịu và dằn vặt hơn cả cái chết. Muội muội ngoan, đừng sa đọa nữa, Vân Phượng lại than thở. Con mắt nào nhìn thấy ta sa đọa rồi, Vân Yên cười lạnh lùng. Nếu không sa đọa thì sao lại nhận một đệ tử cấp chân linh, Vân Phượng lạnh lùng nói vừa liếc Triệu Bân, tỷ tỷ thật sự đau lòng khi thấy muội lại sống kiểu vò mẻ lại sức như thế. 30 năm rồi mà ngươi vẫn không thay đổi gì, Vân Yên chậm rãi nói, vẫn với dáng vẻ cao cao tại thượng đó, vẫn không coi ai ra gì, ngươi có tư cách gì mà ra lệnh ở đây? Ta là tỷ tỷ của muội. Là tỷ tỷ của ta thì có thể tùy tiện giết người vô tội sao? Cuối cùng Vân Yên đã mở mắt ra và đứng dậy, trên tay còn cầm theo một sát kiếm, nó đang rung lên. Khí thế lúc này có thêm sát khí lạnh băng, giống như những gì Triệu Bân nói, nếu như không phải là chị em ruột thì cô ta đã tiễn Vân Phượng đến quỷ môn quan từ lâu rồi. Ây! Vân Phượng thở dài, cô ta vẫn luôn tự cho mình là chính nghĩa. Trên thực tế thì dùng dáng vẻ nghiêm chỉnh, cao cao tại thượng của mình để khống chế người khác. Tĩnh tâm tu hành mới là con đường đúng đắn, muội tự xem mà làm đi. Vân Phượng lạnh lùng nói, cuối cùng cũng quay đi, cũng không biết là cô ta đang khuyên răn hay là ra lệnh nữa. Liễu Như Nguyệt cũng đi theo, trước khi rời khỏi đó còn quay lại nhìn Triệu Bân, thật sự là càng nhìn càng thấy quen. Rượu! Vân Yên vứt kiếm ra rồi lớn tiếng gọi. Mục Thanh Hàn vội vã thả nắm rau trong tay xuống, lấy ra một vò rượu ngon từ bên trong nhà ra. Vân Yên cầm vò rượu, vừa uống vừa đi về khuê phòng. Dưới ánh trăng, Vân Yên lại càng xinh đẹp trong mắt của Triệu Bân. Mục Thanh Hàn đứng sau, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nàng ta vào đỉnh Tử Trúc sớm hơn Triệu Bân, đã quá hiểu sư phụ mình, mỗi lần có chuyện phiền não thì Vân Yên lại mượn rượu giải sầu, mỗi lúc đêm khuya thanh vắng thì lại đứng một mình dưới ánh trăng, nhớ về người xưa đã mất. Đáng lẽ đó là một giấc mộng đẹp nhưng lại bị tan nát dưới đồ đao của Vân Phượng. Bầu trời đêm xa xăm, sao lấm tấm như bụi. Đỉnh Tử Trúc dưới ánh trăng yên ả và bình yên. Vân Yên đã ngủ say, chỉ còn lại Triệu Bân và Mục Thanh Hàn là còn thức. Nghỉ ngơi sớm đi. Mục Thanh Hàn nói xong thì quay lưng về lại lầu gác. Triệu Bân ho gượng, hắn vẫn đứng trước bếp, không phải kêu nấu cơm à. Hắn cũng thả tay áo xuống, cầm túi hành lý vào trong lầu các và đi thẳng lên tầng 2. Hắn mở cửa sổ ra, lặng lẽ nhìn lên bầu trời sao. Làm khách nơi đất khách, hắn không có được chút cảm giác ấm áp nào. Dù cho ánh trăng có sáng hơn nữa thì hắn cũng không quên được vẻ đẹp của thành vong cổ. Đây là đêm đầu tiên hắn ở Thiên Tông, cũng là điểm khởi đầu cho con đường báo thù của hắn. Dù cho Vân Phượng là chị của Vân Yên thì hắn vẫn không quên mối thù nợ máu phải trả bằng máu. Còn có cả Tử Y Hầu. Hắn nhất định sẽ đặt đầu của Tử Y Hầu trước linh vị của cha mình. Đóng cửa sổ lại. Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Triệu Bân. Đấy là Mục Thanh Hàn, nàng ta đã cởi đồng phục của Thiên Tông ra, thay bằng một bộ đồ thường. Chắc là định đến linh tuyền trên đỉnh Tử Trúc để tắm rửa nhưng khi ra khỏi lầu các thì thấy Triệu Bân đang đứng ngước nhìn bầu trời sao trước cửa sổ. Nam nữ khác nhau, nếu như mắt Triệu Bân tốt thì chẳng phải hắn có thể nhìn thấy hết rồi sao? Ta cũng đâu có nhìn. Triệu Bân thầm lẩm bẩm, cuối cùng cũng đóng cửa sổ lại.
hắn không để mình rảnh rang mà lấy bản vẽ cấu trúc xe nỏ ra, sau đó còn biến ra ra ba phân thân, các phân thân ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ võ đạo, bản chính thì làm một lúc nhiều việc, vừa nghiên cứu bản vẽ vừa tôi luyện cơ thể và hồn phách, ngoài ra còn âm thầm nghiên cứu thiên cang hộ thể. Khả năng thiên phú của hắn thật sự rất đáng nể, chắc tìm khắp đại hạ cũng không thể tìm ra được người nào có thể sánh được với hắn. Đến nửa đêm, hắn mới ngáp một cái. Đoạn đường vất vả suốt, gặp đủ mọi khó khăn, nguy hiểm đã khiến hắn thật sự kiệt sức, gục đầu xuống là ngủ say. Một lúc sau, có tiếng mở cửa kéo kẹt vang lên. Một cơn gió nhẹ thổi vào, mang theo mùi hương phụ nữ mê hoặc lòng người. Cảm giác của Triệu Bân nhanh nhạy đến kinh người, hắn chậm chậm mở mắt ra, rõ ràng là có người bước vào phòng, hơn nữa còn là một người phụ nữ, chỉ là hắn không thể xác định là Mục Thanh Hàn hay sư phụ Vân Yên. Nhưng bất luận là ai thì làm thế này cũng không lịch sự lắm đâu, đây là phòng của hắn mà. Nam nữ không giống nhau, nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng hắn làm gì? Hắn không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn về phía đầu cầu thang. Đêm khuya thanh vắng, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, rất dễ để nhận ra người đó đang tiến lên bậc thang, nhẹ nhàng đi lên, bước đi nhẹ tênh, nếu như hắn không có võ hồn thì cũng không thể nghe được tiếng bước chân của người đó. Chuyện này đủ để chứng minh tu vi của đối phương rất cao, chắc là Vân Yên, vì Mục Thanh Hàn không thể có được đạo hạnh đó. Đúng như những gì hắn dự đoán, thật sự là Vân Yên. Có điều, lúc này Vân Yên có vẻ không được bình thường. Sao lại nói là không bình thường? Bởi vì ánh mắt của cô ta hơi lờ đờ, trong mắt không cảm xúc. Mới nhìn thì thấy rất giống với một cái xác không hồn. Sư phụ! Triệu Bân ngồi dậy, thử gọi một tiếng. Nhưng Vân Yên không có phản ứng, bước chân cũng không dừng lại. Mộng Du sao? Triệu Bân hơi chau mày, có vẻ như Vân Yên đang trong trạng thái không có ý thức. Chị em sinh đôi nên hiển nhiên khuôn mặt của Vân Yên cũng là khuôn mặt của Vân Phượng. Dù biết rằng đó là Vân Yên nhưng khi nhìn thấy cô ta, Triệu Bân cũng không kiềm được ý muốn giết người đang tiềm ẩn trong linh hồn của mình. Nếu như người đang mộng du đó là Vân Phượng thì chắc hắn đã lấy kiếm Long Uyên ra chém đối phương rồi. Soạt! Chỉ trong tích tắc, Vân Yên đã tiến đến trước giường như một bóng ma. Triệu Bân chưa kịp phản ứng thì cô ta đã nằm lên giường khiến hắn suýt tè ra quần. Hai thầy trò cùng nằm trên một chiếc giường, hắn thật sự không thể kiểm soát được tình huống này. Nếu lúc này Vân Yên tỉnh lại. Nếu Vân Yên thẹn quá hóa giận thì rất có khả năng sẽ tung chưởng đánh chết hắn. Người ngủ ở đấy đi. Triệu Bân nhanh chân trèo xuống giường, không đi cầu thang mà nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc đáp đất, hắn không đứng vững, còn ngã úp mặt xuống đất. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh thì nhất định sẽ lườm mắt và mắng cho một trận ra trò. Sao lại dạy ra một đồ đệ không có tiền đồ thế không biết? Vân Yên không đẹp sao? Lúc cần phục vụ thì phải phục vụ chứ. Về điểm này thì hắn kém hơn cậu thiếu gia nào đó rồi. Lúc ở tuổi của hắn thì người nào đó chỉ muốn leo lên giường của sư phụ nhưng lại không lên được. Hắn thì hay rồi, sư phụ tự tìm đến nơi mà hắn lại sợ bỏ chạy. Hắn làm gì cũng được, chỉ có mỗi chuyện này là không phải sở trường của hắn. Đêm khuya thanh vắng, chớp mắt trời đã sáng. Sáng sớm, Mục Thanh Hàn đã ra ngoài từ sớm. Đập vào mắt nàng ta là một người đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở phía xa, đó là tiểu sư đệ của nàng ta, cũng không biết là hắn dậy quá sớm hay là tối qua không ngủ được mà lại tựa vào cây ngủ thiếp đi. Mục Thanh Hàn hơi chau mày, tiến đến như một cơn gió rồi lắc nhẹ Triệu Bân. Triệu Bân mở mắt ra, nhìn thấy Mục Thanh Hàn thì mới dụi mắt và chào, chào buổi sáng sư tỷ. Đâu phải không có chỗ ở, sao lại ngủ ở đây, Mục Thanh Hàn khẽ nói. Ngủ ở đây tốt và an toàn hơn, Triệu Bân vẫn còn đang dụi mắt, thật sự ngủ không ngon giấc. Mục Thanh Hàn nghe hắn nói mà không hiểu gì. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta đã hiểu ra, lúc nàng ta nhìn về phía phòng hắn thì có một bóng người nhảy ra từ cửa sổ. Đấy là Vân Yên, cô ta giống như một tên trộm bị người ta phát hiện, nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Đúng là sư phụ mà, đến động tác nhảy cửa sổ cũng đẹp, ít ra thì đẹp hơn Triệu Bân, tiếp đất rất thăng bằng. Chuyện này. Mục Thanh Hàn hé nhẹ miệng, lúc này nàng ta mới biết tại sao Triệu Bân lại ngủ ở đây. Nhóm lửa, nấu cơm. Vân Yên nghiêm nghị chắp tay ra sau lưng,
nhẹ nhàng bước qua. Lúc đi ngang qua Triệu Bân thì cô ta còn liếc hắn một cái, đêm qua tự dưng ngủ trên giường đồ đệ, chắc chưa dọa chết tên nhóc này đâu nhỉ. Suýt chút làm ta sợ tới tè ra quần. Triệu Bân không nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Sư phụ Mộng Du đến giường của hắn, nếu nói ra thì chắc không ai tin, may mà hắn lanh trí và chạy cũng nhanh, nếu không thì dù nhảy xuống sông Hoàng Hà, chắc hắn cũng chẳng thể rửa sạch nỗi oan. Vân Yên ho gượng, quay về lại khuê phòng của mình. Sư phụ của chúng ta có bệnh phải không? Triệu Bân hỏi. Mục Thanh Hàn khẽ giật khóe môi, do công pháp gây ra, người thường hay bị mộng du. Bệnh này cần phải chữa, Triệu Bân hít một hơi sâu, nếu cứ dăm ba ngày, sư phụ lại mò đến chỗ của hắn vậy thì sao hắn chịu nổi, chỉ ngủ trên giường thôi thì không sao, nếu như mộng du và cho hắn một trường thì tèo đời mất, có một sư phụ không chịu ngồi yên như thế, đến ngủ cũng phải mở một mắt. Qua đây vo gạo đi. Mục Thanh Hàn đã đến trước bếp và xắn tay áo lên. Triệu Bân không nhìn nữa, sau khi rửa tay thì qua bếp giúp đỡ, múc hơn 10 cân gạo. Chắc ở nhà ngươi chưa từng nấu ăn nhỉ, Mục Thanh Hàn lạnh lùng nói. Nấu được mấy lần, Triệu Bân trả lời. Ngươi ăn có hết không mà vo nhiều gạo thế? Ta ăn nhiều, Triệu Bân cười ngượng rồi lại đổ thêm 2-3 ký nữa. Mục Thanh Hàn lười nói thêm, chỉ chuyên tâm lặt rau. Mặc dù sư tỷ này có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lòng dạ lại khá tốt, khả năng làm bếp cũng giỏi. Bữa sáng rất ấm áp. Cũng không biết vì không muốn ăn hay vì đồ ăn không ngon mà Vân Yên và Mục Thanh Hàn đều không đụng đến, nói đúng hơn là họ đều nhìn Triệu Bân ăn. Hai người họ bưng chén, còn Triệu Bân cầm bưng một cái bồn nhỏ, ngồi cắm đầu ăn hì hục, hắn cũng không kén chọn, món nào hắn cũng thấy ngon. Ăn được thật đấy chứ, Mục Thanh Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên. Vân Yên ở bên cạnh cũng nhếch môi. Tiểu đồ đệ của cô ta ăn cũng được thật. Chà, đang ăn cơm à? Đình Tử Trúc lại có khách. Giọng nói chưa dứt hẳn thì đã nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng bước đến. Đấy là Linh Lung, đệ tử của Đại Hạ Hồng Uyên. Thấy Linh Lung, Triệu Bân càng vùi đầu xuống sâu hơn. Mỗi lần trông thấy cô ta, hắn đều có xúc động muốn bỏ chạy liền, ngay và lập tức. Tất cả đều do tâm lý mà thôi, thật ra hắn cũng không có gì để sợ, đã thay đổi dáng vẻ và khí tức. Dù là cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc đã nhận ra được, dù Linh Lung có thiên nhãn cũng không thể biết hắn là Triệu Bân. Khi đang suy nghĩ thì Linh Lung đã tới. Đúng là đồ đệ của Hồng Uyên không hề xem mình là người ngoài, vừa tới đã ngồi xuống. Mục Thanh Hàn biết điều, lấy thêm một bộ bát đũa cho Linh Lung. Lần này đi cũng được 3-4 năm rồi. Vân Yên nghe nói, cầm bầu rượu lên tự tay rót rượu cho Linh Lung. Đi một đoạn dừng một đoạn, dạo chơi nhân gian ấy mà, Linh Lung cười, ánh mắt còn liếc sang Triệu Bân rồi chợt híp lại, từ ánh mắt đầu tiên đã thấy quen quen như từng gặp nhau vậy. Tiểu đồ nhi nhà ta, cũng được chứ nhỉ, Vân Yên cười nói. Người Sở Lam chọn thì làm gì có chuyện không được, Linh Lung cười cầm bát đũa lên. Sở Lam. Mục Thanh Hàn nghe xong lập tức giật mình, bất giác liếc nhìn Triệu Bân vài lần. Biết Triệu Bân lẻn vào bằng cửa sau nhưng không ngờ người cho vào lại là nữ soái Xích Diễm, khiến người ta rất khó để tin được, nhưng cô ta nhìn một lúc lâu vẫn không biết Triệu Bân thần kỳ ở chỗ nào, chỉ là sức ăn thì có hơn người thật. Sau khi ăn xong, Vân Yên bèn đi cùng Linh Lung vào đình nghỉ mát. Còn hai đồ nhi thì tất nhiên là bận rộn dọn dẹp bát đũa. Sư tỷ, tỷ có biết gì về Đan Phượng Phù Dung không? Triệu Bân vừa rửa chén vừa bâng quơ hỏi. Mục Thanh Hàn khẽ nói, Đan Phượng Phù Dung nổi tiếng khắp thiên hạ, tất nhiên là ta có biết. Thế sư tỷ có biết bà ấy bị nhốt ở đâu không? Triệu Bân lại vội vàng hỏi. Tại sao ngươi lại quan tâm đến bà ta thế? Mục Thanh Hàn liếc sang. Tò mò. Tử Y Hầu đích thân đi bắt người thì tất nhiên Đan Phượng Phù Dung là bí mật cấp cao, không chỉ ta với ngươi mà cả sư tôn cũng chưa chắc đã đủ tư cách biết. Đừng hỏi về bà ta nữa để tránh rước phải họa vào người. Ta hiểu rồi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, im lặng hơn rất nhiều. Nhưng Mục Thanh Hàn thì cứ liếc nhìn hắn không chỉ là một lần, cứ thấy tiểu sư đệ này đang cất giấu một bí mật không muốn cho ai biết, dù mặt mũi khá bình thường, dù tu vi không cao nhưng lại có cảm giác bí ẩn.
áo đạo đã được đặt trước cửa phòng ngươi, về thay rồi theo ta đến đỉnh Ngọc Tâm. Sau xúc miệng xong thì nghe thấy Mục Thanh Hàn mở miệng, dù giọng nói khá hờ hững nhưng đã hiền lành hơn. Đến đỉnh Ngọc Tâm làm gì, Triệu Bân nói theo bản năng. Đệ tử Thiên Tông mới nhận sẽ có một buổi tụ hội cùng nhau ở đó, Mục Thanh Hàn thản nhiên nói. Không đi có được không? Trưởng lão Thanh Nguyên các đích thân tổ chức, phải đi. À, Triệu Bân gật đầu trở về phòng mình. Đạo bào là quần áo của Thiên Tông, được may khá là vừa người. Ngoài đạo bào còn có một ngọc bài màu trắng, trên đó có khắc hai chữ Thiên Tông, mặt bên kia khắc hai chữ Tử Trúc, đó chính là lệnh bài thân phận, có nghĩa là đệ tử của Tử Trúc Phong, Thiên Tông. Ngoài ra còn một viên đan dược, hai lọ thuốc viên, hai lọ linh dịch. Những thứ này được phát cho tất cả các đệ tử gia nhập Thiên Tông, mỗi tháng. Có thể đến Thanh Nguyên các nhận, từng đó tài nguyên tu luyện là không đủ, người không có bối cảnh đủ mạnh thì tự tìm tài nguyên cho mình. Nhận nhiệm vụ tông môn là cách trực tiếp nhất, đó là cách để cổ vũ đệ tử trong tông, cũng là một cách tu luyện. Ngoài ra còn một lá bùa, bùa chữ vật. Bùa chữ vật đó chính không gian được thiết kế nằm bên trong lá bùa, có thể bỏ đồ vào đó, cách dùng giống chiếc nhẫn ma, nhưng so với không gian của chiếc nhẫn ma thì bùa chữ vật bé tới nỗi đáng thương, chắc dung lượng chỉ to cỡ vài ba chục mét là cùng, hơn nữa nó còn là bùa dùng một lần, dùng xong sẽ hỏng mất. Hắn thay đạo bào. Hai người cùng nhau xuống núi. Từ góc này xem, hai đệ tử của cô cũng khá là xứng đôi đấy, Linh Lung cười nói. Chuyện của bọn nhỏ, ta không tham dự, Vân Yên cười khẽ, ra ngoài mấy năm, có tin tức gì thú vị không? Tin tức thú vị thì không có, nhưng người thú vị thì có một người. Hả? Triệu Bân ở thành Vong Cổ, Linh Lung chậm rãi nói. Vị hôn phu cũ của Thể Thiên Linh, Vân Yên khẽ nhướng mày. Ta cũng đã duyệt qua rất nhiều người, bàn về thiên thú, chắc tìm khắp đại hạ này cũng chẳng tìm thấy người có thể sánh vai với Triệu Bân, Sở Vô Xương nhà nữ soái cũng không, Linh Lung chậm rãi nói. Yêu nghiệt đến thế ư, Vân Yên không tin. Cùng cấp cùng tu vi, có lẽ sư tôn cũng không thể là đối thủ của hắn, Linh Lung nói, sau đó là một tiếng thở dài, tiếc là Tử Y Hầu đã ép chết phụ thân hắn, bắt mẫu thân hắn đi, đêm hôm đó còn phá hủy căn cơ của hắn. Kỳ tài có 102 đã chết từ trong trứng nước. Mẫu thân hắn, Đan Phượng Phù Dung. Cuộc sống, đúng là nhìn đâu cũng thấy điều bất ngờ, Linh Lung buồn bã. Vân Yên im lặng, lòng không được bình tĩnh, cứ nhấp nhô gợn sóng. Chuyện Liễu Như Nguyệt và Triệu Bân thì bà ta có biết, nghe nói Triệu Bân của Triệu gia đã đoạn mạch phế thể, mới có bao lâu đâu, đã tu luyện lại võ đạo, nay còn được đồ đệ Đại Hạ Hồng Uyên đánh giá cao như thế, thằng nhóc đó phải đáng sợ đến mức nào. Đúng như lời Linh Lung nói, nếu không có kiếp nạn Triệu gia hôm đó, nếu cho Triệu Bân đủ thời gian, một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ là một đại hạ Hồng Uyên, hơn nữa, còn là đệ nhất thiên hạ mà xưa nay chưa từng có. Cô ta rốt cuộc có liên quan đến bí mật gì thế, rất lâu sau đó mới nghe Vân Yên lên tiếng, cô ta mà bà ta vừa nhắc chính là Đan Phượng Phù Dung, Tử Y Hầu đích thân bắt người, trận thế lớn quá chứ. Tiên, Linh Lung chỉ nói đúng một chữ. Tiên. Vân Yên khẽ nhíu mày, đó là một từ ngữ quá mới mẻ. Người đời chỉ biết rằng thiên võ chính là điểm cuối cùng của vệ đạo, chẳng ai hay biết trên cảnh giới thiên võ lại có thêm tiên, cô ta không ngờ một người thêu thùa trong hoàng tộc lại liên quan đến bí ẩn về tiên. Cất lá bùa này đi, thời khắc mấu chốt có thể giữ mạng. Bên này, Mục Thanh Hàn đưa cho Triệu Bân một bùa chú, đó là bùa tốc hành. Cảm ơn sư tỷ, Triệu Bân giơ tay nhận lấy. Sư tỷ nhà hắn trông thì lạnh như băng giá, nhưng đối xử với hắn cũng không tệ. Xét thấy tấm lòng của cô ta, hắn cũng cho Mục Thanh Hàn một lá bùa nổ, hắn cũng muốn cho thêm mấy lá nhưng sợ người ta nghi ngờ, vẫn là câu đó, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì nhất định không được chơi trội. Đó chính là kẻ bò cửa sau vào đấy hả? Ừ, nghe nói là do nữ soái Xích Diễm giới thiệu, vào Tử Trúc Phong. Bình thường như thế cơ mà. Sao lại được nữ soái yêu ái thế? Đi cửa sau đúng là khiến người đời khinh thường, ta khinh nhất là cái loại đó. Con đường đến đỉnh Ngọc Tâm không hề yên tĩnh, nhiều đệ tử dậy sớm trông thấy Mục Thanh Hàn thì chẳng sao, nhưng sau khi thấy Triệu Bân thì lại buột miệng bàn tán rồi là chỉ trỏ, có vài đệ tử lớn gan còn mỉa mai thẳng ra mặt, nếu bên cạnh Triệu Bân không có sư tỷ Mục Thanh Hàn, mặt mũi còn xinh đẹp. Bọn họ cần phải giữ gìn hình tượng mọi lúc mọi nơi thì đã chạy ra trước mặt móc mỉa rồi.
Nghe tai này lọt qua tai kia là được rồi, Mục Thanh Hàn khẽ nói. Triệu Bân cười lướt qua, hắn đã quá quen với cái thể loại châm biếm mỉa mai này rồi. Suốt cả đường đi, Mục Thanh Hàn rất ít khi lên tiếng, chỉ khi đi ngang qua một lầu các thì mới đột ngột nói tất là để giới thiệu cho Triệu Bân. Vẻ ngoài lạnh giá đó đang che giấu một trái tim nhiệt tình. Triệu Bân tập trung nghe. Nói thật, sư tỷ hắn khá là tốt tính. Đó là tàng kinh các, Mục Thanh Hàn chỉ về phía xa xa, sau này rảnh rỗi không có gì làm thì vào đó tìm sách đọc, bên trong có đầy đủ các loại sách cổ, nhân văn này, kiến giải võ đạo này, rất nhiều. Trong đó có sách liên quan đến huyết mạch không, Triệu Bân hỏi theo bản năng. Tất nhiên là có rồi, Mục Thanh Hàn nói xong còn nhìn lướt qua Triệu Bân. Tiểu sư đệ của cô ta hỏi toàn những câu trông có vẻ chẳng liên quan gì tới mình. Đi rất xa rồi mà Triệu Bân vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Sau khi tham gia tụ hội xong hắn nhất định sẽ tới đây xem thử, hắn không có huyết mạch đặc biệt, nhưng liễu tâm như có. Đúng vậy, vì thức tỉnh huyết mạch, đến hôm nay nàng vẫn là một người thực vật, hắn phải nghiên cứu thử xem lời Vương Trác nói có đúng không, nếu tỉnh thần đan có tác dụng thật thì sắp tới hắn sẽ tập trung để luyện đan dược. Thiên Tông có một hồ nước được gọi là Băng Hồ. Giữa Băng Hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có đình nghỉ mát, đó chính là đình Ngọc Tâm. Từ xa nhìn lại, cả Băng Hồ luôn có mây mù lượn lờ, làn khói bay bay, đảo nhỏ và đình nghỉ mát thấp thoáng sau làn mây mù, như một viên minh châu được khảm giữa Băng Hồ. Hôm nay đình Ngọc Tâm náo nhiệt đến lạ, chiếc bàn đá bày đầy đồ, có rượu ngon, trà bánh và linh quả. Nữ đệ tử xinh đẹp không sao tả xiết. Tất cả đều xinh đẹp như hoa, nam đệ tử thì mạnh mẽ hiên ngang, dường như trong tay mỗi người đều có một cây quạt xếp, tụng năm tụng ba cười nói với nhau. Tất cả đều là người thông qua khảo hạch rồi bước vào Thiên Tông, U Lan, Thanh Giao, Lâm Tả, Hòa Đô, Nghiêm Khang. Triệu Bân thấy rất nhiều người quen cũ, chẳng thiếu một ai, người nào cũng có thân phận của riêng mình, sứ mệnh của riêng mình, chọn bừa một người, ai cũng có bối cảnh hơn người, là nhân tài trong hàng chục ngàn người. Vào đó nhớ cẩn thận từ lời nói đến hành động, Mục Thanh Hàn khẽ nói. Triệu Bân khẽ gật đầu, theo Mục Thanh Hàn lên chiếc cầu hình vòm, cây cầu nối liền với đảo nhỏ. Chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng đàn du dương, Triệu Bân có thể nhận ra đó là khúc thanh liên của Thanh Giao, có lẽ chờ đợi quá nhàm chán nên các đệ tử kéo nhau lên đài hiến khúc, có nữ đệ tử nhanh nhẹn nhảy múa, nhận được tiếng trầm trồ khen ngợi, dù nhìn thế nào cũng thấy đây là một buổi hội họp đầy náo nhiệt và phồn hoa. Trong cái nét phồn hoa đó, cũng có những nét khác lạ. Chẳng hạn như Lâm Tà và Doãn Hồn, hai kẻ ngứa mắt với nhau, chỉ muốn ra làm một trận. Chẳng hạn như Hoa Đô và Nghiêm Khang, cũng khắc khẩu với nhau rồi xúc động muốn hẹn đánh một trận ra trò. Chẳng hạn như Thanh Giao và Vũ Văn Hạo, hai người có ân oán nên đều phải ngậm cục tức trong người. Đó chỉ là vẻ ngoài, ai cũng có gia tộc của mình, các gia tộc cũng có đối đầu nhau, cùng gia nhập Thiên Tông. Tất nhiên không thể thiếu đi địch ý, nếu không có người giữ lại thì chắc đã lao tới đánh nhau rồi. Nói chung là trong đình sóng ngầm dữ dội. Đang suy nghĩ thì Triệu Bân và Mục Thanh Hàn đã bước lên đường nhỏ. Mỗi lần có người tới thì các đệ tử đều ngước lên xem, nói chuyện vài câu rồi đi. Đệ tử Thiên Tông tụ hội, đi cửa sau không cần thiết phải đến đây chứ. Những lời chẳng mấy xuôi tai vang lên, người lên tiếng chính là Nghiêm Khang. Đi tới đâu cũng thấy hắn ta nhảy nhót hăng hái nhất, trong tiếng mỉa mai khinh bỉ đó có rất nhiều địch ý, hôm đó ở phủ thành chủ thành Minh Nguyệt, vì Triệu Bân chơi chiêu nên hắn ta mới bị lộ, thù đó hắn ta vẫn còn nhớ đấy. Cộng thêm tấm bản đồ kho báu kia nữa, hắn ta vẫn còn thòm thèm đây. Cứ tưởng sẽ không còn gặp lại nữa, không ngờ đối phương lại đến Thiên Tông, hơn nữa còn đi cửa sau, làm gì có chuyện hắn ta không móc mỉa đôi câu. Vì lời hắn ta nói. Đa số đệ tử ở đây đều tỏ vẻ khinh miệt, nói cho hay là khinh thường đi cửa sau, nói khó nghe hơn. Là một tên rác rưởi không có tư cách đến đây. Không có gia tộc chống lưng, người có thể vào Thiên Tông ư. Triệu Vân còn chưa vặn lại thì Mục Thanh Hàn đã thản nhiên nói. Trước khi tới cô ta đã suy nghĩ rồi, cùng là đồng môn, cô ta sẽ bảo vệ tiểu sư đệ. Hành động của cô ta khiến Triệu Vân thấy lòng ấm áp. Thật ra hắn không cần bảo vệ, cái loại móc xỉa như Nghiêm Khang, hắn cũng không ngại đánh nhau tập thể, nếu dùng hết lực chiến của mình,
một mình hắn có thể đánh tàn phế một nửa đệ tử ở đây. Sắc mặt Nghiêm Khang trở nên đen ngòm. Trước mặt mọi người, hắn ta không thể đánh nhau với Mục Thanh Hàn được. Đàn ông tốt không so đo với phụ nữ. Hơn nữa hắn ta cũng không đánh lại Mục Thanh Hàn, ngoan ngoãn sẽ tốt hơn. Hôm nay hắn ta không nên ra vẻ, mấy ngày qua, hắn ta về tộc Gia Oai ra vẻ quá nhiều rồi. Ngồi yên nhé, đừng gây chuyện. Mục Thanh Hàn nói xong bèn đi về một hướng, bên đó có nữ đệ tử, cũng có bạn cô ta. Triệu Bân tìm một góc, tiện tay hái linh quả trên cây, quan sát xung quanh, đúng là nhân tài đông đúc. Huyết mạch đặc biệt rất nhiều, tư chất cao cũng đầy rẫy, thể thiên linh nổi tiếng gần xa, đến đây cũng chẳng vào nổi 10 người đứng đầu, thiên tông đầy yêu nghiệt như thế, chọn bừa một người cũng là kẻ bất phàm. Hắn ta không thấy Vương Trác, chắc là tên đó đã đến đây rồi, hoặc là vẫn chưa thông qua khảo hạch. Cùng ngồi trong một góc giống hắn chính là U Lan, có lẽ do không thích náo nhiệt nên cô ta ngồi một mình trong đó uống rượu, có rất nhiều nam đệ tử tiến tới nhưng cũng không thấy cô ta cười lấy một lần, với ai cũng lạnh như băng, cũng đúng thôi, cô ta là sát thủ, chưa từng trải qua khói lửa nhân gian, cuộc sống của cô ta đến tận hôm nay cũng chỉ có nhiệm vụ, có chăng chỉ là giết hay không giết thôi, đột nhiên đến nơi phồn hoa thế này e là vẫn chưa quen. Vị sư đệ này, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu phải không? U Lan đột nhiên lên tiếng, cô ta đang nói với Triệu Bân, cũng chỉ có mình Triệu Bân trong góc nghe thấy. Chưa gặp bao giờ. Triệu Bân cười, nhưng trong lòng rất muốn tâm sự với U Lan. Tối hôm đó, ngươi và Phượng Vũ lơ đãng tạo vụ nổ chạy đi, suýt chút nữa đã đánh ta chết tươi. U Lan không nói thêm gì, chỉ nhíu mày. Ngày càng có nhiều đệ tử đến, nam nữ đều có đủ, chia thành mấy nhóm nhỏ, tán gẫu cực kỳ náo nhiệt. Ai cũng có đôi có cặp, chẳng hạn như Tư Không Kiếm Nam và Chiêu Tuyết Mộ ra, vừa bái cùng một sư phụ, hôm qua còn đuổi giết nhau khắp nơi, hôm nay lại bắt đầu làm lành, dù nhìn thế nào cũng thấy đó là một đôi trời đất tạo nên, trông hai má đỏ hây hây của Mộ Chiêu Tuyết, có lẽ tối qua đôi vợ chồng son đã có tiết mục đặc biệt nào đó. Tiếp theo là Liễu Như Nguyệt. Thể thiên linh ấy mà, đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. Bên cạnh Liễu Như Nguyệt còn có một người. Đó chính là thanh niên áo trắng cùng cô ta đến khu rừng sương mù, tên là Vệ Xuyên, liên tục tỏ ra ân cần, vấn đề là từ đầu đến cuối Liễu Như Nguyệt không hề quan tâm đến hắn ta, người ta thường nói hoạn nạn thấy chân tình, từ khi vào rừng sương mù cô ta đã thấy rất rõ. Vị sư đệ này, người bái ai làm sư phụ thế? Hắn ngước lên, có một người ngồi đối diện hắn, mang theo bầu rượu rót một ngụm. Đó chính là Lâm Tà. Thấy Triệu Bân cứ quen quen thế nào ấy nên mới chạy tới tán gẫu, cứ thấy đã gặp nhau ở đâu đó. Tiểu bối vô danh, Triệu Bân cười khẽ. Được nữ soái để mắt tới thì chắc hẳn không phải là người vô danh rồi. Lâm Tà cười nói, người có thể bước vào thiên tông thì có mấy ai tầm thường, một là tư chất rất cao, hoặc là sau lưng có thể lực khổng lồ. Chỉ là không biết Triệu Bân là loại nào. Không ngờ người cũng tới thiên tông. Triệu Tuyết đi tới với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta nghe nói có người đi cửa sau nhưng không biết đó là Triệu Bân, trước đó tên này còn cùng dâu chữ bát tới sòng bạc nhà cô ta để kiếm chắc chút tiền mà. Sau đó giúp cô ta nhìn vào trong hộp sắt, còn bị cắn trả, dù hôm đó Triệu Bân đã dịch dung nhưng cô ta vẫn nhận ra được. May mắn thôi, Triệu Bân ho khan. Thế giới này quả là nhỏ, Tư Không Kiếm Nam cũng tổn thức, lại gặp nhau rồi. Thế nào, người cũng quen à, Triệu Tuyết nhướng mày. Từng gặp. Tư Không Kiếm Nam chỉ nói vào điểm chính, còn gặp ở đâu thì hắn ta không nói sẽ tốt hơn, bị tình nhân cũ đuổi giết không phải là chuyện nở mày nở mặt gì, Triệu Tuyết mà biết thì không đánh hắn ta mới là lạ. Hai người tán gẫu đi, Triệu Tuyết cười, đi về hướng khác, nữ đế tử thường có những chủ đề để nói chuyện, trước khi đi còn liếc nhìn Tư Không Kiếm Nam, ý là, người còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi thì bà đây thiến người. Vợ người tính tình không được tốt lắm nhi, Lâm Tà ngồi cùng bàn thổn thức. Tối nay, ngủ với cô ấy là được. Tư Không Kiếm Nam sửa lại vạt áo, chuyện lên giường này thì ta làm được. Triệu Bân cười gượng, mấy chữ ngủ với cô ấy khiến hắn bất giác nhớ tới Nguyệt Thần, tính thời gian ấy à. Tú Nhi nhà hắn đã bế quan khá lâu, đến nay cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngươi có từng tính thử xem mình có bao nhiêu tình nhân không? Lâm Tà cũng nhàm chán nói mấy câu, uống rượu rồi trọt trọt Tư Không Kiếm Nam. Triệu Bân cũng bất giác liếc nhìn,
hắn cũng muốn biết cái tên này đã hái bao nhiêu luống rau rồi. Tư Không Kiếm Nam hít một hơi thật sâu, vẫn chưa trả lời. Buồn cười là hắn ta thật sự bấm ngón tay tính thử. Triệu Bân và Lâm Tà nhìn hắn ta thì tên đó đã đếm tới mấy chục rồi. Từng đó rồi mà còn dám tính thêm. Thế thì không phải là hái rau đơn thuần nữa rồi. Có thể thấy tên này đúng là lợn giống, nhảy nhót hưởng thụ giữa vườn rau. Lâm Tà cực kỳ sùng bái. Triệu Bân cũng lặng lẽ dựng ngón tay cái. Đừng nói tới hai người họ, dù có thêm thiếu gia nào tới thì cũng phải cúi đầu bái phục. Đang tán gẫu thì có tiếng Phật vang lên. Khỏi cần phải nhìn, biết là Bát Nhã tới đây, nữ tử Phật gia luôn cho con người ta cảm giác hài hòa, có rất nhiều nam đệ tử hai mắt sáng rỡ, cô gái xinh đẹp như thế mà lại bị Phật gia bắt cóc đi ư. Ánh mắt Triệu Bân lạnh đi, sớm muộn gì cũng giải quyết chuyện với Bát Nhã. Cả Vương Dương nữa, dù có chạy tới chân trời góc biển hắn cũng sẽ tiến về quỷ môn quan. Vẫn chưa đụng tới nữ tử Phật gia bao giờ. Tư Không Kiếm Nam không đếm nữa, vuốt cằm nhìn lướt qua Bát Nhã. Ta cá 500 lượng bạc, người không làm gì được đâu. Lâm Tà cắn một ngụm linh quả, cũng là kiểu sợ thiên hạ không đủ loạn. Thế thì chưa chắc, Tư Không Kiếm Nam ngậm lọn tóc, ta trông điển trai thế này, làm gì có ai ta không đụng được. Nhưng hôm nay có vợ ở đây, tất nhiên không thể ghẹo gái, phải tìm cơ hội nào đó để ra tay. Nếu ngươi làm được thì ta cho ngươi 10.000 lượng, Lâm Tà chỉ về một hướng. Triệu Bân cũng nhìn theo hướng ngón tay chỉ, lọt vào mắt hắn là một cô gái đang bước xuống chiếc cầu hình vòm, cả người xương khói quẩn quanh, trông cứ như bồng lai tiên cảnh, vì cô ta mà rất nhiều cô gái khác trở nên mờ nhạt. Đúng thế, là Sở Vô Xương, cháu ruột của nữ soái Xích Diễm. Cô ta mạnh, ở đây không một người nào có thể sánh vai, cũng là người duy nhất Triệu Bân phải e dè, bởi vì hắn không thể nhìn thấu, chỉ biết Sở Vô Xương sâu không lường được, chỉ khí thế đó thôi đã vượt xa hẳn đệ tử khác. Không chỉ mình Triệu Bân e dè, mà các đệ tử khác cũng vậy. Tư Không Kiếm Nam ho khan, cháu gái ruột của nữ soái thì hắn ta không dám đụng thật, đừng nói là cho hắn ta 10.000 lượng, dù có cho hắn ta cả núi vàng cũng chẳng thể đụng nổi. Cô gái tên Sở Vô Xương đó cực kỳ kiêu ngạo, nếu không phải là kỳ tài ngàn năm khó gặp thì chẳng lọt nổi vào mắt cô ta. Quen ngươi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy ngươi bó chân bó tay thế, Lâm Tà bật cười. Thôi bó chân bó tay cũng tốt, thế nó an toàn. Tư Không Kiếm Nam hít một hơi thật sâu, thổ lộ triết lý nhân sinh. Người như Sở Vô Xương, không đụng được thì đừng cố gắng đụng, bất cẩn sẽ bị đánh chết. Sở sư muội ngày càng xinh đẹp nha. Ánh mắt nam đệ tử sáng như sao, hăng hái như đánh thiết gà, một đám chạy tới bắt chuyện. Xấu hổ nhất là Sở Vô Xương còn chẳng thèm mở miệng, cả gương mặt cũng không thấy một sự thay đổi cảm xúc nào, đúng là tự cao tự đại, kiêu ngạo khiến con người ta phải ngước lên nhìn, và cô ta cũng có cái tư cách đó. Nơi cô ta ngồi, bán kính mấy chục mét không có một bóng người. Tư chất không thể sánh ngang với cô ta thì không có tư cách để ngồi chung với cô ta, ở đây, các đệ tử đều tự hiểu lấy, người mạnh như Vô Niệm đầu bóng lưỡng thì chẳng nghĩ đến chuyện đó. Thời buổi này, đi tới đâu cũng có người luồn lách đi cửa sau được. Tên Nghiêm Khang kia lại bắt đầu không ngậm miệng lại được, chẳng biết là cố ý hay là cố tình, hắn ta nhấn ba chữ đi cửa sau cực kỳ mạnh, tất nhiên là nói cho Sở Vô Xương nghe, chỉ vì người nào đó đi cửa sau nhờ tử ngọc của nữ soái Xích Diễm. Tín vật đó thuộc về cô ruột của cô ta. Khỏi phải nói, Sở Vô Xương thật sự liếc sang, ánh mắt hờ hững nhìn Triệu Bân. Không chỉ có các đệ tử tò mò mà cô ta cũng rất ngạc nhiên, một tiểu võ tu cảnh giới chân linh bình thường thì lấy tư cách gì để được cô để mắt tới, chẳng tiếc lấy ra tử ngọc Xích Diễm để giúp hắn vào Thiên Tông. Tiếc là ánh mắt cô ta không đủ tốt, không biết Triệu Bân có gì thần kỳ. Vẻ mặt Triệu Bân rất bình thản. Ánh mắt chẳng mang đến chuyện gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng uống rượu. Lâm Tà và Tư Không Kiếm Nam bên cạnh lập tức cảm thấy áp lực, bởi vì đôi mắt xinh đẹp của Sở Vô Xương mang theo một sự uy hiếp đáng sợ, có lẽ là do huyết mạch cũng như công pháp, người bình thường không thể chịu nổi. Ồ, đến hết rồi à? Tiếng cười vang lên, cuối cùng trưởng lão Thanh Nguyên Các cũng xuất hiện. Triệu Bân từng gặp ông ta, chính là trưởng lão béo hắn gặp dưới chân núi. Người Thiên Tông gọi ông ta là Ngô Huyền Thông,
giống với chư Cát Huyền Đạo với Lão Huyền Không, cùng là chữ Huyền đó, tính cả trưởng giáo Dương Huyền Tông, Vân Yên chủ tử Trúc Phong, cũng cùng một thế hệ, Vân Phượng cũng được tính từ sư tôn cô ta thì cũng cùng một thế hệ. Ra mắt trưởng lão, các đệ tử đứng dậy, cung kính cúi người thi lễ. Đừng gò bó quá, ngồi đi, Ngô Huyền Thông cười, thoải mái bước lên trên đài cao, chậm rãi cười nói, hôm nay gọi các ngươi đến đỉnh Ngọc Tâm này, thứ nhất là để trao đổi về võ đạo, thứ hai là vì tỷ thí Tân Tông. Tỷ thí Tân Tông là gì? Vũ Văn Hạo hỏi theo bản năng. Đó là trận đánh giữa các đệ tử mới gia nhập Thiên Tông, gọi tắt là tỷ thí Tân Tông, Ngô Huyền Thông mỉm cười, tức là những đệ tử đang có mặt ở đây, xếp hàng tỷ thí càng cao thì phần thưởng càng hậu hĩnh, ngoài phần thưởng đó thì 10 người đứng đầu còn được vào bí phủ tu hành nửa tháng, 5 người đứng đầu một tháng, 3 người đứng đầu thì thưởng công pháp cấp thiên, người hạng nhất còn được thêm một viên tỉnh thần đan bậc 4. Bí phủ. Công pháp cấp thiên. Tỉnh thần đan. Rất nhiều phần thưởng khiến những người đang có mặt hai mắt sáng rỡ. Trong đó có cả Triệu Bân, bí phủ gì gì đó, công pháp gì đó hắn đều không cần, chỉ quan tâm đến viên tỉnh thần đan. Vương Trác từng nói khi người thức tỉnh huyết mạch xảy ra vấn đề, thành người thực vật thì có thể dùng tỉnh thần đan, nếu cộng thêm tuệ tâm châu nữa thì Liễu Tâm Như rất có thể sẽ tỉnh lại. Vừa mới vào tông mà đã chuyện vui thế này, Thiên Tông vung tay mạnh thật đấy. Nghe chơi cho vui thôi. Tư chất tầm cỡ chúng ta thì làm sao mà xếp hạng cao cho được. Thì cũng có những phần thưởng khác mà. Buổi trò chuyện của Ngô Huyền Thông trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mục đích Thiên Tông tổ chức hoạt động lần này cũng rất dễ hiểu, họ muốn tìm được tinh anh trong tinh anh. Sau này sẽ tập trung bồi dưỡng. Dù sao thì đất với đá cũng đầy rẫy, Thiên Tông vừa mất rất nhiều đệ tử chân truyền, cần một lượt thay máu bổ sung mới. Khi nào bắt đầu, Hán Triều hỏi. Nửa tháng sau, Ngô Huyền Thông duỗi người, đừng lơ là võ đạo. Được rồi. Thế thì lão phu đi về ngủ một giấc đã, Ngô Huyền Thông ngáp, xoay người bước đi, có thể ngủ lại một giấc nữa, đây là nơi các hậu bối tụ tập, lão già như ông ta không cần tham gia, lúc đi ngang Triệu Bân còn liếc mắt nhìn, cũng chẳng thấy hắn có gì đặc biệt. Ta không cần nhiều, lấy hạng 10 là được rồi. Tư Không Kiếm Nam nói đầy ẩn ý. Ngươi thì dẹp đi, Lâm Tà lại cầm bầu rượu, tán gái thì ngươi là cao thủ, đánh nhau ấy à? Ngươi còn thiếu chút đỉnh, ta đoán ngươi có thể vào tới hạng 20 đã là phước đức ba đời. Tư Không Kiếm Nam không nghĩ thế, nhỡ đâu cao thủ đánh với cao thủ hết rồi thì sao? Tên gà mờ như hắn ta, nói không chừng có thể len lỏi bò lên được, con người ấy mà. Phải suy nghĩ tích cực vào, may mắn cũng rất quan trọng. Tỉnh thần đan. Triệu Bân lại thì thào, ánh mắt cứ sáng lập lòe. Muốn lấy viên tỉnh thần đan bậc 4 đó, hắn phải đánh thẳng lên tới hạng nhất mới được. Thế thì không dùng hết sức là không được. Cái gọi là hết sức đó tính cả ma hóa, dùng cả ma hóa cũng chưa chắc đã đánh nổi Sở Vô Xương, hắn có cấm thuật để tăng lực chiến thì Sở Vô Xương không có chắc. Bỏ tất cả cấm thuật đi, hai người bọn họ cũng có thể đánh ngang tay. Nhưng hắn vẫn còn thời gian. Nếu có thể thăng cấp lên Huyền Dương trong vòng nửa tháng thì mọi thứ sẽ ổn. Dù thế nào cũng phải giành lấy tỉnh thần đan, Liễu Tâm Như đang chờ nó cứu mạng cơ mà. Bí phủ đó là nơi thế nào? Tạm bỏ qua suy nghĩ đó, Triệu Bân nhìn sang Lâm Tà và Kiếm Nam. Thánh địa tu luyện của Thiên Tông, Lâm Tà cười nói, đó là một nơi rất tốt, bên trong có rất nhiều thứ hay ho. Những tâm đắc võ đạo tiền bối để lại này, ai may mắn có thể nắm bắt được ý cảnh. Ta cũng có nghe nói, Tư Đồ Kiếm Nam xem vào một câu, nghe đồn nữ soái Xích Diễm cũng ngộ đạo trong bí phủ nên mới đột phá chuẩn thiên, cũng rời khỏi Thiên Tông đại hạ trong năm đó. Rất tốt, Triệu Bân khẽ nói. Nhưng so với bí phủ và công pháp cấp thiên thì tỉnh thần đan có vẻ thực tế hơn. Đang nói chuyện thì một làn gió thơm chợt ập tới. Khi Triệu Bân ngước lên nhìn thì Sở Vô Xương đã đứng trước bàn như bóng ma. Sở Vô Xương là người nổi tiếng, tất cả mọi hành động và cử chỉ của cô ta đều ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trong mắt các đệ tử, nói không chừng đứa con gái của trời cao sẽ có tia lửa nào đó bùng lên với tiểu võ tu kia. Ta không cần biết ngươi dùng cách gì để có Tử Ngọc. Nhưng đó là đồ của cô ta, ngươi không xứng có được nó. Giao ra đây. Sở Vô Xương khẽ hẽ môi, cũng vươn tay ra.
Đây là lần đầu tiên cô ta mở miệng từ đầu đến giờ, giọng nói lanh lảnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đó không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh cao nhất, khi nói chuyện không hề liếc mắt nhìn Triệu Bân một lần. Một tiểu võ tu, không xứng để cô ta phải cúi xuống nhìn. Mấy từ ít ỏi, Đình Ngọc Tâm chìm vào yên tĩnh, bọn Thanh Giao đều nhíu mày lại, kẻ như Nghiêm Khang thì vui sướng khi người gặp họa, như Lâm Tà với Tư Không Kiếm Nam thì nhướng mày, cực kỳ khó chịu với hành động của Sở Vô Xương, đó là đồ của nữ soái tặng người ta, ngươi lấy tư cách gì mà đòi. Muốn xin thì đừng có vênh váo hống hách như vậy, cơ ngân người ta có nợ gì ngươi. Hai người bọn họ khó chịu, Triệu Bân lại càng cáu. Đột nhiên nhảy ra trước mặt đòi lấy đồ của người ta mà cũng hiên ngang lẫm liệt thế á. Sở sư muội. Mục Thanh Hàn đi tới đứng bên cạnh Triệu Bân. Mục Thanh Hàn bình thường luôn điềm đạm lạnh lùng, bấy giờ lại nở một nụ cười khẽ. Nói chính xác hơn là nụ cười làm lành. Cô ta là sư tỷ, phải che chở tiểu sư đệ. Không có chuyện của ngươi, né ra. Sở Vô Xương thản nhiên nói, không hề nể nang Mục Thanh Hàn. Ta! Thắng ta trong tỷ thí Tân Tông, ta sẽ đưa ngươi Tử Ngọc. Cuối cùng Triệu Bân cũng đứng lên, thốt ra một câu cực kỳ bình tĩnh. Mục Thanh Hàn khá tốt với hắn, cũng làm hết bổn phận sư tỷ, từ đầu đến cuối luôn che chở hắn nên không tiếc hạ mình ăn nói khép nép với Sở Vô Xương, lại bị cô ta lạnh lùng đáp trả. Sở Vô Xương đứng tít trên cao, nên cô ta xem sư tỷ hắn. Chẳng là cái thá gì. Làm thế khiến hắn cực kỳ khó chịu. Triệu Bân này không phải là quả hồng mềm, không phải ai muốn nắm muốn bóp thế nào cũng được. Hiện trường bắt đầu chìm vào yên tĩnh. Ta không nghe nhầm chứ. Rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng cười gượng của Tư Không Kiếm Nam. Một tên cảnh giới chân linh mà muốn tìm Sở Vô Xương luyện tay luyện chân ở trận tỷ thí Tân Tông Á. Đúng là không biết tự lượng sức. Nghiêm Khang cười nhạo, như thể vừa mới nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười. Không chỉ mình Nghiêm Khang, các đệ tử ở đây cũng nghĩ thế. Theo bọn họ, trong số những đệ tử mới gia nhập thì Sở Vô Xương hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất, tên đi cửa sau chính xác là tên yếu ớt nhất, người yếu nhất khiêu chiến với kẻ mạnh nhất, có lạ lùng không? Tu vi thấp khỏi phải bàn, mặt mũi bình thường cũng chẳng sao, tự mình biết mình mới quan trọng, nhưng tiểu võ tu này, ăn nhiều hơn người ta mấy chén nên cơm chạy lên não rồi. May là Ngô Huyền Thông đi từ sớm. Nếu không chắc lão già đó cũng ngồi hóng hớt cuộc vui. Đệ tử mới gia nhập có một kẻ cực kỳ cứng đầu. Đó chính là tên đi cửa sau, đừng thấy cái mặt hiền lành đó mà lầm, chẳng phải là kẻ yên phận, hơn nữa. Còn ăn nói rất hùng hồn. Chấm. Sư đệ, cẩn thận từng lời nói và hành động. Ta biết chừng mực mà, Triệu Bân cười, hắn không muốn gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ. Ta. Rất khâm phục sự can đảm của ngươi. Sở Vô Xương lạnh lùng nói, vẻ mặt vẫn trong trẻo nhưng đầy vô tình như thế. Bao năm qua, trong số những người cùng thế hệ thì chỉ có tên này dám khiêu chiến với cô ta, cảnh giới chân linh nho nhỏ, tu vi không cao nhưng miệng lại rất mạnh, cô ta không ngờ Triệu Bân sẽ tự tin quá đáng khiêu chiến mình. Mặt mũi không phải là thứ người khác cho, phải tự giành lấy. Triệu Bân xoay người rời đi. Đi được đâu đó vài bước thì lại thấy mình quên gì đó. Quên cái gì ấy hả? Quên mất một người, là sư tỷ nhà hắn vẫn còn ở đó mà. Hắn lại vòng trở về, kéo người bỏ đi. Còn Sở Vô Xương thì tạm thời hắn chẳng muốn gặp, cũng chẳng muốn nhìn tới. Nếu không nể tình nữ soái, hắn cũng không ngại luyện tay luyện chân ngay hôm nay, chân linh đánh với Huyền Dương, hắn có thể nắm 50 phần thắng, nếu đánh một trận với người cùng cấp. Chấp ba Sở Vô Xương hắn cũng giải quyết được hết. Vậy nên mới nói, thi thoảng tu vi là một thứ gì đó rất tốt, cảnh giới chân linh tầng cao nhất thật sự rất ngượng. Vẻ mặt Sở Vô Xương chợt lạnh đi phần nào. Đây là lần đầu tiên cô ta bị ngó lơ như thế từ khi bước lên con đường võ đạo này. Hơn nữa, đối phương chỉ là cảnh giới chân linh, còn dùng từ ngọc của cô để đi cửa sau vào Thiên Tông, nhận được ân huệ của Sở gia. Lại không hề cung kính cô ta tí nào, đúng là khiến người ta căm tức. Đúng là anh hùng, Lâm Tà nhếch miệng chậc lưỡi. 500 lượng, ta đặt hắn rất ngay từ vòng gửi xe. Ngươi nói cái dám. Lâm Tà nói, hắn ta liếc mắt nhìn Tư Không Kiếm Nam.
tu vi cảnh giới chân linh, chọn bất kỳ một người nào ở đây ra đều có thể xách hắn lên đánh tơi tả. Thú vị, đúng là rất thú vị. Có rất nhiều người bật cười, cũng có khá nhiều người rời đi. Nửa tháng sau là tỉ thí tân tông, không thể lãng phí thời gian được, quay về tập trung tu luyện một phen để có một thứ hạng tốt, quan trọng là phần thưởng rất nhiều, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, công pháp rồi là tu hành trong bí cảnh công với viên đan tỉnh thần đó chính là bảo bối vô giá. Tiểu sư đệ, người hấp tấp quá. Bên này, Mục Thanh Hàn đã đi qua cầu hình vòm, cứ huyên thuyên suốt một đường. Sở gia của đại hạ là danh gia vọng tộc, có cả một nữ soái xích diễm nắm trong tay trăm ngàn hùng binh, lại càng khỏi phải bàn tới sư phụ cô ta, dù có là trưởng giáo thiên tông thì cũng phải khách sáo khi gặp mặt Sở Lam. Vì thế mới nói, có những người không thể đụng vào được, chẳng hạn như Sở Vô Xương. Ta đâu có nói gì, Triệu Bân ho khan một tiếng. Lần này không phải là do hắn gây chuyện, mà là Sở Vô Xương ỷ thế hiếp người. Cùng là người của Sở gia, nữ soái nghĩ thoáng hơn cô ta rất nhiều, nữ soái là chuẩn thiên hàng thật giá thật nhưng không hề ra vẻ ta đây, chắc hẳn cũng sẽ không chạy về tìm hắn tính sổ vì một khối tử ngọc. Hơn nữa, hắn còn cứu nữ soái xích diễm nữa mà. Còn dám giả mồm, Mục Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Bân, với thực lực của ngươi bây giờ, chưa chắc đã đỡ nổi một chưởng của cô ta, chém gió thành bão như thế, ngươi không sợ cắn phải lưỡi à? Vì đi cửa sau nên rất nhiều người đang chờ để xem ngươi mất mặt, ngươi còn ngại chưa đủ phiền ư. Ta cũng có thể đánh được mà, Triệu Bân ngượng ngùng cười, nói không chừng sẽ thắng đấy. Nếu ngươi thắng, mỗi ngày ta sẽ đấm vai bóp lưng cho ngươi, Mục Thanh Hàn nói xong đi bước vội, cô ta đã đánh giá thấp tiểu sư đệ này rồi, bàn về mạnh miệng thì hắn chẳng thua ai cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sư đệ dám đứng ra để lên tiếng khiến cô ta rất vui. Dù sao thì cái giọng điệu lạnh lùng của Sở Vô Xương cũng khiến con người ta rất khó chịu, khiến cô mất hết mặt mũi trước tất cả mọi người, chém gió cũng tốt, mạnh miệng cũng được, sư đệ đã giải vây cho cô ta. Có lẽ thật sự sẽ thắng đấy, Triệu Bân thì thào đuổi theo. Trong lúc đó, hắn còn liếc sang chiếc nhẫn ma và lướt thấy tử ngọc bên trong. Khối tử ngọc xích diễm này không phải là ngọc bội bình thường, đeo trên người có thể bổ sung khí lực, tác dụng rất tốt. Nếu không vì nữ soái thì cũng có thể bán được cái giá rất tốt, tại sao phải mang cho người khác? Dưới chân núi, hắn rẽ vào tàng kinh các. Tàng kinh các như cung điện, cực kỳ rộng lớn và đầy khí thế, chia thành ba tầng thượng, trung, hạ. Trước khi vào hắn có hỏi thăm, đệ tử mới vào tông như hắn chỉ có thể dạo quanh tầng 1, tầng thứ 2 và thứ 3 thì trừ khi có đặc quyền bên trên cho, nếu không sẽ không đặt được nửa bước chân lên đó. Khi hắn vào thì tàng kinh các không có một bóng người. Chỉ có một trưởng lão nằm sấp xuống ngủ ngon lành, tiếng ngáy như sấm. Trưởng lão này hắn có biết vì hôm qua gặp được dưới chân núi, tên là Nhạc Huyền Sơn, cũng là thế hệ Trúc Huyền, người Thiên Tông gọi là Huyền Sơn lão đạo, chờ mấy ngày, cuối cùng vẫn chưa thu nhận được đồ đệ nào. Thế cũng tốt, chẳng cần phải dốc lòng dốc sức lo lắng cho đồ đệ. Trưởng lão. Triệu Bân tiến tới. Khẽ gọi. Nhạc Huyền Sơn mở mắt nhìn, thấy đó là Triệu Bân thì lập tức nhướng mày, một ngày dài không thấy đệ tử nào đến, người đầu tiên tới lại là cái tên đi cửa sau đó, hôm qua còn bị đá vào như quả bóng. Chỉ được xem dưới tầng 1. Nhạc Huyền Sơn tùy tiện nói, lại nằm sấp người xuống ngủ say. Triệu Bân cũng không quấy rầy, nhẹ nhàng bước vào, tầng 1 cực kỳ rộng lớn, rất nhiều giá sách xếp thành hàng dài, chất đầy sách. Cũng có rất nhiều sách cổ, phần lớn đều phủ một lớp cho bụi. Hắn vừa đi vừa nhìn ngắm, tìm kiếm một vài thứ có liên quan đến huyết mạch. Thỉnh thoảng hắn cũng dừng chân lại vài lần, tiện tay lấy một quyển sách mở ra, đúng như lời Mục Thanh Hàn nói, có rất nhiều thứ mới mẻ, là thứ người ngoài kia không thể đọc được, chẳng hạn như các thế lực lớn ẩn sâu trong đại hạ. Đến giá sách trong góc khuất cuối cùng hắn mới dừng lại. Trên đó có một bộ sách được dán nhãn huyết mạch, hắn giơ tay lên lấy, vội vã xem, trong đó có ghi rất nhiều loại huyết mạch, chẳng hạn như thể thiên linh, bên trong có rất nhiều thông tin, các huyết mạch di truyền khác, bao gồm nguồn gốc và các nhánh đều được giải thích cực kỳ chi tiết, xem đến quyển cuối cùng mới là cuốn viết về thức tỉnh huyết mạch. Cũng giống lời Vương Trác nói, thức tỉnh huyết mạch là cơ duyên và cũng là kiếp nạn, vượt qua được chính là tạo hóa, không thể vượt qua được thì sẽ là kiếp nạn, có rất nhiều di chứng. Chẳng hạn như mất trí nhớ,
chẳng hạn như ngủ say, chẳng hạn như thành người thực vật, chẳng hạn như chôn thây ở đâu đó. Liễu Tâm Như vẫn còn may mắn, ít nhất vẫn còn sống, không biết có bao nhiêu người ngoài kia thức tỉnh huyết mạch, sau đó lên đường xuống suối vàng, hắn nhìn thấy mấy chữ Tuệ Tâm Châu trong sách, ngoài ra còn có đan tỉnh thần, chứng tỏ rằng Vương Trác không lừa hắn. Đây đã là cuối quyển sách rồi, không biết ngoài hai cách này ra còn cách nào khác để cứu giúp nữa hay không, nếu đan tỉnh thần vô dụng thì hắn thật sự không biết phải cứu người bằng cách nào. Hả? Đang ngước lên thì hắn chợt cảm nhận thấy trồi tạo hóa run lên, khiến hắn ngước lên nhìn theo bản năng, ánh mắt còn sáng rỡ lên, trồi tạo hóa không hay run lên như thế, một khi nó đã run thì chắc chắn sẽ có bảo bối. Hắn đặt quyển sách xuống, đi tới chỗ giá sách bên kia, cho đến khi đứng trước cầu thang nối giữa lầu 1 và lầu 2 mới dừng lại, trồi tạo hóa run mạnh hơn nhiều, chứng tỏ bảo vật không biết tên đó đang ở trên tầng 2, cũng có thể là tầng 3. Nhưng hắn lại không thể lên được. Cầu thang lên tầng 2 có cấm chú, có giấy thông hành mới được lên. Hắn đứng đó nhìn rất lâu, trong tàng kinh cá toàn sách là sách cũng như sách cổ, trồi tạo hóa có thể xem trọng thứ gì, hắn không đủ tư cách lên nên tất nhiên cũng không biết đó là gì, nhưng hẳn là bất phàm. Vị sư đệ này, trùng hợp quá. Có lẽ đang xem quá mê mẩn nên Triệu Bân không phát hiện đằng sau có thêm một người.